Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1261, lại nổi sóng. Dương Thanh Sơn đem ngô trưởng Nam vồ một cái đến trong tay mặt, hắn để ngô trưởng Nam ngoan ngoãn thanh tất cả mọi chuyện nói hết ra rồi. Diệp Thần Phong cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là tại một bên yên lặng nhìn xem mà thôi. Tối thiểu Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn vẫn không có đối với hắn biểu hiện ra không tốt ý đổ đến. Nếu như Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn thật sự dám thanh suy nghĩ động đến Diệp Thần Phong trên người đi, như vậy Diệp Thần Phong không ngại để Tiểu Bạch trực tiếp giải quyết xong bọn hắn, Diệp Thần Phong mới mặc kệ Thủy Tử Yên phải hay không tuyệt thế mỹ nữ đây. Đến lúc đó trực tiếp tới cái Không Thương Hương Tiếc Ngọc. Mà ở Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên biết được, Diệp Thần Phong tại đến Địa Huyền Giới trước đó chỉ có thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, hai người bọn họ biểu lộ trở nên hưng phấn lên. Diệp Thần Phong đi tới địa huyền giới liền thời gian một tháng cũng không có, nhưng hắn lại là mạnh mẽ để cao chọn một cái đại tầng thứ, phải biết thực lực tại đến thông linh cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ đều là phi thường khó khăn. Cho nên, Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên cho ra một cái kết luận, trước đó Diệp Thần Phong bởi vì tại cổ võ giới, cho nên tu vi của hắn nhận lấy phi thường to lớn hạn chế, bây giờ Diệp Thần Phong đi tới địa huyền giới, như vậy có thể nói là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay rồi, tại Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên xem ra, Diệp Thần Phong tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là một cái hiếm có thiên tài. Nếu như có thể thanh Diệp Thần Phong lôi kéo nước vào ra, như vậy Thủy ra hay là tại trong 100 năm lại có thể sinh ra một tên cao thủ chân chính rồi, huống hồ Diệp Thần Phong không những tư chất tu luyện xuất chúng, hơn nữa còn là một tên luyện khí sư, loại này cấp bậc thiên tài, coi như là thả đến bất luận cái nào đỉnh cấp trong tông môn cũng tuyệt đối là hội hoa đại tài nguyên bồi dưỡng thủy tử yên nhìn xem trong ngực ôm tiểu bạch diệp thần phong trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhiều chỗ một vệt tha thiết rồi loại này cấp bậc thiên tài đặc biệt là chả chưa trưởng thành lên thủy tử yên quyết tâm phải đem diệp thần phong lôi kéo nước vào nhà mím môi nói ra đệ đệ lẽ nào ngươi liền thật sự yếu phụ lòng tỷ tỷ ta có ý tốt sao chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thủy gia ta bảo đảm thủy ra hội hoa lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể cứ việc nói ra, chỉ cần là chúng ta thủy ra có thể làm được, chúng ta hết thảy đều thỏa mãn ngươi. Diệp thần phong bây giờ trên đất huyền giới kẻ địch lớn nhất chính là ngũ phẩm tông môn âm minh tông rồi. Đến lúc đó hắn muốn đem lâm hân gì từ âm minh tông bên trong mang đi ra, chả muốn giết bà lão kia tống Xuân mi hắn tuyệt đối sẽ cùng âm minh tông nổi lên xung đột hay là gia nhập một phẩm cấp không sai tông môn, này đối với hắn mà nói là mới có lợi. Nhưng Âm Minh Tông nói thế nào cũng là đường đường ngũ phẩm tông môn, cho dù thủy gia là tứ phẩm tông môn, cần phải cũng sẽ không vì Diệp Thần Phong mà cùng Âm Minh Tông ác chiến. Này kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thủy gia thắng thảm. Thủy gia sẽ không vì Diệp Thần Phong người ngoài này, cho nên trả giá to lớn như vậy giá cao. Bởi vậy Diệp Thần Phong xưa nay không có ý định gia nhập huyền giới bất luận cái nào tông môn, nhìn xem phía trước mặt tư thái sặc sỡ thủy tử yên, Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, ánh mắt tại thủy tử yên ngực quét tới quét lui, hỏi thật sự bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể. Thủy Tử Yên đương nhiên cũng cảm nhận được Diệp Thần Phong bá đạo ánh mắt rồi, người tuy rằng ở bề ngoài có vẻ thập phần sặc sỡ. Nhưng nàng bây giờ vẫn không có cùng bất kỳ người đàn ông nào có thân mật tiếp xúc đây lúc trước nếu là có người dám không kiêng nể gì như thế nhìn chằm chằm ngực của nàng một trận mãnh liệt xem, đoán chừng Thủy Tử Yên đã sớm làm cho đối phương đi gặp Diêm Vương ra rồi. Bất quá, cho dù Thủy Tử Yên không nhúc nhích sát tâm, nhưng nàng đã là hoàn toàn tức giận, trong con người xinh đẹp lóe lên tức giận ánh lửa, chính lúc người mở miệng quát tháo Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong trong nháy mắt thu hồi của mình bá đạo ánh mắt, trong con người tràn đầy có nhiều ý vị vẻ, hí hành hạ nói, làm sao, tỷ tỷ, người không phải mới vừa nói bất kỳ yêu cầu gì đều thỏa mãn ta sao? Ta chẳng qua là nhìn hai người mắt, người liền không kiên nhẫn được nữa. Ta xem ngươi vừa vặn nói chẳng khác gì là đánh rắm. Diệp thần phong một bên vuốt tiểu bạch đầu, một bên lại tiếp tục nói, Thủy Tử Yên, Thủy Đại Tiểu Thư, ta lại nói một lần cuối cùng, ta đối gia nhập Thủy ra không có hứng thú, đối với ngươi cũng tương tự không có hứng thú. Diệp thần phong trong con ngươi lạnh nhạt ánh mắt, này làm cho Thủy Tử Yên trong lòng phi thường không sảng khoái, từ trước đây đến bây giờ còn không có bất kỳ người đàn ông nào có thể không nhìn mỹ lực của nàng, nhưng vừa vặn người lại bị Diệp Thần Phong cho trêu đùa rồi, này làm cho người ngực chắn thở ra một hơi. Mà đứng tại Thủy Tử Yên bên cạnh Dương Thanh Sơn, hắn đem chộp vào trong tay ngô trưởng nam cho tiện tay văng ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cách làm hơi bị quá mức phân một chút, phải biết Thủy Tử Yên nhưng là Thủy ra hòn ngọc quý trên tay càng là thủy gia buôn bán nữ vương, lại nói vừa vặn hay là bọn hắn cứu Diệp Thần Phong đám người. Diệp Thần Phong cho dù liền câu cảm tạ cũng không nói, cũng không phải ngôn từ như vậy tranh đấu tương đối a hát. Hừ, Dương Thanh Sơn lão đầu này trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, cho dù ngươi là luyện khí sư, hơn nữa tư chất của ngươi phi thường thiên tài, ngươi cũng không phải như thế tự phụ a hát. Vừa vặn yếu không phải chúng ta đúng lúc xuất hiện, các người sớm đã bị phế bỏ thực lực, hơn nữa được đánh gãy gân tay, gân chân rồi. Theo diệp thần phong Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên hoàn toàn là muốn lôi kéo hắn, bằng không hai người bọn họ sẽ cùng tung đi tới nơi này sao? Theo diệp thần phong Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn quả thực là quản việc không đâu, có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tiểu bạch tại, đối mặt ngô trưởng Nam cùng Chu Hải Phú hai cái này chỉ là hợp biển cảnh lão đầu, diệp thần phong sẽ xảy ra chuyện sao? Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng Thủy Tử Yên đám người nói nhảm nhiều rồi, nói ra, được rồi, xem tại các ngươi là hảo tâm phân thượng, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm so đo, hai người các ngươi có thể rời đi chỗ này rừng cây. Nguyên bản Dương Thanh Sơn cho rằng tại chính mình nói ra kia phen lời nói sau đó Diệp Thần Phong nên thanh tư thái thả thấp một chút rồi, nhưng kết quả ai biết Diệp Thần Phong giọng nói chuyện, dĩ nhiên thật sự giống như một tên thần bí cao thủ bình thường cái này Dương Thanh Sơn là tức giận gần chết lại tăng thêm hai ngày trước hắn cũng một mực sưng hô Diệp Thần Phong vì lão tiên sinh, nhưng kết quả Diệp Thần Phong lại chẳng qua chỉ là một gã hai mươi mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hơn nữa thực lực trả chỉ có thông linh cảnh. Này làm cho trong lòng của hắn uất ức là càng ngày càng thịnh vượng. Thủy Tử Yên cũng cảm thấy Diệp Thần Phong quá mức kiêu ngạo, hơn nữa theo Thủy Tử Yên, Diệp Thần Phong mặc dù là luyện khí sư, nhưng kỳ thật lực chỉ có thông linh cảnh, căn bản là không có vốn để kiêu ngạo, cho nên Thủy Tử Yên nhận thức như Diệp Thần Phong như vậy tự phụ thiên tài, hay là tại không trưởng thành liền sẽ vẫn lạc rồi, nói không chắc thanh người như vậy lôi kéo nước vào ra, còn có thể cấp nước ra mang đến phiền phức đây. Thế là Thủy Tử Yên cũng buông tha cho lôi kéo Diệp Thần Phong ý nghĩ. Nhưng chính lúc Thủy Tử Yên trong đầu vừa vặn bốc lên rời đi nơi này ý nghĩ lúc, chỉ thấy lại có hai lau người bóng xuất hiện tại trong rừng cây, một tên trong đó thân thể mập mạp nam nhân tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên thực lực, cái tên mập mạp này liền là thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên rồi. Về phần một cái khác thân thể to lớn tráng nam nhân tự nhiên chính là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Hoa Chiếu rồi. Chu Minh Thiên cùng Hoa Chiếu đã sớm biết Diệp Thần Phong được ngô trưởng nam cùng Chu Hải Phú tập trung vào, nhưng hai người bọn họ không nghĩ tới chính là liền ngay cả thiên diệu thành tử vân sản đấu giá người phụ trách Thủy Tử Yên cũng ở nơi đây. Thủy Tử Yên cũng không quen biết Chu Minh Thiên, nhưng này Chu Minh Thiên nhưng là nhận ra Thủy Tử Yên tướng mạo, này Chu Minh Thiên bình thường có một cái ham muốn chính là nữ nhân, trước mắt nhìn thấy Thủy Tử Yên cũng đang trong rừng cây, chung quanh đây lại không có bất kỳ người nào, mà Diệp Thần Phong bọn hắn tại Chu Minh Thiên trong mắt đã là chết người đi được. Chu Minh Thiên trên mặt thịt mỡ vi vi lay động, nhìn về phía Thủy Tử Yên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, cười nói, đây không phải Tử Vân sàn đấu giá Thủy đại tiểu thư sao? hôm nay ta nhưng thật là có phúc lớn a hát, không nghĩ tới vẫn có thể cùng thủy đại tiểu thư tại đây trong rừng cây phát sinh một ít tươi đẹp sự tình. Thủy tử yên tự nhiên rõ ràng này cái gọi là tươi đẹp sự tình chỉ là cái gì rồi, này làm cho của nàng hai cái mày liễu là hơi nhíu lại, nàng và Dương Thanh Sơn cũng không nghĩ tới này trong rừng cây trả sẽ xuất hiện một nhóm người, hơn nữa đối phương một người trong đó đã là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi. Diệp Thần Phong cũng đoán được thần khí các mập mạp này sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng trên mặt hắn biểu lộ nhưng vẫn là không hề biến hóa, cho dù xuất hiện một tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ thì lại làm sao? Phải biết tiểu Bạch nhưng là có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Dương Thanh Sơn biết mình cùng Thủy Tử Yên gộp lại cũng không phải hoa chiếu đối thủ, nếu không cách nào lôi kéo đến Diệp Thần Phong rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong như vậy ngạo khí, như vậy chuyện này bọn hắn cũng không cần quản. Dương Thanh Sơn nói ra, hai vị, chúng ta cùng các ngươi không thù không oán, thủy ra nhưng không phải là các ngươi có thể đắc tội nổi. Đến giờ phút này rồi, Dương Thanh Sơn chỉ có thể chuyển ra thủy ra ngọn núi lớn này rồi, hy vọng đối mới có thể thả hắn cùng thủy tử yên an toàn rời đi. chương 1262, tại sao một mực yếu đi tìm cái chết? Thủy gia thân là tứ phẩm tông môn, hắn lực uy hiếp tuyệt đối là to lớn, Lần sau Chu Minh Thiên chỉ là luyện khí tông bên trong một tên trưởng lão nhi tử, bởi vì hắn tại luyện khí phương diện tư chất quá mức tối dạ, liền ngay cả gia nhập luyện khí tông tư cách cũng không có. Nói đến Chu Minh Thiên xác thực không đắc tội được Thủy gia, thế nhưng hắn tại đây nơi trong rừng cây đem Thủy Tử Yên làm rồi, sau có ai sẽ biết. Lấy Thủy Tử Yên khuôn mặt đẹp, đáng giá để Chu Minh Thiên bí quá hóa liều rồi. Được lắm Thủy gia, hôm nay ta đem Thủy đại tiểu thư làm rồi nói không chắc ta liền có thể trở thành thủy gia con rể tới nhà rồi đến lúc đó đời ta nhưng là hoàn toàn ăn uống không lo chu minh thiên khinh thường cười nói người dương thanh sơn không nghĩ tới uy hiếp của mình một tia tác dụng cũng không có nhìn xem hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ chu minh thiên cùng với tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ hoa chiếu sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi lên trong lòng không ngừng nghĩ ngợi làm sao có thể mang theo thủy tử yên an toàn rời đi Dương Thanh Sơn dư quang của khóe mắt không khỏi nhưng mắt nhìn đã đến Diệp Thần Phong, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đến lúc này lại vẫn gương mặt không sao cả, hắn hoàn toàn cho rằng Diệp Thần Phong tự kiêu chẳng khác gì là ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Thần Phong một cái chỉ là thông linh cảnh tiểu tử sẽ có bảo mệnh lá bài tẩy, hắn hiện tại phi thường hối hận mang theo thủy tử yên tìm đến Diệp Thần Phong cái này vô cùng ngu xuẩn ngu ngốc rồi. Thủy tử yên được mập mạp kia Chu Minh Thiên nhìn chằm chằm, trong lòng nàng cũng cảm giác vô cùng buồn nôn, đặc biệt là Chu Minh Thiên này lợn béo lại vẫn dám đối với người sản sinh ý đồ không an phận. Này làm cho Thủy Tử Yên bên trong thân thể lửa giận là bắt đầu cháy rừng rực, nhưng nàng cũng biết trước mắt tình thế đối với nàng cực kỳ bất lợi, mà càng khiến nàng đáng giận là một bên Diệp Thần Phong dĩ nhiên như một một người không có chuyện gì như thế. Trong lòng nàng thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ? Liền chết đến nơi rồi cũng không biết còn cố ý làm bộ một bộ bộ dáng thoải mái. Hai người các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thủy tử yên trên người nữ vương khí chất hiển lộ hết, đôi mắt đẹp trừng lên Chu Minh Thiên chất vấn. Chu Minh Thiên cười nói, Thủy đại tiểu thư, tốt bạo tính khí A hát. Bất quá, như vậy đối với ta mà nói mới đủ vị. Tiếp lấy, Chu Minh Thiên lại nói, Hoa Chiếu, trước tiên giúp ta đem lão đầu này cùng Thủy đại tiểu thư bắt lại, những người khác đều chỉ là một chút tiểu nhân vật mà thôi. Chu Minh Thiên căn bản không có thanh thông linh cảnh diệp thần phong đám người coi là chuyện to tát. Hoa Chiếu khi nghe đến Chu Minh Thiên mệnh lệnh sau, dưới chân hắn bước chân lập tức bước ra một bước, trên mặt đất dưới bùn đất vùi lấp một tấc, từ Hoa Chiếu trên người lập tức tràn ngập ra nhất cổ ngập trời khí thế. Đứng ở Thủy Tử Yên bên cạnh Dương Thanh Sơn biến sắc mặt, nhỏ giọng nói, "Đại tiểu thư, sau đó ta cho ngươi tranh thủ thời gian." người mau chóng chạy ra cây này rừng. Thấy Thủy Tử Yên trên mặt có vẻ do dự, Dương Thanh Sơn lần nữa trịnh trọng nói, Đại Tiểu Thư, nếu như người cùng ta đều lưu lại, như vậy hôm nay hai chúng ta đều phải chết, hơn nữa Đại Tiểu Thư lẽ nào muốn được mập mạp kia cho nhục nhã sao? Khi nghe đến Dương Thanh Sơn đều thanh nói tới cái này phân thượng rồi. Thủy Tử Yên trong lỗ mũi là hít sâu vài khẩu khí. Người biết Dương Thanh Sơn nói không sai, chỉ có an toàn thoát đi nơi này, về sau mới có thể tìm mập mạp này báo thù. Về phần ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá Diệp Thần Phong cùng Hà Bình đám người, tại Chu Minh Thiên không có coi bọn họ là về chuyện thời điểm, bọn hắn cũng ngược lại không có coi Chu Minh Thiên là chuyện quan trọng tình. Lão đại, mập mạp kia tự mình cảm giác cũng quá lương hảo chứ. Ở trong mắt hắn chúng ta giống như là bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết con kiến. Hoàng sung nghĩa liếc nhìn Diệp Thần Phong trong lồng ngực tiểu bạch, trên mặt tràn đầy châm biếm. Tại Hoàng sung nghĩa tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, cách đó không xa Dương Thanh Sơn hắn cũng tướng khí thế cho để được đưa lên. Bóng người hướng về hoa chiếu lao đi rồi, song trưởng thật nhanh hướng về hoa chiếu đánh ra, đốt hoang ngàn vạn trường. Một đạo đạo xích bàn tay màu đỏ ấn không ngừng trồng chất lên. Cuối cùng tạo thành một cái có tới cao một mét màu đỏ thắm cự đại thủ trưởng ấn, này bàn tay ấn chỗ đi qua, trên mặt đất cỏ non trong nháy mắt được đốt cháy thành cho. Một chiêu này đốt hoang ngàn vạn trưởng chính là huyền cấp trung phẩm chiến kỹ, đồng dạng cũng là Dương Thanh Sơn nắm giữ tốt nhất chiến kỹ rồi, vừa vặn Dương Thanh Sơn tại đối ngô trưởng Nam cùng Chu Hải Phú thi triển chiêu này thời điểm, hắn căn bản không có phát huy ra xứng đáng power đến, mà giờ khắc này, một chiêu này đốt hoang ngàn vạn trưởng có thể nói là Dương Thanh Sơn liều mạng một lần rồi. Hoa Chiếu đang nhìn đến Dương Thanh Sơn thi triển ra đốt hoang ngàn vạn trưởng sau, hắn mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường vẻ mặt, cánh tay phải đột nhiên run lên, chỉnh cánh tay thượng bạo khởi từng cái từng cái tráng kiện gân xanh. Cánh tay phải của hắn được một tầng băng xương cho bao trùm rồi, uy nghiêm đáng sợ hàn khí từ trên cánh tay của hắn không ngừng chảy ra. Hoa chiếu bàn tay phải nắm thành quyền đầu, một quyền hướng về Dương Thanh Sơn đánh tới, hàn băng long quyền hoa chiếu trên cánh tay phải hàn khí càng thêm nồng nặc, một cái mơ mơ hồ hồ màu trắng long ảnh, từ hoa chiếu cánh tay bên trong bay ra, trực tiếp đem Dương Thanh Sơn đốt hoang ngàn vạn trưởng cho công phá, hơn nữa màu trắng long ảnh là đụng vào Dương Thanh Sơn trên thân thể. Két, 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 két. Dương Thanh Sơn thân thể trong nháy mắt được đóng băng lại, chỉ còn dư lại một cái đầu trả lưu ở trong không khí. Dương Thanh Sơn nỗ lực muốn tránh thoát này đóng băng, chỉ bất quá, hắn mới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà hoa chiếu nhưng có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, huống hồ hoa chiếu chiêu này hàn băng long quyền, này chính là huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, là hoa chiếu trong lúc vô tình tại một chỗ bên trong hang núi phát hiện. Có thể nói, hoa chiếu bất kể là từ về mặt thực lực, hay là từ chiến kỹ cấp bậc thượng, hắn đều yếu vững vàng vượt trên Dương Thanh Sơn, cho nên này Dương Thanh Sơn là không có chút hồi hộp nào bị trong nháy mắt dây. Thủy Tử Yên vốn là muốn mượn cơ hội này rời đi, nhưng nàng không nghĩ tới Dương Thanh Sơn sẽ bị trong nháy mắt dây, đứng tại chỗ sửng sốt hai giây sau đó người biết mình hôm nay là không cách nào rời đi chỗ này rừng cây, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt tuyệt vọng, mà khi nàng nhìn thấy cách đó không xa ngồi tại thạch đầu thượng Diệp Thần Phong vẫn là không nhúc nhích thời điểm, nàng là hoàn toàn đã nhận định Diệp Thần Phong chính là một cái bao cỏ. Thần khí các trưởng quý Chu Minh Thiên hắn đang nhìn đến Dương Thanh Sơn bị băng phong ở sau đó hắn nhìn về phía Thủy Tử Yên ánh mắt chính là càng thêm không kiêng rẻ chút nào rồi. Hắn đối với Hoa Chiếu nói ra, người giúp ta coi chừng Thủy Đại Tiểu Thư, mấy tiểu tử kia thông linh cảnh tiểu tử do để ta giải quyết là được rồi. Hoa Chiếu cũng biết lấy Chu Minh Thiên Hợp Biển Cảnh Nhị Trọng Thiên thực lực, phải giải quyết mấy cái thông linh cảnh tiểu tử hẳn không có bất kỳ độ khó, cho nên hắn cũng không có mở miệng nói cái gì rồi, chỉ là đưa mắt như ngừng lại Thủy Tử Yên trên người nằm trên đất mất đi chiến đấu lực ngô trưởng nam, hắn đang nhìn đến Chu Minh Thiên là nhằm vào Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi hôm nay là triệt để chết chắc rồi, không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. Diệp Thần Phong đối với ngô trưởng nam kêu gào, hắn bằng với làm đối phương là tại đánh rắm, nhìn xem từng bước từng bước đến gần Chu Minh Thiên, Diệp Thần Phong là tự mình vuốt trong lòng tiểu bạch đầu. Chu Minh Thiên cách Diệp Thần Phong đám người 10 mét địa phương xa ngừng lại, quát lên, tiểu tử, đem từ ta thần khí các lấy đi đồ vật sao ra đây. Ngược lại, Chu Minh Thiên lại lắc đầu, nói ra, được rồi, vẫn là thẳng thắn trực tiếp đem mấy người các ngươi giải quyết xong, đồ vật nhất định là ở trên người các ngươi. Nhìn thấy hợp biển cảnh Chu Minh Thiên muốn động thủ, bị băng phong ở Dương Thanh Sơn, đầu của hắn vẫn có thể nhúc nhích, hắn thầm nói, tiểu tử này chắc chắn phải chết rồi, nhưng hận chính là đem ta cùng đại tiểu thư đều làm phiền hà được hoa chiếu ánh mắt nhìn chăm chú vào thủy tử yên người cũng lắc lắc đầu nói ra ai thiên tài tại chưa trưởng thành lên nên phải khiêm tốn một ít bằng không chỉ có rơi xuống phần rồi sau đó chẳng qua ngọc đá cùng vỡ ta tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói mà ngồi ở trên tảng đá lớn diệp thần phong hắn nhìn xem ý khí phấn phát mập mạp chu minh thiên hắn cười lạnh nói các ngươi vì cái gì một mực yếu đi tìm cái chết đâu này đã như vậy ta cũng chỉ có thể đủ thành toàn các ngươi. Diệp thần phong vỗ vỗ tiểu bạch sau lưng, nói ra tiểu bạch, người cũng có thể yếu hoạt động một chút gân cốt. Tất cả mọi người tại chỗ đối với Diệp thần phong lời nói là cảm giác không giải thích được, đặc biệt là chuẩn bị động thủ Chu Minh Thiên, hắn khinh thường nói tiểu tử, đầu ngươi không thành vấn đề chứ. Ngươi lẽ nào muốn để con mèo nhỏ meo giết ta sao? Ngươi! Nhưng mà, Chu Minh Thiên yết hầu thanh âm đột nhiên im bặt đi, chỉ thấy tiểu bạch từ diệp thần phong trong lồng ngực nhảy ra ngoài, thân thể nhất thời khôi phục nguyên lai to lớn dáng dấp, trên người lập tức tản ra tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế, cúi đầu, một đôi lạnh lẽo đồng tử hí hành hạ nhìn chằm chằm dưới đáy Chu Minh Thiên, chỉ cần tiểu bạch dơ lên một cước, nó liền trực tiếp có thể đem Chu Minh Thiên đạp cho chết. Chu Minh Thiên trên mặt khinh thường biểu lộ là hoàn toàn động lại, nhìn xem phía trước mặt này quái vật khổng lồ, cảm thụ này quái vật khổng lồ thật khí thế, hắn là hoàn toàn bị sợ tráng váng, thân thể của hắn đều không tự chủ bắt đầu run rẩy nhất cổ chất lỏng từ Chu Minh Thiên trong đũng quần chảy ra, cả người trong nháy mắt có quắp ngồi ở trên mặt đất. Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong chương 1263 Thán Phục Ngoại trừ Hà Bình ba người bên ngoài, chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần Phong trong lồng ngực con mèo nhỏ. Dĩ nhiên hội trong chớp mắt biến thành như thế hung thú, hùng hậu tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế cuốn sạch lấy bốn phía, này để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác hô hấp không trôi chảy rồi, liền ngay cả thực lực mạnh nhất hoa chiếu cũng không ngoại lệ. Được hoa chiếu nhìn chăm chú vào thủy tử yên, người giờ khác này cũng là môi đỏ khẽ nhếch trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, người liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt này quái vật khổng lồ chính là yêu thú cấp cao cửu U Bang Sư, hơn nữa còn là một đầu tạo hóa cảnh cửu U Bang Sư, nhưng Diệp Thần Phong không phải tới từ ở dưới các loại vị diện cổ võ giới đấy sao? Thực lực chả chỉ dừng lại ở chỉ là thông linh cảnh, Diệp Thần Phong là như thế nào thu phục một đầu tạo hóa cảnh cửu U băng sư? Hiện tại Thủy Tử Yên cuối cùng là biết Diệp Thần Phong tại sao thong rong bình tĩnh rồi, lấy cửu U băng sư tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Diệp thần phong căn bản là không dùng tới e ngại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ hoa chiếu, Buồn cười là Thủy Tử Yên chả vẫn cho rằng Diệp Thần Phong là một cái ngu xuẩn ngớ ngẩn. Nhìn xem Diệp Thần Phong cái kia miệng rác mang theo nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo ý cười, Thủy Tử Yên trong lòng trăm phần trăm khẳng định, nếu như vừa vặn nàng và Dương Thanh Sơn dám đối với Diệp Thần Phong động không chút nào quý ý đổ lời nói, e sợ Diệp Thần Phong hội không chút do so dự đem hai người bọn họ đưa đi thấy Diêm Vương ra, này làm cho Thủy Tử Yên trắng noãn trên trán là toát ra mồ hôi lạnh đến, bây giờ, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong tâm trí vô cùng thành thục, thậm chí ngay cả người đều có chút nhìn không thấu Diệp Thần Phong người này rồi. Về phần bị Băng Phong ở Dương Thanh Sơn, hắn đang nhìn đến tiểu Bạch lên sàn sau đó trong cổ họng hắn là nuốt hai lần nước miếng, trong miệng tự nhủ Cửu U Băng Sư. Dĩ nhiên là tạo hóa cảnh Cửu U Băng Sư, có người nói Hàn Băng Tông trưởng môn năm đó muốn thu phục một đầu tạo hóa cảnh Cửu U Băng Sư, nhưng quay đầu lại vẫn không có thu phục thành công. Này cổ võ giới đi tới tiểu tử rốt cuộc là lai lịch gì? Dương Thanh Sơn có biết Hàn Băng tông trưởng môn có luân hồi cảnh thực lực, dựa vào luân hồi cảnh thực lực cũng không cách nào thu phục tạo hóa cảnh Cửu U Băng sư, có thể tưởng tượng được. Cửu U Băng sư có cỡ nào khó mà đã thu phục được. Hoa chiếu trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay sẽ phát sinh to lớn như thế biến cố, hắn nhìn xem tại ngồi liệt tại Cửu U Băng sư dưới đáy cả người bị dọa đến tẻ ra quần Chu Minh Thiên, hắn nhất định muốn thanh Chu Minh Thiên cứu ra. Hắn chính là phụ thân của Chu Minh Thiên sắp xếp bảo vệ Chu Minh Thiên, nếu như Chu Minh Thiên ở nơi này xảy ra vấn đề rồi, như vậy chỉ sợ hắn cũng không sống nổi rồi. Về phần một bên mất đi chiến đấu lực Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú, hai người bọn họ là hoàn toàn không biết làm sao rồi, nằm dưới đất lưng còng lão đầu Chu Hải Phú, hắn hơi hơi phục hồi tinh thần lại sau hắn hận không thể đem ngô trưởng nam cho thiên đao vạn quả, hắn hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng là thân thể bị trọng thương, hắn liền từ mặt đất đứng lên sức mạnh cũng không có. Ngô trưởng nam, hôm nay ta là hoàn toàn bị ngươi hại chết, đây chính là trong miệng ngươi có thể tùy tiện giải quyết tiểu tử. Chu Hải Phú trong cổ họng quát khàn cả giọng, nếu như vừa nãy Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn chưa từng xuất hiện lời nói, như vậy chỉ sợ hắn đã bị tiểu bạch cho một móng vuốt đập chết rồi, nói cách khác, ngược lại là Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn khiến hắn cùng ngô trưởng Nando sống một hồi. Ngô trưởng Nam trong tay quanh quẩn Chu Hải dầu tiếng gào thét, nhìn xem cái kia tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu U băng sư tiểu bạch, trên mặt hắn che kín vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới chính mình từ cổ võ giới mang tới địa huyền giới tới tên tiểu tử này. Dĩ nhiên ngăn ngắn một tháng không tới thời gian liền có bực này năng lực bảo vệ tính mạng. Tại Chu Hải Phú trong cổ họng gào thét đồng thời xa xa hoa chiếu trên mặt hắn vẻ mặt càng phát kiên định trên ngón tay của hắn nhẫn lóe lên một cái toàn thân phát cho Trường Kiếm xuất hiện tại trong tay hắn Chu Minh Thiên thân là luyện khí tông bên trong một tên trưởng lão nhi tử hắn và hộ vệ của hắn hoa chiếu đương nhiên đều có chữ vật giới chỉ được rồi mà hoa chiếu giờ khắc này trong tay Trường Kiếm màu xám chính là một cái thượng phẩm pháp khí địa huyền giới vũ khí chia làm pháp khí linh khí, bảo khí cùng tiên khí, đẳng cấp càng cao vũ khí, có thể tăng cường người nắm giữ lực công kích cũng càng cao. Cầm trong tay trường kiếm màu xám hoa chiếu, cả người hắn trở nên ác liệt lên, này làm cho xa xa Diệp Thần Phong vi vi nhíu nhíu mày, bởi vì Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý rồi, cho nên hắn đối kiếm khí là phi thường mẫn cảm, giờ khắc này. Từ hoa chiếu trên người rõ ràng có từng tia từng tia kiếm khí tại tràn ra này làm cho Diệp Thần Phong có loại dự cảm xấu, khi hắn mới vừa muốn nhắc nhở Tiểu Bạch cẩn thận một chút thời điểm, chỉ thấy hoa chiếu cầm kiếm xoay tay phải lại, chỉnh thanh kiếm chu vi trong nháy mắt được một cơn lốc cho bao trùm rồi, từ trường kiếm màu xám thượng tản ra kinh người sát ý, trong chớp mắt, hoa chiếu phải tay run một cái, chỉnh thanh trường kiếm màu xám tốc độ nhanh vô cùng, dường như một viên sao trổi hướng về Tiểu Bạch bay đi. Lưu quang một kiếm, này lưu quang một kiếm cùng hàn băng long quyền, chính là hoa chiếu tại cùng một chỗ bên trong hang núi lấy được, mà này lưu quang một kiếm chỉ là một bản không chọn vẹn chiến kỹ mà thôi, nhưng chống trơn là này không chọn vẹn chiến kỹ, cũng đầy đủ có thể so sánh với địa cấp hạ phẩm chiến kỹ rồi, có thể tưởng tượng được, nếu như là không đều có tàn khuyết lưu quang một kiếm lời nói, hắn cấp bậc khẳng định còn cao hơn. Hoa chiếu chỉ là mò tới một ít lưu quang một kiếm phương pháp mà thôi, hắn vẫn không có đem này không chọn vẹn lưu quang một kiếm triệt để tu luyện thành công cái này cũng là hắn lần thứ nhất tại trước mặt người khác thi triển, dù sao một bản địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, coi như là luân hồi cảnh cao thủ cũng sẽ tâm động. Tiểu Bạch Nguyên bản cũng không có thanh hoa chiếu coi là chuyện to tát, nhưng hoa chiếu phi kiếm này tốc độ quá nhanh rồi, để Tiểu Bạch căn bản không có chuẩn bị tâm tư, Tiểu Bạch thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh một chuyển, nhưng là thanh này trường kiếm màu xám vẫn là từng lau chùi Tiểu Bạch bên trái, tại Tiểu Bạch trên người để lại một đạo vết máu, mà thanh này trường kiếm màu xám nhưng là trực tiếp lâm vào diệp thần phong bên cạnh trong lòng đất chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm ở trong không khí tiểu bạch được này lưu quang một kiếm chảy ra sau nó là hoàn toàn phẫn nộ rồi dưới cái nhìn của nó được hoa chiếu này con kiến nhỏ tổn thương chuyện này quả thật là đối vũ nhục ta của nó nhất thời không quan tâm hướng về hoa chiếu phóng đi mà hoa chiếu chính là vì dẫn ra tiểu bạch trong cổ họng hắn quát lên thiếu ra Thưa dịp hiện tại đem tiểu tử kia cho cưỡng ép ở, bằng không chúng ta đều muốn chết. Co quắp ngồi ở trên mặt đất Chu Minh Thiên, hắn mãnh liệt hồi phục thần trí, nhìn thấy cửu U băng sư hướng về hoa chiếu nhào tới sau đó hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, bên trong thân thể đề dâng lên hợp biển cảnh nhị trọng thiên thật khí thế, liều lĩnh hướng về diệp thần phong phóng đi, mang trên mặt cực kỳ biểu tình dữ tợn. Tiểu Bạch dù sao cũng là yêu thú cấp cao, trí tuệ của nó cũng không phải thổi, nó cũng phát xuất hiện chính mình bị lừa rồi, mà khi nó yếu xoay người thời điểm, hoa chiếu lại quấn tới, tại hoa chiếu xem ra chỉ cần hắn ngăn cản mấy giây, như vậy hôm nay bọn hắn liền an toàn. Cách đó không xa Thủy Tử Yên đang nhìn đến Chu Minh Thiên công kích sau đó tuy rằng người có thần niệm cảnh tứ trọng thiên thực lực, thế nhưng người cũng không kịp ra tay trợ giúp Diệp Thần Phong rồi, trong miệng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diệp Thần Phong nhìn xem hướng chính mình lướt tới Chu Minh Thiên, hắn cũng không nghĩ đến hoa chiếu cũng vẫn là một cái am hiểu động não người, bất kể như thế nào, hắn cũng không làm được được Chu Minh Thiên cho bắt được. Dư quang của khóe mắt nhìn thấy bên cạnh chui vào lòng đất thanh này trường kiếm màu xám, hắn đột nhiên đem nắm chặt rồi chui kiếm, trực tiếp đem trường kiếm màu xám cho rút ra. Tiểu tử, người biết dùng kiếm sao? Người yên tâm, lúc này ta sẽ không giết ngươi, ta phải từ từ dần vặt ngươi. Chu Minh Thiên trên mặt thịt mỡ giữ tợn nhíu lại, mà cầm trong tay trường kiếm màu xám diệp thần phong, trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý hơi động, cả người khí chất lập tức phát sinh ra biến hóa, trong con người tránh qua một vệt lạnh lẽo ánh kiếm, chỉnh thanh trường kiếm thượng được lạnh lẽo hàn khí cho lượn lờ, nắm chặt chuôi kiếm tay phải hướng về Chu Minh Thiên vung lên. Một đạo cao một trường kiếm khí nhất thời hướng về Chu Minh Thiên tập kích, trong nháy mắt lướt qua Chu Minh Thiên cánh tay phải, Chu Minh Thiên cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất, máu tươi từ hắn chỗ gãy chân tuôn trào ra, dưới chân bước chân lập tức dừng lại, không dám tin nhìn trên mặt đất cánh tay phải, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng gào thét, a hát. Đứng ở cách đó không xa Thủy Tử Yên, nàng là lại một lần ngây dại, trong miệng du du thì thầm nói kiếm ý. Này dĩ nhiên là kiếm ý, hắn đúng là đến từ cổ võ giới, mà không phải tới từ cái nào đỉnh cấp tông môn. Thủy Tử Yên thân là thủy gia đại tiểu thư, thủy gia buôn bán nữ vương người đã gặp thiên tài cũng có nhiều lắm, nhưng không có làm cho nàng có thể thất thố như vậy đây. Nhưng mà, Diệp Thần Phong đã để người không biết thất thố một lần rồi. Thủy Tử Yên cũng không biết nên làm sao để hình dung trong lòng cảm xúc rồi, giờ khác này ngoại trừ thán phục ở ngoài, cũng cũng chỉ còn sót lại sợ hãi than. chương 1264, đủ dế nhũi. Diệp thần phong bàn tay phải bên trong nắm trường kiếm màu xám vi vi rung động, trên thân kiếm được một tầng băng xương cho hoàn toàn bao trùm lên rồi, cũng may cái này trường kiếm màu xám chính là thượng phẩm pháp khí, nếu như đổi lại phổ thông tinh cương kiếm lời nói, căn bản chịu không được diệp thần phong hàn băng kiếm ý, thân kiếm đã sớm vỡ vụn. Bất quá, cái kia chu minh thiên tốt xấu cũng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà diệp thần phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, cơ hồ là cùng đẳng cấp vô địch thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể lướt qua một hai cái tiểu tầng thứ mà thôi. Về phần Chu Minh Thiên vì sao lại được Diệp Thần Phong một chiêu liền chặt rơi mất một cánh tay, thứ nhất là Chu Minh Thiên vừa vặn được tiểu Bạch cho sợ tráng váng, hắn quên đem linh khí bảo hộ ở quanh thân rồi, thứ hai theo Chu Minh Thiên Diệp Thần Phong chỉ là khu khu thông linh cảnh thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn cho nên trong lòng của hắn sinh ra xem thường, thứ ba Diệp Thần Phong trong tay chính là thượng phẩm pháp khí, gia tăng rồi Diệp Thần Phong vừa vặn một kiếm kia lực công kích. Căn cứ vào này ba điểm, Diệp Thần Phong mới dựa vào hàn băng kiếm ý trực tiếp đem Chu Minh Thiên một cánh tay chặt đi xuống, kỳ thực lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn chả không cách nào cùng hợp biển cảnh cao thủ đối chiến. Coi như là dựa vào hàn băng kiếm ý, Diệp Thần Phong nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ tất cả thân trở ra. Chu Minh Thiên tiếng gào thét vang vọng ở trong rừng cây, bị băng phong ở lão đầu Dương Thanh Sơn, con mắt của hắn trợn lên dường như đèn lồng, ánh mắt chính là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong cổ họng là khô khốc khó nhịn, hắn biết coi như là đỉnh cấp trong tông môn thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đến từ hạ đẳng vị diện Diệp Thần Phong lại lĩnh ngộ kiếm ý. Này làm cho Chu Minh Thiên cảm thấy dường như đang nằm mơ. Mà Hoa Chiếu đang nhìn đến Chu Minh Thiên trực tiếp được Diệp Thần Phong kiếm ý chém đứt cánh tay, trong con người của hắn lóe lên vẻ kinh hoàng. Chính lúc hắn nghĩ kế sách ứng đối thời điểm, cửu U băng sư tiểu bạch động thủ, nó lại cũng không có cố kỵ. Miệng đột nhiên mở ra, từng đạo sắc bén băng thứ, từ trong miệng của nó bắn ra. Hoa chiếu thấy thế, hắn liền vội vàng đem trong cơ thể linh khí bảo hộ ở quanh thân, nhưng làm sao cửu U băng sư thực lực cao hơn hắn một đoạn dài đây vô số băng thứ là thuận lợi phá tan rồi hoa chiếu phòng hộ. Toàn bộ bắt chuyện đã đến hoa chiếu trên thân thể, trong nháy mắt đem hoa chiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới ra thịt toàn bộ xuyên thủng rồi. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ hoa chiếu, hắn như một bãi bùn nháo bình thường ngã xuống trên mặt đất, tiểu bạch vừa vặn được hoa chiếu lưu quang một kiếm cho thương tổn tới ra thịt, nó cũng sẽ không đối hoa chiếu hạ thủ lưu tình, trực tiếp một cước đem hoa chiếu cho dẫm thành thịt nát cầm trong tay trường kiếm màu xám diệp thần phong hắn nhìn xem chả đang điên cuồng gầm rú chu minh thiên tay phải của hắn lần thứ hai vung lên bạch một tiếng lại một đạo kiếm khí đem chu minh thiên một cánh tay khác cũng bổ xuống chỗ này ở điên cuồng bên trong chu minh thiên phòng ngự của hắn năng lực hoàn toàn chẳng khác gì là linh rồi diệp thần phong không chút do dự nào lại vung ra hai kiếm chu minh thiên hai cái chân cũng bị kiếm khí cho bổ xuống Chu Minh Thiên trong nháy mắt thành một người côn rồi, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Chu Minh Thiên tứ chi đều bị chém nứt rồi, mà hoa chiếu cũng bị Tiểu Bạch cho dẫm thành thịt nát rồi, có thể nói hôm nay cuộc chiến đấu này là kết thúc, Tiểu Bạch lần thứ hai khôi phục con mèo nhỏ hình thể, cặp mắt tội nghiệp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Diệp Thần Phong là cười sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Lão đại, người quá trầu bò rồi, những này ngớ ngẩn lại dám thanh suy nghĩ động đến lão đại trên người ngươi, bọn hắn quả thực là không biết sống chết. Hoàng sung nghĩa một mặt hi hi ha ha đi tới. Hà Bình cùng hãng giết giang nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Từ trong khiếp sợ từ từ tỉnh hồn lại Thủy Tử Yên, người đi tới bị băng phong ở Dương Thanh Sơn trước mặt, thử muốn phá vỡ tầng băng, nhưng nàng lại là làm sao cũng không làm được, dù sao đem Dương Thanh Sơn đóng băng nhưng là một gã tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Diệp Thần Phong không có lập tức đi để ý tới trên mặt đất Chu Minh Thiên cùng ngô trưởng nam đám người, hắn là có nhiều ý vị đi tới Thủy Tử Yên bên cạnh, nói ra Thủy Đại Tiểu Thư. Ta đã sớm để cho các người mau chút rời đi rồi, bằng không lão đầu này cũng không cần biến thành cái bộ dáng này rồi. Vừa vặn Dương Thanh Sơn nhưng là đối Diệp Thần Phong nói năng lỗ máng, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần thiết tại trong lời nói lại khách khí với Dương Thanh Sơn rồi. Dương Thanh Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong lồng ngực tiểu bạch sau, hắn là hoàn toàn không còn tính khí. Vạn nhất đem Diệp Thần Phong cho làm phát bực rồi, e sợ hôm nay hắn và Thủy Tử Yên liền thật sự không cách nào rời đi nơi này rồi. Dương Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói ra tiểu huynh đệ, vừa vặn là ta không đúng, ta ở nơi này xin lỗi ngươi rồi, không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi dĩ nhiên đã thu phục được một đầu cửu u băng sư, ta nhưng nhớ rõ tại Hàn Băng Tông Hàn Băng trong thánh địa cũng có một con cửu u băng sư, đáng tiếc Hàn Băng Tông tông chủ một mực không có thu phục. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cùng Hoàng Sung Nghĩa đám người ánh mắt trở nên cổ quái, nếu để cho Dương Thanh Sơn lão đầu này biết Diệp Thần Phong trong lồng ngực cửu u băng sư chính là Hàn Băng thánh địa cửu u băng sư, thật không biết hắn sẽ là một bộ biểu cảm gì. Thủy Tử Yên nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi, người thật sự là tới từ ở cổ võ giới. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, thủy đại tiểu thư, bằng không ngươi cho rằng ta là đến từ nơi nào. Thủy tử yên tại triệt để xác định thân phận của diệp thần phong sau, người lại hỏi, đệ đệ, người có hay không biện pháp phá tan niêm phong lại dương lão tầng băng. Này Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn kỳ thực đối Diệp Thần Phong cũng không có ác ý gì, ngược lại trả bỏ qua thân phận tới lôi kéo Diệp Thần Phong, cho nên Diệp Thần Phong đối với cái này hai người đúng là không có bất kỳ bất mãn nào, hắn liếc nhìn bị băng phong ở Dương Thanh Sơn, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến trong nhẫn chứa đổ địa viêm tinh, đất này viêm tinh là hỏa thuộc tính, lúc trước Diệp Thần Phong chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng màu đỏ nhạt hạ phẩm địa viêm tinh, bây giờ thực lực tăng lên trên diện rộng rồi. Sử dụng màu đỏ trung phẩm địa viêm tinh cũng không thành vấn đề. Diệp thần phong ở trong lòng đoán chừng, sử dụng một khối trung phẩm địa viêm tinh, đầy đủ đem này đóng băng phá đi, nói không chắc vẫn có thể đem Dương Thanh Sơn quần áo cho toàn bộ thiêu hủy. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần Phong khóe miệng liền lộ ra một vệt hí hành hạ nụ cười. Ai bảo này Dương Thanh Sơn vừa vặn yếu tại trong lời nói phản bác Diệp Thần Phong, kim trời chú định lão già này phải xui xẻo. Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, nhất thời một khối màu đỏ trung phẩm địa viêm tinh xuất hiện tại trên tay của hắn. Thủy Tử Yên đang nhìn đến xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tay trung phẩm địa viêm tinh sau, trong con người xinh đẹp của nàng vẻ kinh ngạc lần nữa tốc biến, trong miệng nói ra địa viêm tinh. Lại còn là trung phẩm địa viêm tinh. Bị băng phong ở lão đầu Dương Thanh Sơn cùng Hoàng Sung Nghĩa đám người, bọn hắn đang nhìn đến địa viêm tinh thời điểm, bọn hắn cũng là từng cái lăng thần. Tại phát hiện Thủy Tử Yên đám người sau khi biến hóa, Diệp Thần Phong biết đất này viêm tinh e sợ phi thường đặc biệt, bất quá, trong miệng hắn hay là hỏi, thủy đại tiểu thư, các ngươi từng cái đây là thế nào? Thủy tử yên dẹp loạn một cái tâm tình của nội tâm, nói ra, địa viêm tinh tại chúng ta địa huyền giới đã biến mất không để lại dấu vết hơn trăm năm rồi, cho nên viêm tinh giá trị vô cùng lớn, coi như là một khối trung phẩm địa viêm tinh, cũng có thể đấu giá rất cao giá cả, đặc biệt là đối với những tu luyện kia hỏa hệ công pháp người mà nói, địa viêm tinh quả thực chính là trí bảo. Nghe được Thủy Tử Yên lời nói, Diệp thần phong không nhịn ở trong lòng đại mắng lên, lần trước vì bố trí một cái trận pháp, bóng trắng nhân hòa bóng đen người nhưng là khiến hắn tiêu hao trọn vẹn một ngàn khối hạ phẩm địa viêm tinh. Diệp thần phong suy đoán cái kia hạ phẩm địa viêm tinh giá trị khẳng định cũng sẽ không thấp đi nơi nào, diệp thần phong trong lòng thực sự là đang chảy máu rồi. Tiểu gia hỏa, chúng ta nào có biết bây giờ cái thời đại này địa viêm tinh quý giá như vậy? Tại chúng ta khi còn sống, địa viêm tinh tuy rằng cũng có giá trị, nhưng cũng không phải phi thường chân quý diệp thần phong trong đầu vang lên bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm chuyện đến nước này diệp thần phong cũng chỉ có thể đủ tiếp được thực tế dù sao cái kia một ngàn miếng đất viêm tinh bố trí trận pháp là vì thông báo hắn thế tục giới thân nhân đệ đệ trên người người thứ tốt cũng không ít ha ha trên người người có còn hay không thượng phẩm địa viêm tinh thượng phẩm địa viêm tinh cơ hồ là có thể đấu giá giá trên trời thủy tử yên cười nói diệp thần phong trong nhẫn chứa đồ đừng nói là thượng phẩm địa viêm tinh rồi coi như là cực phẩm địa viêm tinh đều có nhưng hắn không có nghĩa vụ cùng thủy tử yên giải thích nói ra thủy đại tiểu thư ta nào có cái gì thượng phẩm địa viêm tinh a ah diệp thần phong vừa vặn ánh mắt hơi chút lóe lên này không kém chút nào rơi vào rồi thủy tử yên trong đôi mắt dưới cái nhìn của nàng e sợ diệp thần phong có địa viêm tinh số lượng không ít thậm chí thượng phẩm địa viêm tinh cũng có này làm cho Thủy Tử Yên trong lòng là một trận cay đắng, này Diệp Thần Phong thật là đến từ hạ đẳng vị diện đấy sao? Làm sao này Diệp Thần Phong không chỉ đã thu phục được cửu U băng sư, trả lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí còn nắm giữ cũng sớm đã biến mất hơn trăm năm địa viêm tinh, theo Thủy Tử Yên, người cái này sinh ra ở địa huyền giới tứ phẩm tông môn đại tiểu thư cùng Diệp Thần Phong so ra, trái lại người như là tới từ ở hạ đẳng vị diện dế nhũi chương 1265, đan dược, Phiên phức giải quyết. Diệp thần phong khi biết địa viêm tinh giá trị sau đó hắn vẫn đúng là không muốn tại Dương Thanh Sơn lão đầu này trên người lãng phí một khối trung phẩm địa viêm tinh rồi. Diệp thần phong từ trước đến giờ không phải một cái nguyện ý người chịu thua thiệt. Hắn cười nhìn hướng Thủy Tử Yên, nói ra, Thủy Đại Tiểu Thư, đất này viêm tinh ta thật vất vả mới được đến như vậy mấy khối, bằng không ngươi đem lão đầu này nhấc hồi thiên diệu thành đi thôi ta nghĩ lấy nước đại năng lực của tiểu thư, khẳng định có biện pháp phá tan này đóng băng. Thủy tử yên thân là thủy gia đại tiểu thư, trở về thiên diệu thành sau đó người đương nhiên có thể mời đến cao thủ tương trợ rồi, cần phải làm cho nàng dơ lên Dương Thanh Sơn hồi thiên diệu thành, không nói Dương Thanh Sơn mặt mũi hội mất hết, liền ngay cả người thủy tử yên chỉ sợ cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại thiên diệu thành, nàng nhìn diệp thần phong cái kia mỉm cười dáng dấp, người là hận đến thẳng cắn răng răng người đương nhiên biết Diệp Thần Phong là không muốn bị thua thiệt. Đệ đệ, lẽ nào dùng ngươi cùng tỷ tỷ giao tình của ta, người còn muốn cùng tỷ tỷ ta như thế tính toán sao? Thủy tử yên nháy lên đôi mắt đẹp, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, mỗi một cái động tác đều sẽ tự thân mị lực phát phung tới cực hạn. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong hà bình ba người, bọn hắn đã sớm là xem ánh mắt đăm đăm. nếu như đổi lại nam nhân khác, Đoán chừng đã sớm vì Thủy Tử Yên phấn đấu quên mình rồi, chớ nói chi là tiêu hao một khối trung phẩm địa viêm tinh rồi. Đáng tiếc Diệp Thần Phong cũng không phải phổ thông nam nhân, hắn ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng yêu tinh. Sau đó, Diệp Thần Phong hí hành hạ nói, Thủy Đại Tiểu Thư, ta nhưng cùng ngươi cũng không quen thuộc, hoặc là lấy ra đồ vật đem đổi lấy khối này trung phẩm địa viêm tinh, ta nhưng phải tiếp tục chạy đi rồi, không rảnh cùng Thủy Đại Tiểu Thư ở nơi này làm lỡ thời gian. Hừ, nghị lực của mình tại Diệp Thần Phong trước mặt không có hiệu quả chút nào, này làm cho Thủy Tử Yên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, nhất thời hai cái bình xứ màu trắng xuất hiện tại trong tay nàng, người trực tiếp đem bình xứ ném cho Diệp Thần Phong. Nói ra, đây là một bình bổ linh đan cùng một bình dưỡng linh đan, bổ linh đan tại quá trình chiến đấu bên trong có thể bổ sung trong cơ thể linh khí, mà dưỡng linh đan có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, hai bình này đan dược vượt xa khỏi một khối linh thạch trung phẩm giá trị diệp thần phong đối với đan dược cũng không biết hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng hà bình đám người chỉ thấy hà bình ba người bọn họ mang trên mặt điểm một chút khiếp sợ đang nhìn đến diệp thần phong ánh mắt sau hà bình lập tức giải thích lão đại đan dược này trên đất huyền giới vô cùng chân quý luyện dược sư càng là giống như luyện khí sư tôn quý tồn tại bất quá địa huyền giới luyện dược sư so với luyện khí sư càng thêm xa suốt rồi. Trên đất huyền giới có một địa phương gọi là linh dược cốc, linh dược cốc giống như luyện khí tông, cũng là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, cũng chỉ có linh dược cốc bên trong mới có luyện dược sư, hơn nữa tại linh dược cốc bên trong cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Trên đất huyền giới luyện dược sư đẳng cấp cùng luyện khí sư đẳng cấp như thế, đồng dạng là chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm cửu phẩm bên trên nhưng là trí tôn luyện dược sư, mà bổ linh đan cùng dưỡng linh đan chính là nhất phẩm đan dược, yêu cầu nhất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Phải biết linh dược cốc bên trong luyện dược sư phi thường có hạn, hơn nữa muốn trở thành luyện dược sư vô cùng gian nan, cho nên hàng năm linh dược cốc luyện chế ra tới đan dược cũng phi thường ít ỏi, hơn nữa tại trong tu luyện nếu như có thể đạt được đan dược trợ giúp, như vậy tốc độ tu luyện đem mức độ lớn tăng nhanh. Cho nên linh dược cốc đan dược chỉ cấp lục phẩm cùng với lục phẩm trở lên tông môn cung cấp, đồng thời giá cả đắt kinh khủng, nhưng linh dược cốc đan dược vẫn để cho người tu luyện chạy theo như vịt, có thể nói đổi lại trước đây, như Hà Bình bọn hắn ba người này, khả năng cả đời cũng tiếp xúc không đến bất kỳ một viên thuốc. Diệp Thần Phong từ đâu bình khẩu bên trong hiểu được đan dược quý giá, sau đó hắn lúc này mới hài lòng đem bổ linh đan cùng dưỡng linh đan thu nhập trong nhẫn chứa đồ mà một bên thủy tử yên trên mặt mơ hồ tránh qua đau lòng vẻ, phải biết người thân là thủy gia đại tiểu thư, rất được nước gia gia chủ. Cũng chính là gia gia của nàng thương yêu, nhưng nàng một năm cũng mới chỉ có thể được chia ba bình bổ linh đan cùng ba bình dưỡng linh đan. Thủy tử yên sở dĩ cắn răng lấy ra hai bình này đan dược đến, thứ nhất là muốn để Diệp Thần Phong giúp Dương Thanh Sơn giải trừ đóng băng, thứ hai nàng là đã được kiến thức Diệp Thần Phong khắp mọi mặt yêu nghiệt thiên phú, người còn muốn thử kéo diệp thần phong ra nhập thủy ra diệp thần phong không để ý đến một mặt đau lòng thủy tử yên bàn tay phải bên trong nắm trung phẩm địa viêm tinh trong cơ thể linh khí hơi động trung phẩm địa viêm tinh bên trong hỏa nhiệt năng lượng nhất thời một mạch xông vào diệp thần phong trong cơ thể để diệp thần phong có loại đưa thân vào trong lò lửa cảm giác toàn thân gân mạch đều có loại bị bỏng đâm nhói cảm giác Diệp Thần Phong cắn răng đem trung phẩm địa viêm tinh bên trong năng lượng hút khô sau đó cả khối địa viêm tinh ầm. Bạo liệt ra, Diệp Thần Phong thủ trưởng trong nháy mắt nhắm ngay bị băng phong Dương Thanh Sơn, này làm cho Dương Thanh Sơn trong lòng có loại phi thường dự cảm không tốt, vừa định yếu lúc nói chuyện, oanh. Một tiếng, chỉ thấy từ Diệp Thần Phong trong bàn tay thoát ra cực hạn hỏa diễm, ngọn lửa này trong nháy mắt đem Dương Thanh Sơn bao phủ lại rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng đoán chừng qua ngọn lửa này cường hãn trình độ, hắn biết ngọn lửa này đốt bất tử Dương Thanh Sơn, quả nhiên, tại hỏa diễm tản đi sau đó Dương Thanh Sơn trên người tầng băng ngược lại là đã hòa tan, bất quá, giờ khắc này hắn y phục trên người toàn bộ được đốt rụi rồi, hơn nữa mái tóc cùng lông mày cũng bị cháy rụi. Diệp Thần Phong ngược lại là vẫn cứ mặt không thay đổi, nhưng Hà Bình ba người lại là lập tức bắt đầu cười lớn, về phần Thủy Tử Yên là trước tiên xoay người qua, trong lòng ám gắt một cái, người biết Diệp Thần Phong đây nhất định là cố ý. Dương Thanh Sơn lão đầu này vừa vặn đắc tội rồi Diệp Thần Phong, đây là hắn đời này từng làm sai lầm nhất sự tình rồi, thân ảnh của hắn lập tức vọt đến rậm rạp trong bụi cây đi rồi, đợi được lần nữa lúc đi ra, trên người hắn đã đổi lại một cái sạch sẽ quần áo rồi, may là hắn trong nhẫn chứa đồ là có quần áo. Diệp Thần Phong tại dùng một khối trung phẩm địa viêm tinh, đổi lấy hai bình đan dược sau đó hắn là tâm tình thật tốt, đầu tiên đi tới được tiểu bạch dẫm thành thịt nát hoa chiếu trước mặt, hoa chiếu thân thể tuy rằng hoàn toàn không ra dáng tử rồi, thế nhưng cũng may hắn chữ vật giới chỉ trả hoàn hảo, diệp thần phong trực tiếp đem hoa chiếu chữ vật giới chỉ nắm trong tay. Sau đó, diệp thần phong lại tới biến thành người côn chu minh thiên bên cạnh, này chu minh thiên trên mặt đất là điên cuồng lăn lộn. Diệp Thần Phong trực tiếp một kiếm đem Chu Minh Thiên đầu cho bổ xuống, mà khi Chu Minh Thiên đầu rơi xuống thời điểm, từ Chu Minh Thiên bên trong thân thể đột nhiên bay ra một đạo hào quang màu vàng óng, luồng hào quang màu vàng óng này trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, này làm cho Diệp Thần Phong nhất thời cả kinh. Làm Diệp Thần Phong tra xét thân thể của mình lúc, hắn phát xuất hiện thân thể của mình không có bất kỳ dị dạng, Thủy Tử Yên tại thấy cảnh này sau, người đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, đệ đệ, xem ra mập mạp này có phần thân phận. Trong cơ thể hắn được thiết trí cấm chế nào đó, chỉ cần ai giết mập mạp này, mập mạp này trong cơ thể cấm chế liền sẽ tự động mở ra. Vừa vặn đi vào bên trong cơ thể ngươi luồng hào quang màu vàng ống kia, hẳn là mập mạp này trưởng bối lưu lại, mặc dù đối với thân thể của ngươi không hề thương tổn, nhưng mà nếu như ngươi về sau gặp phải mập mạp này trưởng bối lời nói, đối mới có thể dựa vào khí tức một mắt liền nhận ra ngươi tới này lớp cấm chế ta đoán chừng hẳn là một tên tạo hóa cảnh cao thủ lưu lại, chỉ có luân hồi cảnh cao thủ mới có thể trừ đi bên trong cơ thể ngươi luồng hào quang màu vàng óng này. Chúng ta thủy ra nhưng là có luân hồi cảnh cao thủ, đệ đệ ngươi bây giờ hẳn là thật tốt suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta nước ra sự tình rồi. Khi nghe đến luồng hào quang màu vàng óng kia đối thân thể không có thương hại sau, Diệp Thần Phong trong lòng là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đem thực lực mau chóng tăng lên, cho dù về sau mập mạp này trưởng bối gặp phải hắn, còn không biết cuối cùng là ai đã giết ai đó. Cho nên Diệp Thần Phong trực tiếp không để ý đến Thủy Tử Yên lời nói. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Thiên một cái cột tay, đem Chu Minh Thiên trên ngón tay chữ vật giới chỉ cũng lấy xuống. Sau đó, Diệp Thần Phong lại hướng về ngô trưởng Nam cùng Chu Hải Phú đi tới. Tiểu huynh đệ, đây đều là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm A-Hát. Ngươi hãy nghe ta nói, Chu Hải Phú còn muốn làm cuối cùng giải thích, nhưng Diệp Thần Phong trong tay trường kiếm màu xám vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp quán xuyên bị trọng thương Chu Hải Phú cổ, Chu Hải Phú trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Ngô trưởng Nam đang nhìn đến Chu Hải Phú sau khi chết, hắn là biểu lộ tuyệt vọng nằm ở trên mặt đất, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không đi đáng thương lão đầu này, nói cách khác, đất này huyền giới nhưng là cường giả vi tôn, nếu như Diệp Thần Phong thực lực yếu một ít, hắn sớm đã bị ngô trưởng nam hại chết, trong tay trường kiếm màu xám vẩy một cái, mũi kiếm trực tiếp đâm vào ngô trưởng nam trái tim. Bởi ngô trưởng nam cùng Chu Hải Phú không có chữ vật giới chỉ, cho nên, Diệp Thần Phong thuần thuộc tại hai cái này lão đầu trên người trở mình tìm, đem hơi chút đáng giá một chút đồ vật đều thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình trong, trong miệng trả liền liền nói hai cái này lão đầu cũng rất nghèo nàn đi. Liên dạng nghèo kiết xác này còn muốn đến đánh cướp ta. Thực sự là lãng phí khí lực của ta. Cách đó không xa Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong tại giết người sau đó thuần thuộc thu hoạch chiến lợi phẩm bộ dáng, hai người bọn họ là khóe mắt nhảy lên, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thiên phú đủ tốt, làm việc đủ quyết đoán, hơn nữa tâm tư kín đáo, tương lai nói không chắc tại đây địa huyền giới thật sự sẽ có Diệp Thần Phong một vị trí. Chương 1266, dựa vào, Như đại phát ra tại thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên mất mạng thời điểm. Xa ngoài vạn dặm luyện khí tông bên trong, một tên chính ở trong phòng luyện chế thượng phẩm pháp khí lão đầu, sắc mặt của hắn đột nhiên một trận trở nên trắng, ầm. Một tiếng, hắn chính đang luyện chế thượng phẩm pháp khí trực tiếp bạo liệt ra, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết. Lão đầu này lao lao khóe miệng vết máu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, trong miệng tức giận quát, là ai giết con trai của ta? Rốt cuộc là ai giết con trai của ta? Lão đầu này chính là phụ thân của Chu Minh Thiên Chu Văn Thường, hắn chính là Luyện Khí Tông một tên nội môn trưởng lão, thực lực đã tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, đồng dạng hắn vẫn là một tên thứ thiệt tam phẩm luyện khí sư. Tại Luyện Khí Tông bên trong cao nhất cấp bậc cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư, cho nên Chu Văn Thường tam phẩm thân phận của luyện khí sư tại luyện khí tông bên trong vẫn có một ít địa vị, nếu không phải luyện khí tông bên trong quy củ thái xâm nghiêm, hắn sớm đã đem con trai của chính mình Chu Minh Thiên kéo vào luyện khí tông bên trong rồi. Tuy rằng Chu Minh Thiên ở mọi phương diện tư chất quá mức kém cỏi, thế nhưng Chu Văn Thường chỉ có như thế một đứa con trai, từ nhỏ đối Chu Minh Thiên vẫn là vô cùng thương yêu, Chu Minh Thiên trong cơ thể cái kia lớp cấm chế cũng là Chu Văn Thường thiết trí. Bên trong chen lẫn Chu Văn Thường một tia thần niệm, nếu như chu minh thiên bị người giết chết rồi như vậy chu văn thường có thể ngay đầu tiên cảm ứng được chu văn thường tức giận trong lòng là đạt tới cực điểm hắn biết con trai của mình bây giờ hẳn là trên trời rượu trong thành theo lý tới nói con trai của hắn tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì bất ngờ hắn ngữ khí âm trầm tự nói bất kể là ai giết con trai của ta ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh chu văn thường tay áo bảo vung lên cả người lập tức lướt ra ngoài trong phòng Hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến Thiên Diệu Thành. Tại Chu Văn thường chuẩn bị đi hướng Thiên Diệu Thành thời điểm. Thiên Diệu ngoài thành một chỗ trong rừng cây, Diệp Thần Phong tại thu thập xong chiến lợi phẩm sau. Hắn không có lập tức lần lượt kiểm tra, mà là chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thủy đại tiểu thư, như vậy chúng ta liền như vậy từ biệt rồi. Diệp Thần Phong nhưng không có ý định cùng Thủy Tử Yên này yêu tinh quá nhiều tiếp xúc. Dù sao Diệp Thần Phong là một người đàn ông, một cái nam nhân bình thường. Thủy Tử Yên mị lực, kỳ thực hắn vẫn là không cách nào sao lãng. Thấy Diệp Thần Phong không lưu luyến chút nào muốn rời đi, Thủy Tử Yên lập tức tiến lên nghênh tiếp, chặn lại rồi Diệp Thần Phong đường đi, một tia Thủy Tử Yên trên người hương vị chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, Thủy Tử Yên cười khanh khách nói, "Đệ đệ, lẽ nào tỷ tỷ ta đáng sợ như thế sao? Cho ngươi gấp như vậy rời đi?" Lẽ nào ngươi thật sự không có chút nào cân nhắc gia nhập chúng ta thủy gia? Tại người chả chưa trưởng thành khởi trước khi đến chúng ta thủy gia nhưng lấy bảo vệ người an toàn, chả có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Đây chính là người khác cầu đều không cầu được. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai nói ra, thủy đại tiểu thư vẫn là câu nói kia. Thủy gia có thể làm cho ta trong vòng một năm đến niết bàn cảnh sao? hoặc là có thể tại trong vòng 2 năm để cho ta đến niết bàn cảnh sao? Lại hoặc là có thể tại trong vòng 3 năm để cho ta đến niết bàn cảnh sao? Thủy tử yên biết Diệp Thần Phong là tuyệt đối sẽ không gia nhập thủy ra rồi, nàng nói nói, niết bàn cảnh. Đệ đệ, người cho rằng niết bàn cảnh cái kia dễ dàng đến sao? Toàn bộ huyền giới niết bàn cảnh cao thủ có bao nhiêu? Nhiều nhất chỉ có hơn 100 người mà thôi, nhưng những người này có cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm? Đồng thời tư chất đều phi thường thiên tài, muốn tại trong vòng 3 năm đến niết bàn cảnh, cái này căn bản là không thể nào. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh nói ra, "Thủy đại tiểu thư, nếu như ta tại trong vòng 3 năm đã tới niết bàn cảnh đâu này?" Thủy Tử Yên nói ra, "Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, như vậy ta Thủy Tử Yên điều kiện gì đều đáp ứng ngươi." Diệp Thần Phong nhìn từ trên xuống dưới Thủy Tử Yên thân thể, cười nói, "Thủy đại tiểu thư, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Đến lúc đó cho dù ta đưa ra một ít quá đáng yêu cầu, ngươi cũng đáp ứng không? Thủy tử yên cảm giác được Diệp Thần Phong cái kia xâm chiếm ánh mắt, người cả giận nói, nếu như đệ đệ ngươi thật sự có thể trong vòng 3 năm đến niết bàn cảnh, như vậy không cần ngươi mở miệng, tỷ tỷ ta trực tiếp cấp lại cho ngươi. Chỉ sợ, đệ đệ ngươi không có đến niết bàn cảnh, liền vẫn lạc tại đất này huyền giới. Diệp thần phong biết này Thủy Tử Yên là thật sự tức giận rồi, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như thế mà thôi, kỳ thực hắn đối Thủy Tử Yên cũng không tồn tại bất kỳ ý nghĩ. Nói ra, Thủy Đại Tiểu Thư, như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Diệp thần phong liền xoay người rời đi rồi, mà Hà Bình, hạng giết Giang cùng Hoàng Sung nghĩa ba người này, bọn hắn nhưng là đi theo Diệp thần phong phía sau. Nhìn xem Diệp thần phong bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Thủy Tử Yên nói ra, "Người thú vị, từ dưới các loại vị diện tới, thậm chí có như vậy tư chất, nếu như hắn có thể đủ trưởng thành lời nói, như vậy địa huyền giới phải biến đổi đến mức có ý tứ rồi." Tiếp lấy, Thủy Tử Yên rồi hướng Dương Thanh Sơn, nói ra, "Dương lão, người đi thăm dò đã chết đi thân phận của mập mạp." Diệp Thần phong đám người rời đi rừng cây sau, bọn hắn tiếp tục hướng về Bạch Tuyết Sơn trang phương hướng chạy đi rồi yếu đến bạch tuyết sơn trang, diệp thần phong đám người nhất định muốn xuyên qua bắc thương sơn mạch, trong này lộ trình, lấy diệp thần phong các loại tốc độ của con người phải đi hai ngày tầm đó. Tại xuyên qua bắc thương sơn mạch sau, chính là tề nguyên nước phạm vi thế lực, tề nguyên nước trên đất huyền giới chỉ là một cái nắm giữ bảy tám cái thành phố tiểu quốc mà thôi, về phần bạch tuyết sơn trang vị trí cụ thể, ở vào thanh nguyên ngoài thành. Thanh Nguyên Thành chính là tề nguyên nước phồn hoa nhất một tòa thành thị, Tề Nguyên nước Hoàng thất đều ở tại Thanh Nguyên trong thành. Diệp Thần Phong đối với địa huyền giới địa hình vô cùng mơ hồ, chỉ có thể đi theo Hà Bình ba người bọn họ đi, đang đuổi một ngày đường sau, sắc trời cũng dần dần tối lại, Diệp Thần Phong đám người liền quyết định tại Bắc Thương Sơn mạch ngoại vi nghỉ ngơi một ngày. Này Bắc Thương bên trong dãy núi nhưng là yêu thú hoành hành, cũng may Diệp Thần Phong bọn hắn lựa chọn tại bên ngoài hành tẩu, dọc theo đường đi gặp phải cũng chỉ là một ít yêu thú cấp thấp mà thôi. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có siêu phàm cảnh, siêu phàm cảnh yêu thú, căn bản không dùng Diệp Thần Phong động thủ, Hà Bình ba người bọn họ cũng là mấy giây là có thể giải quyết. Diệp Thần Phong bọn hắn tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, mà Hà Bình ba người nhưng là hiện lên đống lửa. Lúc ban ngày, Diệp Thần Phong còn chưa kịp kiểm tra hoa chiếu cùng Chu Minh Thiên chữ vật giới chỉ đây. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy hắn đầu tiên đem bổ linh đan cùng dưỡng linh đan từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra, hỏi, Hà Bình, đan dược này thật sự có quý giá như vậy sao? Hà Bình gật đầu nói, đan dược này có thể giúp chúng ta tu luyện, những đại tông môn đó bên trong đệ tử phổ thông sở dĩ hội so với chúng ta tu luyện nhanh, bọn hắn chính là có những đan dược này chống đỡ, mặc dù lớn trong tông môn đệ tử phổ thông, bọn hắn một năm phân đến đan dược hết sức có hạn, nhưng cũng có thể đem chúng ta cho bỏ rơi xa xa. Nghe vậy, Diệp Thần Phong điều dưỡng linh đan nút lọ mở ra, nhất thời nhất cổ đan hương vị bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Này dưỡng linh đan có thể tu luyện nhanh hơn người tốc độ tu luyện. Chính lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị thử xem này dưỡng linh đan hiệu quả lúc, trong đầu hắn vang lên bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa như thế thấp kém đan dược, nhiều lần phục dụng chỉ biết đối thân thể của người tạo thành gánh nặng. Này luyện chế đan dược người quả thực là quá ngu xuẩn, nếu để cho ta đến luyện chế một cái phẩm đan dược dưỡng linh đan, ta có thể để dưỡng linh đan dược hiệu tăng lên mấy chục lần, hơn nữa trong tay ngươi dưỡng linh trong nội đan có quá nhiều tạp chất rồi, thật không biết là cái nào cái tay mơ luyện chế những đan dược này. Nghe được bóng trắng nhân tướng dưỡng linh đan nói như thế không đáng giá một đồng, Diệp Thần Phong lại nghĩ tới ban ngày thủy tử yên cái kia đau lòng dáng vẻ, theo lý tới nói, này dưỡng linh đan sẽ không quá kém, như vậy đáp án chỉ có một rồi này dưỡng linh đan tại bạch bóng người ngô phong dỗi rảnh trong mắt thuần túy chỉ là rác rưởi thế nhưng tại trong mắt người khác nhưng thật ra là phi thường chân quý. Diệp thần phong ở trong lòng âm thầm nói ra, người cũng hiểu đan dược. Người chẳng lẽ cũng là luyện dược sư sao? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh hồi đáp, đúng vậy, ta chính là một tên luyện dược sư. Khi chiếm được bóng trắng người khẳng định trả lời sau, Diệp thần phong lại hỏi, người nên sẽ không nói cho ta, ngươi là trí tôn luyện dược sư chứ? Tiểu gia hỏa, người đoán đúng rồi, ta chính là một tên trí tôn luyện dược sư. Bóng trắng người cười nói. Trí tôn luyện dược sư. Trên đất huyền giới linh dược cốc cao nhất cấp bậc cũng chỉ có tứ phẩm luyện dược sư A Hát. Trí tôn luyện dược sư là bực nào tôn quý tồn tại. Diệp thần phong giờ khác này trong lòng có loại không nói được cảm giác, bóng đen người giang vận thiên chính là trí tôn luyện khí sư, mà địa huyền giới cao nhất cấp bậc luyện khí sư cũng chỉ có lục phẩm, mà bây giờ lại đã được biết đến bóng trắng người chính là trí tôn luyện dược sư sau, này làm cho Diệp Thần Phong thật sự có chút kích động. Nếu như Diệp Thần Phong vừa có thể trở thành trí tôn luyện khí sư, lại có thể trở thành trí tôn luyện dược sư. Dựa vào, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói không phải như Đại Phát Gia Ma. Trường 1267, xuất thủ cứu người. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi, này chế thuốc chi thuật, ta về sau tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi, dù sao ngươi muốn nhanh chóng trưởng thành, tự coi như ngươi tư chất lại làm sao yêu nghiệt, cũng nhất định muốn dựa vào các loại đan dược phụ trợ. Này thấp kém đan dược ngươi không dùng tới phục dụng, đúng là có thể cho đi theo ngươi cái kia ba tên tiểu gia hỏa dùng, bọn hắn bản thân tư chất liền hết sức có hạn, đời này đến cảnh giới cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Này thấp kém đan dược bên trong tạp chất đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, về sau chờ ngươi đã trở thành luyện dược sư sau, ngươi có thể giúp bọn hắn luyện chế một viên trừ đi tạp chất đan dược, như vậy hay là tiềm lực của bọn hắn hội tăng thêm một bước rồi. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm một mực đứt quãng tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Diệp Thần Phong khi biết chính mình cũng có thể trở thành luyện dược sư sau, bàn tay của hắn hơi hơi tụ lại thành nắm đấm, tại Diệp Thần Phong từ trong trầm tư tỉnh hồn lại thời điểm, Tàn hồn còn sống tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền hồng sắc khí thể bên trong bóng trắng nhân hòa bóng đen người một mình bắt đầu trò chuyện tạm thời che giấu Diệp Thần Phong nghe được thanh âm của bọn hắn. Ta nói người thật sự dự định truyền thụ tiểu tử kia chế thuốc chi thuật từ chúng ta thời đại kia bắt đầu thậm chí là càng xa xôi thời đại ta nhưng không nghe nói có người có thể đồng thời tại chế thuốc cùng luyện khí truyền lên đến mức tận cùng nếu như tiểu tử này có thể thật sự có thể làm được như vậy tiểu tử này tuyệt đối là từ cổ trí kim đệ nhất nhân. Bóng đen người giang vận thiên ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ta tin tưởng tên tiểu tử này, ta tại tên tiểu tử này trên người nhìn thấy vô hạn khả năng, trí tôn luyện khí sư. Trí tôn luyện dược sư, có lẽ tại trong mắt người khác đây là một cái điên cuồng hành vi, nói không chắc cuối cùng là chế thuốc không được, luyện khí cũng không thể được, bất quá, tên tiểu tử này liền hai chúng ta công pháp đều có thể đồng thời tu luyện lại sáng tạo ra một cái kỳ tích đến cũng không có cái gì, chúng ta lần này liền muốn bồi dưỡng được một cái song tôn đến. Cùng chúng ta cùng một thời đại những lão gia hỏa kia, hiện tại hẳn là cũng đều sống rất là tốt, chờ chúng ta đem tiểu tử này bồi dưỡng thành song tôn sau đó những lão gia hỏa kia cần phải muốn kinh ngạc miệng đều hợp bất long trùy. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh phong đạm vân khinh nói ra. Trong giọng nói mang theo một cỗ hưng phấn. Nghe vậy, Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng hăng hái, nói ra, đúng, song tôn, chúng ta liền bồi dưỡng cái song tôn đi ra, ngẫm lại ta đều kích động nhiệt huyết sôi trào rồi. Quả thực so với mình năm đó tu luyện đều sảng khoái. Diệp thần phong đang nghe song ngô phong dỗi rảnh đối này bổ linh đan cùng dưỡng linh đan đánh giá sau, hắn là không có ý định dùng những đan dược này rồi, hắn muốn đem những đan dược này cho Hà Bình ba người dùng, tối thiểu có thể làm cho bọn hắn tu luyện mau một chút. Tương lai các loại Diệp Thần Phong đã trở thành luyện dược sư sau, hắn chẳng qua giúp Hà Bình ba người luyện chế một viên trừ đi trong cơ thể tạp chất đan dược đến. Diệp Thần Phong trực tiếp đem một bình bổ linh đan cùng một bình dưỡng linh đan ném cho Hà Bình ba người. Hà Bình bọn hắn tiếp nhận hai bình đan dược sau, bọn hắn cảm giác không giải thích được, Hoàng Sung nghĩa hỏi, "Lão đại, ngài đây là?" Diệp Thần Phong trực tiếp nói, "Những đan dược này bên trong tồn tại một ít tạp chất." phục dụng khả năng đối tương lai của ta tăng cao thực lực không có lợi, nếu như các người muốn dùng lời nói, như vậy tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các người trừ đi trong cơ thể tạp chất. Nếu như các người cũng không muốn dùng, như vậy liền trực tiếp ném, hoặc là cầm bán đấu giá đi. Nghe vậy, Hà Bình ba người bọn họ lập tức mở ra nút lọ, làm bình xứ bên trong từng trận đan hương vị bay vào bọn hắn trong lỗ mũi sau, bọn hắn cả người chấn động, dưới cái nhìn của bọn họ đây quả thực là hảo hạng hoàn mỹ đan dược a hát. Nơi nào có lão đại bọn họ nói như thế không thể tả. Hà Bình nói ra, lão đại, những đan dược này đều không có vấn đề a hát. Tuyệt đối là linh dược gốc bên trong luyện chế ra tới thượng đẳng đan dược. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, các người yếu dùng liền dùng đi. Không muốn dùng, những đan dược này liền tùy các ngươi xử trí thấy Diệp Thần Phong thái độ kiên định, Hoàng Sung Nghĩa cái thứ nhất kích động đỏ cả vành mắt, dưới cái nhìn của hắn là lão đại của bọn hắn muốn phải trợ giúp bọn hắn, nhưng lại lo lắng bọn hắn không muốn tiếp thu, cho nên mới nghĩ ra như thế một cái lý do tới. Mà Hà Bình cùng hạng giết ràng đang nhìn đến Hoàng Sung Nghĩa biểu tình biến hóa sau. Bọn hắn cũng lập tức hiểu lão đại mình dụng ý, này để cho bọn họ mỗi một người đều không biết nên nói cái gì. Chỉ là viền mắt đỏ lên nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biết Hoàng Sung Nghĩa đám người là hiểu lầm rồi, bất quá, loại chuyện này càng giải thích càng phiền toái, dù sao về sau chờ hắn trở thành luyện dược sư sau, giúp Hoàng Sung Nghĩa bọn hắn trừ đi trong cơ thể tạp chất là được rồi. Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xám, cùng với Chu Minh Thiên nhẫn chứa đồ xuất hiện tại trong tay hắn, cái này trường kiếm màu xám chính là hoa chiếu thượng phẩm pháp khí, Diệp Thần Phong bắt đầu tra nhìn lên Chu Minh Thiên nhẫn chứa đồ rồi tại Chu Minh Thiên trong nhẫn chứa đổ có rất nhiều hỗn tạp đồ vật, đặc biệt là ba thanh trường kiếm vô cùng hấp dẫn người. Diệp Thần Phong trực tiếp đem này ba thanh trường kiếm từ Chu Minh Thiên trong nhẫn chứa đổ lấy ra, này ba thanh trường kiếm toàn thân hiện ra màu trắng bạc, căn cứ Diệp Thần Phong phân tích, này ba thanh bạc trường kiếm màu trắng đồng dạng thuộc về thượng phẩm pháp khí, xem ra mập mạp này thân phận của Chu Minh Thiên đích thật là không bình thường rồi. Diệp Thần Phong không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem này ba thanh thượng phẩm pháp khí vứt cái hà bình ba người, nói ra, này ba thanh trường kiếm các ngươi thử một chút có hay không thích hợp chứ. Tiếp nhận trường kiếm hà bình ba người, bọn hắn trọn vẹn sửng sốt 10 giây đồng hồ sau đó bọn hắn mới từng cái hồi phục thần trí xem trong tay đến thượng phẩm pháp khí bạc trường kiếm màu trắng, bọn hắn có loại cảm giác đang nằm mơ, đây chính là thứ thiệt thượng phẩm pháp khí A-H. Trước kia tại Thanh Dương Tông thời điểm, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua chính mình có một ngày có thể có được một cái thượng phẩm pháp khí. Từ khi Hà Bình ba người theo Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn chẳng những có thân phận tượng trưng chữ vật giới chỉ, còn có hơn một nghìn khối linh thạch thượng phẩm, bây giờ thậm chí ngay cả tha thiết ước mơ đan dược và thượng phẩm pháp khí đều đã có, cho nên ba người này mới có loại phi thường không chân thực nằm mơ cảm giác. Mà chính lúc Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết rằng ba người này, bọn hắn không biết như thế nào biểu đạt đối lão đại mình cảm kích lúc, Diệp Thần Phong con mắt hơi híp lại, ánh mắt nhìn về phía phía sau Bắc Thương Sơn mạch nơi sâu xa. Chỉ thấy, không bao lâu thời gian, ba bóng người xuất hiện tại Diệp Thần Phong tầm mắt của bọn họ bên trong, này ba bóng người, trong đó một cái là chừng 30 tuổi thanh niên, thực lực tại siêu phàm cảnh sơ kỳ dáng dấp, mặt khác hai cái là hơn 40 tuổi đàn ông trung niên, thực lực tại thông linh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ này hai trung niên nam nhân hẳn là đang bảo vệ tên thanh niên kia. Tại ba người này phía sau, theo sát năm con cả người da lông màu máu đỏ cự lang, Hoàng Sung Nghĩa nói ra, lão đại, đây là bác thương bên trong dãy núi một loại yêu thú cấp thấp, tên là huyết dạ ma lang, thực lực đại trí tại thông linh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Nhìn xem cái kia ba bóng người tại chạy qua bên này, liền đới năm con huyết dạ ma lang cũng đang hướng về bên này xông lại, Hà Bình nói ra, lão đại, này năm con huyết dạ ma lang chúng ta động thủ đối phó liền đủ rồi, ngài liền ở một bên nhìn xem được rồi. Dù sao Hà Bình ba người thực lực đều tại thông linh cảnh nhất trọng thiên đỉnh trên đỉnh, phải giải quyết năm con huyết dạ ma lang căn bản không phải việc khó gì. Đúng, vừa vặn thử xem này thượng phẩm uy lực của pháp khí. Hạng giết giàng cũng nóng lòng muốn thử nói. Hà Bình ba người vừa vặn đạt được thượng phẩm pháp khí, có thể nói là hết sức ngứa tay khó nhịn, ba người bọn hắn thân ảnh trong nháy mắt lướt ra ngoài, trong tay bạc trường kiếm màu trắng là liên tiếp cua múa, ở trong màn đêm là không ngừng thoáng hiện hào quang màu trắng bạc. Trong đó thông linh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ hà bình, hắn một kiếm liền đem một đầu ma đầu sói cho bổ xuống, mà nằm ở thông linh cảnh nhị trọng thiên hoàng sung nghĩa cùng hãng giết ràng hai người kia, bọn hắn ra tay cũng thập phần quyết đoán. Lực công kích có thượng phẩm pháp khí tăng cường sau đó hai người bọn họ cũng là một chiêu liền miểu sát một đầu ma lang năm con ma lang tại chớp mắt thời điểm, toàn bộ biến thành thi thể. Hà Bình ba người không để ý đến nằm ở ngây người bên trong cái kia ba bóng người, tại đem năm con ma lang giết sau khi chết, bọn hắn lại trở về Diệp Thần Phong bên cạnh, Hoàng Sung Nghĩa chép chép miệng, nói ra, này thượng phẩm uy lực của pháp khí quả nhiên cường hãn, nếu như bây giờ để cho ta gặp phải cùng đẳng cấp cao thủ, như vậy ta chắc chắn tại 10 chiêu bên trong lấy đối phương tính mạng. Diệp Thần Phong nhìn thấy Hoàng Sung Nghĩa ba người mỗi một người đều vô cùng hưng phấn, hắn cũng nhếch miệng mỉm cười, đem hoa chiếu thanh này trường kiếm màu xám nắm trong tay. Bây giờ Diệp Thần Phong không có càng tốt hơn cấp bậc vũ khí, cũng chỉ có thể dùng được cái này thuộc về thượng phẩm pháp khí trường kiếm màu xám trước tiên tạm thời quá độ một đoạn thời gian. chương 1268, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia nguyên bản được năm con ma lang truy kích ba người, Bọn hắn đang nhìn đến Hà Bình đám người tiện tay liền đem năm con ma lang giải quyết, bọn hắn trong miệng là nặng nề thở ra một hơi đến, nếu không phải Hà Bình đám người ra tay, chỉ sợ bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết ở năm con ma lang móng vuốt bên dưới. Tên thanh niên kia mang theo hai tên đàn ông trung niên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hướng về Diệp Thần Phong đám người chân thành nói cảm ơn một phen sau đó bọn hắn cũng đều tự giới thiệu mình. Tên thanh niên này tên là Triệu Khải chính là Tề Nguyên nước Tam hoàng tử, lần này hắn là được cùng cha khác mẹ ca ca, cũng chính là Tề Nguyên nước thái tử thủ hạ người truy sát. Tại trước đây không lâu, mẫu thân của thái tử cũng chính là Tề Nguyên nước hoàng hậu, đem mẫu thân của Triệu Khải cho độc hại rồi. Cho nên, tại Triệu Khải biết chuyện này sau đó hắn trong bóng tối đem hoàng hậu giết đi, chuyện này không có dấu giếm thái tử cùng Tề Nguyên nước hoàng đế, thế là Triệu Khải suốt đêm mang theo muội muội của hắn thoát đi Tề Nguyên nước phạm vi thế lực thế nhưng thái tử lập tức phái người đuổi sát triệu khải đảng đoàn người không tha tại hai ngày trước triệu khải muội muội được thái tử thủ hạ người bắt lại để triệu khải tại trong vòng ba ngày nhất định muốn trở về tề nguyên nước thanh nguyên thành bằng không thái tử liền muốn đối triệu khải muội muội động thủ hoàn toàn bất đắc dĩ triệu khải chỉ có thể hướng về thanh nguyên thành đuổi dọc theo con đường này yếu đi ngang qua bắc thương sơn mạch cho tới triệu khải thủ hạ chết thì chết thương thương cuối cùng chỉ còn dư lại hai tên thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ rồi, hai người này cũng là triệu khải hết thảy trong thủ hạ thực lực cao nhất. Ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng, triệu khải vô cùng thương muội muội của hắn, cho nên hắn ngày mai nhất định phải chạy về thanh nguyên thành. Diệp thần phong đang nghe triệu khải tự thuật sau đó hắn nhíu nhíu mày. Nói ra, chúng ta thật giống mới mới vừa quen chứ. Người đối với ta giải thích nhiều như vậy làm gì? ta xem ngươi muốn để cho chúng ta ra tay giúp ngươi đi. Được Diệp Thần Phong một lời vạch trần, Triệu Khải trên mặt mang theo vẻ lúng túng, hắn thật sự muốn cho Diệp Thần Phong đám người giúp hắn. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà Hà Bình ba người thực lực cũng không yếu, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần có Diệp Thần Phong đám người ra tay, liền tuyệt đối có thể giết tề nguyên nước thái tử, đồng thời đem muội muội của hắn cứu ra. Diệp Thần Phong đối với cái này việc sự tình không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lần này mục đích của hắn chỉ là Bạch Tuyết Sơn Trang, bất quá, Bạch Tuyết Sơn Trang đồng dạng là tại Thanh Nguyên thành phụ cận, Diệp Thần Phong ngược lại là cùng triệu khải đám người cùng đường. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, lần này ta cũng muốn đi Thanh Nguyên thành, các người có thể cùng chúng ta cùng đi. Nhưng là chuyện của các người tự mình giải quyết. Diệp Thần Phong cùng triệu khải chỉ là bèo nước gặp nhau, cứu triệu khải đám người mệnh đã là không tệ nơi nào trả quản được triệu khải xử tình nếu như trên đời này hết thảy chuyện không công bình đều phải diệp thần phong đến quản như vậy hắn đời này không cần làm bất cứ chuyện gì rồi lại nói lần này hắn đến tới đất huyền giới nhưng là có chuyện quan trọng phải làm hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây đem thực lực mau chóng tăng lên triệu khải khi nghe đến diệp thần phong trực tiếp từ chối sau hắn mang trên mặt vẻ thất vọng nói ra xin lỗi là ta đường đột, các vị tiền bối ân cứu mạng, ta triệu khải khác trong tâm khảm. Trên đất huyền giới là lấy thực lực phi tôn, cho nên Diệp Thần Phong đám người tuy rằng tuổi so với triệu khải tiểu. Thế nhưng triệu khải vẫn là sưng hô bọn hắn vì tiền bối. Suốt đêm không nói chuyện. Lần này ngày ánh sáng mặt trời mới vừa mới mọc lên thời điểm, Diệp Thần Phong bọn hắn liền tiếp tục chạy đi rồi, mà triệu khải đảng ba người cũng là theo chân Diệp Thần Phong dù sao đi theo Diệp Thần Phong đối với bọn hắn tới nói là an toàn thượng rất nhiều. Trên đất huyền giới lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia nhiều vô số kể, này tề nguyên nước tối đa chỉ là một cái chi ma lục đậu lớn tiểu quốc mà thôi. Tại Thái Dương dần dần tây dưới, chân trời được dáng màu nhiễm đỏ thời điểm, Diệp Thần Phong một nhóm người là thuận lợi xuyên qua Bắc Thương Sơn Mạch, thoáng xa xa có một tòa thành chỉ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đợi đến Diệp Thần Phong đám người tới gần thời điểm, chỉ thấy ngoài cửa thành mặt là đứng đầy rậm rạp chẳng chịt binh sĩ. Những binh sĩ này thực lực đều tại tiên thiên chi cảnh cùng phá thiên chi cảnh trong lúc đó. Tại những binh sĩ này phía trước nhất, có hai con táo màu đỏ tuấn mã, tại trên lưng ngựa phân biệt ngồi một người trung niên nam nhân, cùng với một người tướng mạo cùng triệu khải giống nhau đến mấy phần thanh niên. Này đàn ông trung niên chính là tề nguyên nước hoàng đế triệu tiềm long, mà thanh niên này chính là tề nguyên nước thái tử triệu hoa rồi xem ra những người này là đang chờ Triệu Khải đến. Triệu Khải đẳng ba người bọn hắn đang nhìn đến Thanh Nguyên Thành sau, bọn hắn biết Diệp Thần Phong đám người hẳn là sẽ không ra tay rồi, cho nên bọn hắn thêm nhanh hơn một chút dưới chân bước tiến, trước tiên đi tới Thanh Nguyên Thành ngoài cửa thành. Triệu Khải nhìn xem ngồi ở trên lưng ngựa thái tử Triệu Hoa, chất vấn ta người đã trở về Thanh Nguyên Thành, như vậy muội muội ta đâu này. Triệu Hoa cười lạnh nói, Triệu Khải, người đây là nói chuyện cùng ta thái độ sao? Người giết của ta mẫu hậu, phản bội chạy trốn ngoại trừ tề nguyên nước, ngươi là ta nhóm tề nguyên nước tội nhân, về phần muội muội của ngươi, ta đã đáp ứng gả cho nước láng giềng thái tử rồi, ngày mai ta liền đem muội muội ngươi đưa đến nước láng giềng đi, ta nhưng nghe nói vậy quá tử thập phần vui mừng nữ nhân tốt, muội muội ngươi nhất định sẽ làm cho đối phương ưa thích. Triệu Hoa, ngươi là tên khốn kiếp, Triệu Khải nắm tay chắc chẽ tụ lại, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên hoàng đế triệu tiềm long, tiếp tục nói, phụ hoàng, là mẫu thân của triệu hoa trước tiên đối mẫu thân ta hạ thủ, lẽ nào ngươi lại không biết chuyện này sao? Tất cả những thứ này đều cũng không phải lỗi của ta, ngươi lẽ nào thì sẽ không thể công bằng đối xử chuyện này sao? Hừ, triệu tiềm long trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, triệu khải, ngươi đã không phải là tề nguyên nước người rồi. Càng không phải là ta triệu con trai của tiềm long rồi, mẫu thân của ngươi chỉ là một cái tiện nữ nhân mà thôi, lúc trước nếu không phải người mang thai ngươi tên tiện chủng này, ta sẽ đem nàng tiếp nhập trong hoàng cung sao. Mà ngươi giết lại là đương kim hoàng hậu, của ta chính thất thê tử, ngươi và muội muội của ngươi đều phải yếu gánh chịu cái giá tương ứng, mà hôm nay nơi này cũng là của ngươi táng sinh đất. Ngược lại, triệu tiềm long lại nhìn xem triệu khải bên cạnh hai tên thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nói ra, hai người các ngươi lẽ nào muốn phải bồi hắn chịu chết sao? Bạch tuyết sơn trang thiếu chủ liền ở thanh nguyên trong thành, lấy bạch tuyết núi trang thiếu chủ năng lực, các ngươi nếu như còn muốn bảo vệ hắn lời nói, như vậy các ngươi chỉ có là một con đường chết. Thái tử Triệu Hoa cũng mở miệng, ta đã được bạch tuyết sơn trang thu làm ngoại môn đệ tử, tương lai tại của ta dẫn dắt đi, tề nguyên quốc hội càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Hơn nữa ta tại gia nhập Bạch Tuyết Sơn Trang sau, Ta nhất định có thể để thực lực của các ngươi tiến thêm một bước, chỗ dùng các ngươi hiện tại hướng về ta thuần phục vẫn tới kịp. Cái kia hai tên đứng ở Triệu Khải bên cạnh thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, trên mặt bọn họ mang theo vẻ do dự, đối với địa huyền giới người mà nói, bọn hắn đương nhiên là muốn để mình thực lực nâng cao một bước, bởi vì vì thực lực mới đại biểu tôn nghiêm cùng giá trị, lần sau trên thế giới này có ai là không sợ chết. Cho nên, tại tử vong cùng lợi ích trước mặt, cái này hai tên thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, bọn hắn tại nói với Triệu Khải một tiếng xin lỗi sau, bọn hắn dồn dập hướng về Triệu Hoa đi đến, cung kính đối Triệu Hoa, nói ra, Thái tử Điện Hạ, từ nay về sau, chúng ta nguyện ý trung thành với ngươi. Nhìn thấy của mình hai tên thủ hạ đầu phục Triệu Hoa, này làm cho Triệu Khải là cũng không cam, lại tuyệt vọng, mà chính lúc thời điểm này, một tên thân mặc trường sa màu trắng thanh niên từ thanh nguyên trong thành đi ra, Thanh niên này sắc mặt có một loại biến thái trắng xanh, thanh niên này chính là Bạch Tuyết Sơn Trang thiếu chủ Liễu Vô Nguyên rồi. Ở phía xa từng bước từng bước đi tới Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn rõ ràng nghe được Triệu Khải đám người đối thoại, đồng thời còn chứng kiến từ trong cửa thành đi ra Liễu Vô Nguyên, này mới khiến Diệp Thần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, này Bạch Tuyết Sơn Trang nếu liền ở Thanh Nguyên thành phụ cận, như vậy này Tề Nguyên nước phải là Bạch Tuyết Sơn Trang nước phụ thuộc rồi xem ra chuyện ngày hôm nay Diệp Thần Phong không muốn quản cũng nhất định muốn quản được một ống rồi Diệp Thần Phong dưới chân bước chân thêm nhanh hơn một chút tại phải đi đến Thanh Nguyên thành cửa thành lúc Diệp Thần Phong hí hành hạ nói chúng ta lại gặp mặt tại Diệp Thần Phong mở miệng sau đó Liễu Vô Nguyên cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong thân sắc của hắn hơi sững sờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Diệp Thần Phong tiếp lấy trên mặt của hắn lộ ra một vệt hung tàn nụ cười Nói ra, đúng, chúng ta cuối cùng là lại gặp mặt. Mà một bên Triệu Khải đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên cùng Bạch Tuyết Sơn Trang thiếu chủ nhận thức, hắn đang suy nghĩ phải hay không có thể làm cho Diệp Thần Phong tại Bạch Tuyết Sơn Trang trước mặt thiếu chủ nói mấy câu. Dù sao Tề Nguyên nước chỉ là Bạch Tuyết Sơn Trang nước phụ thuộc, vẻn vẹn một tên đệ tử phổ thông, là có thể để hoàng đế cúi đầu khom lưng được rồi. Chỉ cần Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết núi Trang thiếu chủ quan hệ không tệ, muốn giết thái tử Triệu Hoa, thậm chí là hoàng đế Triệu Tiềm Long, cái này căn bản là chuyện một câu nói. chương 1269, tuyệt đối áp chế. Tiền bối, Ngài và Bạch Tuyết Sơn Trang thiếu chủ nhận thức. Ngài có thể hay không giúp ta đối thoại Tuyết Sơn Trang thiếu chủ nói mấy câu. Ta Triệu Khải nửa đời sau làm châu làm ngựa cũng nguyện ý. Tam Hoàng tử Triệu Khải một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Tề Nguyên nước Thái tử Triệu Hoa cùng hoàng đế Triệu Tiềm Long, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Sơn Trang Thiếu chủ Liễu Vô Nguyên thật giống thật sự nhận thức. Mà Triệu Khải rồi lại nhận thức Diệp Thần Phong, này để hai người bọn họ trong lòng đại cảm giác không ổn, nếu như Diệp Thần Phong cùng Liễu Vô Nguyên quan hệ không tệ, như vậy hôm nay sợ rằng bọn hắn không những giết không được Triệu Khải, ngược lại sẽ được Triệu Khải giết đi, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phần trăm Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, hắn biết Triệu Khải là hiểu lầm hắn và Liễu Vô Nguyên quan hệ, hắn không hề trả lời Triệu Khải lời nói, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Liễu Vô Nguyên trên người. Diệp Thần Phong nhớ rõ này Liễu Vô Nguyên chính là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, làm sao bây giờ Liễu Vô Nguyên thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thực lực từ khi tại cổ võ giới được diệp thần phong đã đoạt đi cơ duyên sau đó liễu vô nguyên bên trong thân thể liền sinh ra tâm ma còn có tại hải vương số thượng thời điểm diệp thần phong đối mặt liễu vô nguyên xem thường đem liễu vô nguyên đánh một cái ứng phó không chối từ đủ loại này tất cả nhân tố dẫn đến liễu vô nguyên vô tâm đang tu luyện rồi một thân tu vi rút lui hai cái tiểu tầng thứ có thể nói này liễu vô nguyên là mỗi ngày đều muốn diệp thần phong nghĩ làm sao đem diệp thần phong cho chém thành muôn mảnh rồi trong ngực ôm tiểu bạch diệp thần phong, hắn mở miệng chất vấn, những bằng hữu kia của ta ở nơi nào. Mặc cả người trắng sắc trường sam liễu vô nguyên, trong cổ họng hắn phát ra so với khóc trả khó nghe tiếng cười, ha ha ha, người tên khốn này dĩ nhiên đến tự chui đầu vào lưới. Thực sự là trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta a à hát. Chỉ có tự tay giết ngươi, ta mới có thể trừ đi tâm ma. Bằng không đời này thực lực của ta đều không thể tại tăng lên rồi. Còn có, nguyên bản thuộc về cơ duyên của ta, ta sẽ đoạt lại, về phần những bằng hữu kia của ngươi, ngươi đoán bọn hắn hiện tại thế nào rồi. Liễu vô nguyên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài. Âm, um, một tiếng, hắn trực tiếp đem trong tay ngọc bài cho bóp nát rồi. Cái ngọc bài này là liên hệ bạch tuyết sơn trang, liễu vô nguyên từ phụ thân hắn trong miệng biết được, được diệp thần phong đoạt đi tinh không chi thạch, vẫn có thể lợi dụng đặc thù biện pháp chuyển đến trong cơ thể hắn cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào. Liễu vô nguyên mới lập tức bóp nát bùa truyền âm, lấy bạch tuyết sơn trang cùng thanh nguyên thành ở giữa khoảng cách, e sợ cha của hắn tại trong vòng 10 phút là có thể chạy tới. Mà triệu khải khi nghe đến diệp thần phong cùng liễu vô nguyên tràn ngập thuốc nổ đối thoại sau, hắn rốt cuộc biết sự tình không giống là hắn tưởng tượng như vậy, diệp thần phong căn bản không phải bạn của liễu vô nguyên, mà là liễu vô nguyên kẻ địch. Triệu Khải nhưng là biết Bạch Tuyết Sơn Trang cường hãn, thân thể của hắn không tự chủ run rẩy hai lần. Về phần tề nguyên nước thái tử triệu hoa cùng hoàng đế triệu tiềm long, trong lòng bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm triệu hoa cung kính nói, liễu thiếu chủ, xem ra triệu khải không chỉ phản bội tề nguyên nước, hắn trả cấu kết bực này cùng hung cực ác chi đồ, kính xin thiếu chủ vì chúng ta tề nguyên nước trừ đi những này tai họa Liễu vô nguyên hoàn toàn không để ý đến triệu hoa ý tứ. Ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người, khi hắn cảm giác được Diệp Thần Phong càng nhưng đã có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, trên mặt hắn biểu lộ là càng thêm dữ tận rồi, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong là vì đã nhận được tinh không chi sau đá, thực lực mới sẽ như thế tăng nhanh như gió, nhưng này nguyên bản hết thảy đều là thuộc về hắn, trong con người của hắn bị giết niệm cho lấp đầy. Tam Hoàng tử Triệu Khải đã sớm là hồn bay phách lạc rồi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, hắn từng bước từng bước hướng về triệu hoa cùng triệu tiềm long đi đến thả muội muội ta ta bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng các ngươi theo triệu khải diệp thần phong đám người đối đầu bạch tuyết sơn trang cơ hồ là tự chịu diệt phong sự tình lần sau triệu khải biết liễu vô nguyên chính là là nhân vật thiên tài bây giờ đã có thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực mà diệp thần phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực diệp thần phong không thể nào là liễu vô nguyên đối thủ cho nên vì muội muội của mình, Triệu Khải chỉ có thể khuất nhục xin Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long rồi. Ngồi ở trên lưng ngựa Triệu Hoa, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Khải, nói ra, người cái khiến người ta buồn luôn tiện trùng, không nghĩ tới người còn tìm giúp đỡ trở về rồi. Đáng tiếc là của ngươi những này giúp đỡ là liễu thiếu chủ kẻ địch, e là cho dù chúng ta muốn thả ngươi cùng muội muội ngươi, liễu thiếu chủ cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, ta xuất hiện đang thay đổi ý nghĩ, ta quyết định đem muội muội của ngươi hiến cho liễu thiếu chủ để liễu thiếu chủ xử trí muội muội của ngươi đi triệu khải nắm đấm nắm chặt trên thân thể nổi lên siêu phàm cảnh thật khí thế mà vừa vặn tên kia đầu phục triệu hoa thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ hai người bọn họ lập tức vây triệu khải triệu khải nhìn thấy mình bị ban đầu thủ hạ vây rồi trong lòng của hắn có một loại không nói ra được cay đắng hắn biết hắn và muội muội của hắn kết cục đều sẽ phi thường thê thảm Hai con mắt tức giận trừng lên trên lưng ngựa Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long. Liễu Vô Nguyên đi tới cách Diệp Thần Phong 10 mét địa phương xa ngừng lại, tại tay trái của hắn bên trong cầm một cái trường kiếm màu xanh, hắn trực tiếp đem trường kiếm màu xanh rút ra, một vệt ánh sáng màu xanh ở trong không khí tốc biến. Liễu Vô Nguyên trong tay cái này trường kiếm màu xanh cũng là thượng phẩm pháp khí, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, trước đây không lâu phụ thân ta đem bạch tuyết sơn trang huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ truyền thụ cho ta. Này băng tuyết kiếm quyết chính là huyền cấp hạ phẩm bên trong nhân vật hàng đầu, hôm nay ta liền muốn dùng máu tươi của ngươi đến tế trong tay ta thanh kiếm này. Diệp thần phong đang nhìn đến liễu vô nguyên rút ra trường kiếm màu xanh sau, hắn đem trong ngực tiểu bạch bỏ vào trên mặt đất, chữ vật giới chỉ lóe lên, đồng dạng là một cái trường kiếm màu xám xuất hiện tại trong tay hắn, vẻ mặt tự nhiên nhìn xem liễu vô nguyên, bây giờ Diệp Thần Phong trong lòng có 10 phần tự tin chiến thắng này Liễu Vô Nguyên rồi. Liễu Vô Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra một cái thượng phẩm pháp khí, này làm cho hắn hơi hơi ngẩn người, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong trên ngón tay chính là chữ vật giới chỉ, Bạch Tuyết Sơn Trang Thân là thất phẩm tông môn, liền Liễu Vô Nguyên tông chủ phụ thân đều không có chữ vật giới chỉ, này làm cho Liễu Vô Nguyên là càng ngày càng không sảng khoái lên, quát lên tiểu tử, rất tốt, người chữ vật giới chỉ ta nhận, Ngươi biết dùng kiếm sao? Hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là kiếm pháp. Liễu vô nguyên cổ tay phải một phen, từ trường kiếm màu xanh trên thân kiếm tránh qua một đảo ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời trên người hắn thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thật khí thế bão tố được đưa lên, trường kiếm màu xanh ở trong không khí quơ múa, miệng quát tuyết vũ bay tán loạn. Cái này tuyết múa bay tán loạn chính là băng tuyết kiếm quyết chiêu thứ nhất cũng là bây giờ Liễu Vô Nguyên biết duy nhất một chiêu, chỉ thấy tại vung vẩy trường kiếm màu xanh đồng thời, tại trước mặt hắn không khí tạo thành một từng đóa bông tuyết dáng dấp, sau đó những này hoa tuyết lại ngưng tụ thành mười mấy đạo kiếm ảnh, từ nơi này chút kiếm ảnh thượng lộ ra lạnh lẽo kiếm khí. Mà chính lúc thời điểm này, nơi xa có ba bóng người đang nhanh chóng hướng về Thanh Nguyên thành bên này xẹt qua đến, trong đó hai cái lão đầu chính là lúc trước bồi tiếp liễu vô nguyên đi hướng cổ võ giới đại trưởng lão thu vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai một cái khác khí thế càng cường đại hơn đàn ông trung niên hắn chính là bạch tuyết sơn trang tông chủ phụ thân của liễu vô nguyên liễu giang thiên liễu giang thiên đám người đã có thể rất xa nhìn thấy cửa thành cảnh tượng rồi đại trưởng lão thu vân núi nói ra tông chủ đứng ở thiếu chủ đối diện tiểu tử kia hắn chính là cướp đi thiếu chủ cơ duyên người nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai cũng nói, tông chủ, xem ra thiếu chủ đem băng tuyết kiếm quyết chiêu thứ nhất triệt để đã luyện thành, đoán chừng tiểu tử kia thừa nhận lấy thiếu chủ cùng một chiêu này sau đó e sợ sẽ trực tiếp xóa đi nửa cái mạng. Liễu Giang Thiên Phi thường tán đồng gật gật đầu, không nhanh không chậm tiếp tục hướng về thanh nguyên thành đi đến, dưới cái nhìn của hắn trước mắt tình cảnh con trai của hắn có thể ứng phó, con người nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, tràn đầy cực độ khinh thường, trong miệng tự nói, liền tiểu tử này cũng dám chiếm con trai của ta cơ duyên. Các tướng trong cơ thể hắn tinh không chi thạch lấy sau khi đi ra, khiến hắn nhận hết dần vặt chết lại. Mà Thanh Nguyên thành ngoài cửa thành, Liễu Vô Nguyên trước mặt ngưng tụ kiếm ảnh là càng ngày càng nhiều, trong miệng hắn tự kiêu nói, tiểu tử, biết sợ sao? Ta thì triển đây mới gọi là kiếm pháp. Diệp Thần Phong vươn người một cái, nói ra, người còn có hết hay không? ta đều trở đến yếu ngủ rồi, đây chính là trong miệng ngươi kiếm mẻ pháp. Diệp thần phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, nắm tại bàn tay phải bên trong trường kiếm màu xám, lập tức được màu trắng sương mù cho bao trùm rồi, vung tay phải lên, một đạo lăng lệ cực kỳ mà lại cao chừng 2 mét kiếm khí, hướng về liễu vô nguyên đánh tới rồi, tốc độ kia nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đem liễu vô nguyên trước mặt kiếm ảnh bắn cho phá sau đó tia kiếm khí này trực tiếp xẹt qua liễu vô nguyên cánh tay phải, hắn cả cánh tay phải cánh tay không nghi ngờ chút nào rơi vào trên mặt đất liễu vô nguyên nhìn xem chỗ gãy chân tuôn ra tiên huyết cả người hắn là đã quên hô lên hắn băng tuyết kiếm quyết trực tiếp được diệp thần phong cho phá đi phải biết tại trước đây không lâu diệp thần phong căn bản chả không phải là đối thủ của hắn lần trước nếu không phải khinh thị diệp thần phong hắn sớm đã đem diệp thần phong cho miểu sát nhưng hôm nay mới qua thời gian bao lâu diệp thần phong dĩ nhiên vững vàng đem liễu vô nguyên chế trụ thậm chí có thể nói là trực tiếp bắt hắn cho miểu sát. Này làm cho Liễu Vô Nguyên là không thể nào tiếp thu được hiện thực này rồi. chương 1270 Liễu Vô Nguyên tại chậm chạp 5-6 giây sau đó cổ họng của hắn bên trong mới phát ra khàn cả giọng tiếng gào. Mà nguyên bản ở phía xa chậm rãi đi tới Liễu Giang Thiên ba người, bọn họ là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể phá băng tuyết kiếm quyết, Khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chả mang theo điểm một chút sợ hãi. Thần niệm cảnh Tam Trọng Thiên hậu Kỳ Liễu Giang Thiên, hắn nhìn phía xa nhi tử Liễu Vô Nguyên vẻ mặt thống khổ, trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, "Là, là kiếm ý." Dĩ nhiên là kiếm ý, tiểu tử này tuyệt đối không lưu lại được, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi. Liễu Giang Trời mới biết phàm là lĩnh ngộ kiếm ý người đều là phi thường đáng sợ nếu như đến tương lai Diệp Thần Phong triệt để trưởng thành, như vậy bọn hắn Bạch Tuyết Sơn Trang e sợ chỉ có được tàn sát phần rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng không hề dừng tay ý tứ, Liễu Giang Thiên đem tốc độ phát phung tới cực hạn, miệng quát tiểu tử, người dừng tay cho ta. Diệp Thần Phong tăng nhanh trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông vận chuyển, bàn tay phải trực tiếp vỗ vào trường kiếm màu xám trên chuôi kiếm, trường kiếm màu xám ở trong không khí xẹt qua một đạo kiếm ngân, trực tiếp xuyên thấu liễu vô nguyên cái bụng mang theo liễu vô nguyên hướng thành trên cánh cửa lớn bay đi keng một tiếng liễu vô nguyên chỉnh cái thân thể của con người được trường kiếm màu xám đóng ở trên cửa thành sắc mặt hiện ra phải vô cùng trắng xanh trong con ngươi là lờ mờ tối tăm đang bị diệp thần phong kiếm khí chặt bỏ một cánh tay sau đó liễu vô nguyên liền đã sớm lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng rồi diệp thần phong đem liễu vô nguyên đinh ở cửa thành bên trên sau hắn xoay người qua, trên người tản ra khí thế ác liệt, âm thanh vang dội quát, ta không dừng tay, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp thần phong biết Bạch Tuyết Sơn Trang chỉ là một cái thất phẩm tông môn, tại thất phẩm trong tông môn thực lực cao nhất cũng chỉ có thần niệm cảnh, có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tiểu bạch tại. Diệp thần phong có đầy đủ sức lực cùng Bạch Tuyết Sơn Trang đối kháng, thậm chí là trực tiếp đem Bạch Tuyết Sơn Trang tiêu diệt. Hà Bình, các người đứng ở đằng sau ta đến. Diệp thần phong đối với Hà Bình các loại ba người nói, mà cửu U băng sư tiểu bạch cũng lại độ nhảy vào diệp thần phong trong ngực rồi. Bạch, 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 bạch tuyết sơn trang tông chủ liễu giang thiên, đại trưởng lão thu vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai, thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt. Liễu giang thiên nhìn xem bị đinh ở trên cửa thành nhi tử liễu vô nguyên, đặc biệt là liễu vô nguyên trả thiếu một cánh tay, hắn biết con trai của mình đời này là xong phải biết liễu giang thiên thanh liễu vô nguyên xem là bạch tuyết sơn trang tương lai hy vọng, nhưng hắn cái này hy vọng nhưng là bị Diệp Thần Phong tự tay làm hỏng, bây giờ cho dù đem Diệp Thần Phong cho ngũ mã phân thây, này cũng không cách nào mở ra trong lòng hắn mối hận rồi. Liễu Giang Thiên là thần niệm cảnh cao thủ, mà Thu Vân Núi cùng toàn bộ Mộc Nhai là hợp biển cảnh cao thủ, ba người này bên trong thân thể linh khí mãnh liệt để được đưa lên, từng luồng từng luồng đè nén khí thế, để Diệp Thần Phong cùng Hoàng Sung Nghĩa đám người có cảm giác thở không thông. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống cho ta, lựa chọn một loại chết phương thức. Liễu Giang Thiên trong cổ họng lớn tiếng gầm hét lên. Diệp Thần Phong tuy rằng ngực có phần khó chịu, nhưng là sắc mặt của hắn lại không thay đổi chút nào. Hí hành hạ nói, hiện tại quỳ xuống hẳn là các ngươi. Ta lần này đến Thanh Nguyên Thành chính là chuẩn bị đem bọn ngươi bạch tuyết sơn trang cho tận diệt đâu. Ha ha ha. Đại trưởng lão Thu Vân Núi phảng phất là nghe được cực kỳ buồn cười chuyện cười, cổ họng của hắn bên trong tứ bắt đầu cười lớn, nói ra tiểu tử, chẳng lẽ đầu ngươi có vấn đề sao? Ngươi chỉ là chỉ có vẻn vẹn thông linh cảnh mà thôi, phía sau ngươi ba tiểu tử so với ngươi càng thêm không thể tả, chỉ các ngươi những người này cũng dám nói ẩu nói tả, xem ra trước phải đem tay chân của các ngươi đánh gãy rồi lại nói. Tiểu tử, ta biết ngươi lĩnh mộ thập phần hiếm thấy kiêm ý, Lẽ nào đây chính là của ngươi tự tin khởi nguồn sao? Nếu như tương lai chờ ngươi trưởng thành, ngươi hay là thật sự có năng lực diệt chúng ta bạch tuyết sơn trang, nhưng là bây giờ ngươi ngay cả cho ta liếm đầu ngón chân cũng không đủ tư cách. Liễu Giang Thiên uốn éo nhúc nhích một chút cánh tay. Ngược lại, hắn rồi hướng bên cạnh thu vân núi, nói ra, Đại trưởng Lão, ngươi có thể động thủ, ngoại trừ tiểu tử kia trước tiên phế bỏ tay chân ở ngoài, những người khác trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương ra hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thu vân núi, hắn nhăn nheo trên mặt phóng ra một nụ cười gần, trong gân mạch linh khí dòng sông cấp tốc vận chuyển, bóng người trong nháy mắt tới gần Diệp Thần Phong, hai con bàn tay gầy guộc hướng về Diệp Thần Phong vai chộp tới rồi, nỗ lực muốn trước đem Diệp Thần Phong hai cánh tay phế ngay lập tức. Đứng ở thu vân núi sau lưng liễu giang thiên cùng toàn bộ mộc nhai, bọn hắn cho rằng lúc này hẳn là sẽ không ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất rồi, dù sao thu vân núi là thứ thiệt hợp biển cảnh tứ trọng thiên cao thủ, mà diệp thần phong thực lực chỉ nằm ở thông linh cảnh tứ trọng thiên mà thôi, bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy diệp thần phong như con chó chết nằm trên mặt đất cảnh tượng rồi. Tiểu tử, được sợ tráng váng sao, thu vân núi nhìn xem cúi đầu diệp thần phong, hai bàn tay sắp tiếp xúc được diệp thần phong vai rồi, trong miệng tiếp tục uống nói xương của ngươi cho ta nát tan. Cho ta nát tan. Nhưng mà, cúi đầu Diệp Thần Phong, trên mặt hắn nhưng vẫn là phong đạm vân khinh biểu lộ tay phải nhẹ nhàng vuốt tiểu bạch đầu làm diệp thần phong nhắc lên đầu thời điểm thu vân núi nhìn thấy diệp thần phong trấn định tự nhiên biểu lộ hắn có loại dự cảm cực kỳ bất hảo nhưng bây giờ không cho phép hắn muốn cái kia hơn nhiều bàn tay của hắn đã chạm vào diệp thần phong trên bả vai y phục hắn suy đoán có thể là chính mình quá lo lắng nhưng là tại thu vân núi thủ trưởng chạm vào diệp thần phong trên bả vai quần áo đồng thời nằm nhoài tại diệp thần phong trong lồng ngực tiểu bạch chuyển động nó một cái móng vuốt đột nhiên đánh về thu vân núi đầu hắn tốc độ nhanh như chớp giật cho tới thu vân núi thủ trưởng còn chưa kịp phế bỏ diệp thần phong hai cánh tay tiểu bạch móng vuốt cũng đã vỗ vào đầu của hắn bên trên rồi một con mèo nhỏ meo cũng dám động thủ tiểu tử người chẳng lẽ phải dựa vào con mèo nhỏ này meo giết ta sao ngươi ít si nhân nằm mơ ngươi thu vân núi trong cổ họng thanh âm trong chớp mắt im bặt đi trên mặt hắn nụ cười khinh thường nhất thời động lại, hắn chỉ cảm giác đầu của mình thượng truyền đến nhất cổ trọng lực, tiếp lấy âm. Một tiếng, Thu Vân núi chỉnh cái đầu ở trong không khí hóa thành một vũng máu sương mù, đầu của hắn được Tiểu Bạch trực tiếp một móng vuốt đập nát rồi. Đứng ở Thu Vân núi sau lưng Liễu Giang Thiên cùng toàn bộ mộc nhai, bọn hắn kinh ngạc nhìn Thu Vân núi thi thể không đầu, bọn họ là một lần nữa sững sờ rồi, trong con ngươi vẻ hoảng sợ đại thịnh, bọn hắn không cách nào nghĩ rõ ràng, làm sao đường đường hợp biển cảnh cao thủ Thu Vân núi, lại bị một con mèo nhỏ meo cho một móng vuốt đập nát đầu. Này để cho bọn họ trong đầu là suy nghĩ trong lúc nhất thời đường ngắn. Diệp Thần Phong đem trước mặt Thu Vân núi thi thể cho một cước đạp ra, đem trong ngực tiểu Bạch đặt ở trên mặt đất, tiểu Bạch trước khi đi năm sáu bước sau đó thân thể của nó lập tức khôi phục được nguyên bản cái kia to lớn dáng dấp, trên người tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ lạnh lẽo đồng tử là ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm liễu giang thiên cùng toàn bộ mộc nhai. Liễu giang thiên cùng toàn bộ mộc nhai đang nhìn đến tiểu bạch chân chính hình thái sau đó hai người bọn họ suýt chút nữa trực tiếp sợ đến tè ra quần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thần niệm cảnh liễu giang thiên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ấp a ấp úng nói ra chín, cửu u băng sư. Đáng chết, toàn bộ mộc nhai, các người thật xác định tiểu tử này là cổ võ rơi tới mà không phải cái nào đỉnh cấp tông môn lão quái con cháu đang nhìn đến cửu u băng sư tiểu bạch sau đó liễu giang thiên đem phẫn nộ các loại toàn bộ ném ra sau đầu rồi hiện tại hắn cuối cùng là biết diệp thần phong câu kia đem bạch tuyết sơn trang cho tận diệt đâu lời nói trong đó cũng không tồn tại bất kỳ giọt xương có cửu u băng sư tiểu bạch diệp thần phong hắn muốn tiêu diệt bạch tuyết sơn trang cái này thất phẩm tông môn này không phải là cùng ăn bữa cơm như thế đơn giản ma mà nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai, hắn sợ đến thân thể run lẩy bẩy, căn bản không có thanh liễu giang thiên lời nói thu nhập trong tai, chỉ là sững sờ nhìn xem phía trước mặt khí thế sung thiên tiểu bạch, trong cổ họng biên cuồng nuốt nước miếng. Về phần được trường kiếm màu xám đinh ở trên cửa thành liễu vô nguyên, cổ họng của hắn bên trong còn có một hơi tại, hắn nguyên bản chờ nhìn thấy diệp thần phong bị phế sạch tay chân chàng diện, nhưng ai biết hợp biển cảnh đại trưởng lão lại trực tiếp được Diệp Thần Phong trong lồng ngực một con con mèo nhỏ cho đập chết. Hơn nữa con này con mèo nhỏ dĩ nhiên là cao đẳng yêu thú cửu u băng sư. Thực lực trọn vẹn đã tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Này làm cho Liễu Vô Nguyên là càng ngày càng cảm giác uất ức và tức giận rồi, bên trong thân thể là huyết khí dâng lên, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Liễu Vô Nguyên miệng bên trong phun ra tung tóe. Liễu vô nguyên vẻ mặt trở nên càng thêm uể oải. Diệp thần phong tâm ma này trong nháy mắt ở trong lòng hắn vô hạn mở rộng, khiến hắn bản năng đối diệp thần phong sinh ra một loại cực hạn sợ hãi. chương 1271, tung tích, đề nghị, hiểu lầm, tiểu huynh đệ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm a hát. Bạch Tuyết Sơn trang tông chủ liễu giang thiên, hắn trước kia khí thế ác liệt biến mất không còn chút nào, nhìn xem phía trước mặt cái kia nhìn chằm chằm tiểu bạch, Hắn biết mình tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tiểu bạch trước mặt, hắn quả thực có thể nói là liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Kết quả là, Liễu Giang Thiên lập tức lựa chọn cúi đầu trước Diệp Thần Phong, hắn cũng không muốn cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Tuy rằng Liễu Vô Nguyên là hắn vô cùng thương nhi tử, thế nhưng thân là thần niệm cảnh Liễu Giang Thiên, tuổi thọ của hắn thật to kéo dài, nhi tử chết rồi vẫn có thể tái sinh, nếu như hắn đã chết liền hết thảy đều xong. Thử hỏi trên đời này có ai là không sợ chết? Làm sao? Hiện tại biết là đã hiểu lầm, nhưng con trai của ngươi được ta đánh cho chỉ còn dư lại một hơi. Lẽ nào ngươi liền không có ý định truy cứu nữa? Đứng sau lưng Tiểu Bạch Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh hỏi. Liễu Giang Thiên trên gương mặt cơ bắp không kiềm hãm được giật giật hai lần, trong lòng của hắn tuyệt đối là muốn đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, nhưng hắn hiện tại có năng lực này sao? Chống trơn là cửu u băng sư tiểu bạch một móng vuốt, liền có thể đưa hắn trực tiếp đập thành thịt nát rồi, trên mặt của hắn lộ ra thập phần cứng ngắc nụ cười, nói ra tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là thích nói giỡn, ta đây bất thành khí nhi tử, hắn đã chết cũng xứng đáng, huống chi là chết ở tiểu huynh đệ trong tay ngươi, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh nhún nhún vai, hỏi, những bằng hữu kia của ta có ở hay không các người bạch tuyết trong sơn trang? Liễu Giang Thiên lần trước không có bồi tiếp Liễu Vô Nguyên đi hướng cổ võ giới, cho nên hắn cũng không biết cả sự tình tỉ mỉ quá trình. Ngược lại là một bên nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai, hắn âm thanh run rẩy nói, những bằng hữu kia của ngươi cũng không tại bạch tuyết trong sơn trang. Lúc trước chúng ta tại trở về địa huyền giới sau, nguyên bản ý định lợi dụng bằng hữu của ngươi đem ngươi dẫn ra. Nhưng là tại về bạch tuyết sơn trang trên đường đi, chúng ta gặp xích viêm tông người, xích phiêm tông một tên trưởng lão nhìn chúng một cái tên là tôn hiểu lệ nữ nhân tư chất sau đó tên kia xích phiêm tông trưởng lão có ý định muốn thu tôn hiểu lệ làm đồ đệ mà tôn hiểu lệ cũng đáp ứng rồi đồng thời mấy cái khác người cũng cùng theo một lúc đi rồi xích phiêm tông xích phiêm tông diệp thần phong trong miệng không tự chủ lầm bầm một câu đứng ở hắn bên cạnh hà bình lập tức hướng về hắn giải thích lên này xích viêm tông chính là địa huyền giới một cái tứ phẩm tông môn, hơn nữa còn là một cái lánh đời tông môn. Xích viêm tông bình thường một loại không cùng bất luận tông môn gì liên hệ, thậm chí không quan tâm bất kỳ phát sinh ở địa huyền giới sự tình. Xích viêm tông tông môn vị trí cũng cực kỳ bí ẩn. Nếu như không có xích viêm tông đệ tử dẫn đường, như vậy muốn tìm được xích viêm tông hầu như là chuyện không thể nào. Tại đại khái hiểu được một phen xích viêm tông sau đó Diệp Thần Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, nếu tôn hiểu lệ được xích viêm tông trưởng lão thu làm đồ đệ, như vậy tôn hiểu lệ đám người chắc chắn sẽ không có nguy hiểm rồi, chờ sau này Diệp Thần Phong có thời gian rồi. Hắn lại đi một chuyến xích viêm tông cùng tôn hiểu lệ đám người thấy một mặt là được rồi. Tiểu huynh đệ, người xem, bằng hữu của ngươi cũng không ở chúng ta bạch tuyết trong sân trang, chúng ta hiện tại có thể rời đi hay không? Liễu Giang Thiên thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lên trước mặt cửu U băng Sư Tiểu Bạch, hắn trên lưng quần áo đã sớm là bị mồ hôi cho thấm ướt, tiểu bạch mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Chính là cỏ dại đốt bất tận, qua gió xuân lại mọc. Diệp thần phong cũng không có thả hổ về rừng ý tứ, tiết kiệm đem đến còn muốn lo lắng liễu giang thiên đám người trả thù, trong miệng nói ra, được rồi, tiểu bạch, người có thể đưa bọn hắn ra đi rồi. Tiểu Bạch cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó tâm linh tương thông, nó đương nhiên là rõ ràng Diệp Thần Phong theo như lời nói được rồi, trên người linh khí lần thứ hai tăng vọt lên, mà Liễu Giang Thiên cùng toàn bộ Mộc Nhai thấy thế, hai người bọn họ biết Diệp Thần Phong là chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn rồi, Liễu Giang Thiên tức giận chừng mắt liếc Diệp Thần Phong. Bóng người nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy rồi, mà toàn bộ Mộc Nhai là theo sát ở Liễu Giang Thiên phía sau. Tiểu Bạch chân sau vi vi uốn lượn, mạnh nữa hướng về trên mặt đất dẫm một cái, thân thể của nó nhất thời hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt đuổi kịp Liễu Giang Thiên cùng toàn bộ mộc nhai. Liễu Giang Thiên cùng toàn bộ mộc nhai cảm giác chu vi đột nhiên trở nên âm tối lại. Làm hai người bọn họ ngẩng đầu thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến hình thể khổng lồ cửu U băng sư xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn họ bên trên, nhìn xem cửu U băng sư cấp tốc hạ xuống thân thể, hai người bọn họ biết căn bản tránh không thoát, lập tức đem trong cơ thể linh khí bên ngoài phóng ra, nỗ lực muốn ngăn trở cửu u băng sư công kích. ầm um, ầm um, hai tiếng cửu u băng sư tiểu bạch hai cái chân trước trực tiếp đem liễu giang thiên cùng toàn bộ mộc nhai linh khí lá chắn cho đập nát rồi. sau đó tiểu bạch hai cái chân trước không có chút hồi hộp nào đem hai người này cho dẫm thành thịt nát. diệp thần phong đang nhìn đến tiểu bạch giải quyết xong liễu giang thiên cùng toàn bộ mộc nhai sau, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bị đinh ở trên cửa thành liễu vô nguyên hắn từng bước từng bước đi tới trước cửa thành, đem xuyên thấu liễu vô nguyên cái bụng thanh này trường kiếm màu xám nhổ ra trong nháy mắt. Diệp thần phong lần thứ hai vung vẩy một cái trường kiếm màu xám, tại liễu vô nguyên trên cổ nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, tiếp lấy, đạo này vết máu không ngừng mở rộng, từ liễu vô nguyên trên cổ phun ra mãnh liệt tiên huyết. Tiên huyết đưa hắn hiểu rõ chỉnh cái đầu đều sông hướng giữa không chung. Một bên nguyên bản rơi vào trong tuyệt vọng tam hoàng tử triệu khải, cùng với chờ xem kịch vui hoàng đế triệu tiềm long cùng thái tử triệu hoa, còn có ở đây hết thảy binh sĩ cùng cao thủ, bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là kết cục này. Phải biết bạch tuyết sơn trang ở trong mắt bọn họ nhưng là cực kỳ tôn cao tồn tại, đặc biệt là thân là thần niệm cảnh tông chủ liễu giang thiên, nhưng nguyên bản ở trong mắt bọn họ dường như như thần tồn tại liễu giang thiên, dĩ nhiên trực tiếp được dẫm thành một bãi thịt nát. Này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần phong ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Đứng ở thái tử triệu hoa cùng hoàng đế triệu tiềm long trước mặt triệu khải, hắn tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn vẫn là không cách nào kềm chế trong lòng kích động, hắn căn bản không nghĩ tới tình thế rõ ràng sẽ đến một cái 180 độ đại xoay ngược lại. Hắn lập tức một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta làm một lần chủ. Ta chết đi không sao, nhưng ta không thể để muội muội ta chịu đến nhục nhã. Nếu chuyện này Diệp Thần Phong đã nhúng tay vào rồi, như vậy Diệp Thần Phong cũng không ngại quản được một ống rồi, đối với bên cạnh Hà Bình đám người, nói ra, Hà Bình, các ngươi ra tay giúp hắn giải quyết một cái nơi này phiền phức. Tốt, lão đại, Hà Bình đám người lập tức hồi đáp. Mà Diệp Thần Phong lại không mặn không nhạt đối với Triệu Khải, nói ra, người muốn giết ai liền trực tiếp chỉ ra, về sau này tề nguyên nước người chính là hoàng đế rồi. Nghe vậy, Triệu Khải thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy, hắn nguyên lai căn bản không có nghĩ yếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, dù sao hắn chỉ là một cái con thứ mà thôi, nhưng hôm nay như thế một cái cơ hội trời cho bày tại trước mặt hắn, này làm cho Triệu Khải trong lúc nhất thời là kích động vạn phần, dù sao có người nam nhân nào là không thích quyền lợi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Triệu Khải đối Diệp Thần phong hung hăng cảm tạ một phen sau đó hắn từng bước từng bước đi tới ngồi ở trên lưng ngựa Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long trước mặt, vừa vặn cái kia hai tên phản bội Triệu Khải thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hai người bọn họ thân thể đã sớm là sợ đến run lẩy bẩy rồi. Triệu Khải ngón tay chỉ hướng cái này hai tên kẻ phản bội, đối với Hà Bình đám người nói, ba vị tiền bối, có thể hay không trước tiên giúp ta giải quyết xong hai người kia. Triệu Khải vừa dứt lời, Hà Bình đám người cũng đã động thủ, chỉ là trong chớp mắt công phu, cái kia hai tên thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, ngực của bọn họ liền bị xuyên thủng rồi, thi thể chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Phù phù, phù phù, hai tiếng, ngồi ở trên lưng ngựa triệu hoa cùng triệu tiềm long đặt mông té lăn quay trên mặt đất, triệu hoa tại đã được kiến thức diệp thần phong đám người thực lực sau, hắn đã sớm là bị sợ ngây người, mà hoàng đế triệu tiềm long, trên mặt hắn cũng là hiện lên cực kỳ vẻ hối hận, nói ra, Khải Nhi, vừa vặn là vì cha không đúng, vi phụ ở nơi này xin lỗi ngươi rồi, tể nguyên nước ngôi vị hoàng đế là thuộc về ngươi, ta ngày mai là có thể thoái vị. Triệu Khải khóe miệng xẹt qua một nụ cười gần, hai bàn tay nhanh chóng hướng về triệu hoa cùng triệu tiềm long cái chán vỗ tới rồi, âm, âm, hai tiếng, triệu hoa cùng triệu tiềm long nhãn con ngươi trợn lên lớn vô cùng, trên chán tràn ra tiên huyết trong con người sinh cơ từ từ tiêu tán, ở đây tất cả binh sĩ liền một cái dám cũng không dám thả, bọn hắn biết hôm nay qua đi, này tề nguyên nước hoàng đế chính là Triệu Khải rồi. Triệu Khải tại đem Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long giết sau khi chết, hắn lại vẻ mặt cung kính đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, trong miệng đề nghị tiền bối, ta xem suốt ngày hẳn là chả không thuộc về địa huyền giới bất kỳ môn phái nào đây này chứ. Bây giờ Bạch Tuyết Sơn Trang Tông Chủ đều đã bị chết, tiền bối ngài vì sao không đem bạch tuyết sơn trang biến thành thế lực của mình đâu này. Như vậy về sau ta tề nguyên nước nhưng vẫn là tiền bối ngài nước phụ thuộc. Lão đại, hắn đề nghị này ngược lại không tệ, chúng ta tổng yêu cầu một cái đặt chân mà. Hà Bình gật đầu đồng ý nói. Diệp thần phong ở trong lòng suy tư một lát sau, hắn ngược lại cũng đồng ý đề nghị của Triệu Khải, hắn bây giờ trước tiên có thể từ từ trên đất huyền giới bồi dưỡng nhất cổ thế lực của mình nói không chắc về sau sẽ hữu dụng nơi, lần sau Hà Bình đám người không thể một mực đi theo Diệp Thần Phong, này Bạch Tuyết Sơn trang lấy tư cách Hà Bình đám người một cái đặt chân mà cũng không tệ. Chương 1272, thế lực sơ thành. Điên cuồng. Một vệt màu trắng bóng người to lớn nhanh như chớp giật, trên mặt đất không ngừng lao nhanh, phàm là nó chỗ kinh chi địa, bùn đất là từng tấc từng tấc nứt toác, dưới đất là không ngừng rung động này bôi thân ảnh màu trắng chính là cửu u băng sư tiểu bạch rồi. mà diệp thần phong cùng hoàng Sung nghĩa bọn bốn người, bọn họ là ngồi ở tiểu bạch sau lưng thượng đang chạy về bạch tuyết sơn trang. bọn hắn đã giúp tam hoàng tử giết thái tử cùng hoàng đế rồi. lấy tam hoàng tử năng lực cùng với bọn hắn lực uy hiếp, tam hoàng tử yếu leo lên ngôi vị hoàng đế hẳn là phi thường nhẹ nhõm rồi. bởi tiểu bạch chạy nhanh tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Diệp thần phong đám người lỗ tai chung quanh là trói tai vù vù tiếng gió, trên mặt cũng bị gió này cạo từng đợt đau đớn, bởi vậy có thể thấy được tiểu bạch tốc độ có cỡ nào sắp rồi. Một chỗ tuyết trắng vật kiến trúc xuất hiện tại diệp thần phong các loại tầm mắt của người trong, nơi đó chính là bạch tuyết sơn trang vị trí rồi, tiểu bạch giống như một trận như gió lốc, vững vàng đứng tại bạch tuyết sơn trang trên quảng trường. Nguyên bản tại trên quảng trường có tụm năm tụm ba bạch tuyết sơn trang đệ tử đang tu luyện, Diệp thần phong đám người đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là tiểu bạch cái kia tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế. Nhất thời đem ở đây những đệ tử này toàn bộ sợ tráng váng, phải biết tông chủ của bọn họ liễu giang thiên cũng mới thần niệm cảnh thực lực. Ngồi ở tiểu bạch trên lưng diệp thần phong, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, trực tiếp đem liễu giang thiên cùng liễu vô nguyên các loại đầu của người ta ném vào trên quảng trường. Âm thanh vang dội quát lên, tông chủ của các ngươi, thiếu chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn đã toàn bộ chết trên tay ta rồi, tiếp đó ta sẽ tiếp nhận này bạch tuyết sơn trang, làm cho tất cả mọi người đều đến trên quảng trường đến tập trung. Trên quảng trường hết thảy bạch tuyết sơn trang đệ tử, bọn hắn đang nhìn đến liễu giang thiên đám người đầu lâu sau. Bằng không ta huyết tẩy rồi các người bạch tuyết sơn trang. Diệp thần phong trong cổ họng lần nữa gầm hét lên. Lúc này, quảng trường các đệ tử rốt cục hành động lên, rời đi Bạch Tuyết Sơn Trang đường đã bị Diệp Thần Phong đám người chặn lại rồi, những này Bạch Tuyết Sơn Trang đệ tử, bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn mau sớm đem tất cả mọi người tập trung đến trên quảng trường đến. Ước chừng một phút thời gian, Bạch Tuyết Sơn Trang tất cả mọi người liền toàn bộ xuất hiện tại trên quảng trường rồi, này Bạch Tuyết Sơn Trang trừ đi trưởng lão cùng tông chủ đám người bên ngoài, tổng cộng có 300 tên đệ tử lại tăng thêm liễu giang thiên đám người đã chết rồi. Bây giờ tại bạch tuyết trong sơn trang thực lực cao nhất cũng chỉ là tam trưởng lão lập đông bụi, tứ trưởng lão tiền có vì cùng ngũ trưởng lão lâm bác tây rồi. Thực lực của ba người này chia ra làm hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cùng hợp biển cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Giờ khắc này, này ba cái lão đầu thay đổi sắc mặt nhìn trên mặt đất liễu giang thiên đám người đầu lâu, lại nhìn xem phía trước mặt hình thể to lớn cửu u băng sư tiểu bạch bọn hắn có thể cảm giác được cửu u băng sư trên lưng mấy tên tiểu tử không đáng sợ chủ yếu là này cửu u băng sư thực lực thật là đáng sợ về phần cái kia 300 tên bạch tuyết sơn trang đệ tử bọn hắn sớm đã là từng cái từng cái lục thần vô chủ được rồi hiện tại người đều đến đông đủ chứ ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi diệp thần phong đến từ chính cổ võ giới tông chủ của các ngươi đã bị ta cho giết chết. Hiện tại ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn, một là tiếp tục lưu lại nơi này đi theo ta, hai là ta đưa các ngươi đi Diêm Vương ra. Diệp thần phong ngữ khí bình thản nói ra. Nhưng chính là này bình thản ngữ khí làm cho ở đây đệ tử là không rét mà run. Lần sau nghe được Diệp Thần Phong là từ hạ đẳng vị diện cổ võ giới tới, đây cũng để phần lớn đệ tử không tự chủ ở trong lòng khinh thị Diệp Thần Phong mấy phần. Bất quá, Lập Đông Bụi, tiền có vì cùng Lâm Bác Tây này ba cái lão đầu, ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn đồng dạng biết trước đây không lâu thuộc về Liễu Vô Nguyên cơ duyên được một cái cổ võ giới tiểu tử đã đoạt đi, hiện tại bọn hắn thập phần khẳng định tiểu tử kia chính là trước mặt Diệp Thần Phong rồi. Này Bạch Tuyết Sơn trang còn sót lại ba tên trưởng lão, bọn hắn tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, thực lực cao nhất tam trưởng lão Lập Đông Bụi, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, "Được chúng ta nguyện ý đi theo ngươi về sau ngươi chính là của chúng ta tông chủ rồi kỳ thực thân là hợp biển cảnh lập đông bụi ba người bọn hắn cam nguyện đối diệp thần phong cái này thông linh cảnh tiểu tử chịu phục bọn hắn chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi chờ đến buổi tối lại len lén rời đi bạch tuyết sơn trang diệp thần phong khi nghe đến lập đông bụi lời nói sau đó hắn trực tiếp từ nhỏ trắng sau lưng thượng nhảy xuống mà hà bình ba người là đi theo diệp thần phong phía sau Diệp Thần Phong đi tới lập đông bụi trước mặt, nói ra, rất tốt, hiện tại ta muốn đem tay phải ấn tại ngươi trên chán, ngươi tốt nhất không muốn làm bất kỳ không sáng suốt sự tình, bằng không hôm nay ở đây bất luận người nào đều mơ tưởng muốn sống rời đi bạch tuyết sơn trang. Nghe vậy, tam trưởng lão lập đông bụi sắc mặt khẽ thay đổi, có thể có cửu u băng sư tiểu bạch cái này uy hiếp tại, hắn không dám chút nào biểu hiện ra tâm tình bất mãn, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong bàn tay phải đặt tại hắn trên chán. Sau đó, Diệp Thần Phong trong cơ thể Ma Thiên Quyết lập tức vận chuyển, này lập đông bụi chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch xuống, đại khái 20 giây sau, Diệp Thần Phong bàn tay phải rời đi lập đông bụi cái chán, thế nhưng tại Diệp Thần Phong trong bàn tay nhiều hơn một giọt nhấp nhô tiên huyết, này chính là lập đông bụi bản mệnh tinh huyết. Chỉ cần Diệp Thần Phong đem này bản mệnh tinh huyết hòa vào trong thân thể của hắn, hắn liền nắm giữ lập đông bụi sống chết rồi, hắn một ý nghĩ là có thể để lập đông bụi đầu vỡ ra được, một chiêu này lấy ra bản mệnh tinh huyết phương pháp xử lý, xuất thân từ ma thiên quyết bên trong, là ở đến bạch tuyết sơn trang trên đường, bóng đen người giang vận thiên truyền thụ cho hắn. Bởi, này lấy ra tinh huyết phương pháp xử lý, chỉ cần tu luyện ma thiên quyết người đều có thể làm được, cho nên đây đối với Diệp Thần Phong tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Tại Diệp Thần Phong tương lập đông bụi bản mệnh tinh huyết dung vào trong người sau đó lập đông bụi sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống, hắn cảm giác được suốt từ giờ khắc này, tính mạng của hắn liền hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, cho nên hắn căn bản đừng nghĩ muốn chạy ra bạch tuyết sơn trang rồi. Mà tứ trưởng lão tiền có vì cùng ngũ trưởng lão lâm bắc tây, bọn hắn đang nhìn đến lập đông bụi kết cục sau. Trong lòng bọn họ muốn phản kháng Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ biết một khi phản kháng, Bọn hắn hội lập tức chết ở tiểu bạch móng vuốt bên dưới. Cho nên tại sống và chết trong lúc đó, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn, lòng không cam tình không nguyện bị Diệp Thần Phong rút lấy bản mệnh tinh huyết. Tại đem bạch tuyết sơn trang còn sót lại ba cái trưởng lão giải quyết sau đó Diệp Thần Phong lại lần lượt đem 300 tên đệ tử bản mệnh tinh huyết cũng giật toàn bộ. Bây giờ này bạch tuyết sơn trang tính mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở trong tay của hắn rồi. hô này lấy ra bản mệnh tinh huyết cũng là một kiện hao tâm tốn sức sự tình, tại rút ra một tên sau cùng đệ tử bản mệnh tinh huyết sau, Diệp Thần Phong trong cổ họng là thở ra một hơi đến. Mỉm cười nhìn hướng ở đây Bạch Tuyết Sơn trang tất cả mọi người, hắn biết những người này cũng không phục hắn, nếu Diệp Thần Phong đã quyết định yếu bồi nuôi thế lực của mình. Như vậy nếu như những người này vẫn là trạng thái như thế này, nguồn thế lực này căn bản bồi không nuôi nổi đến. Diệp Thần Phong trước đó luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật, bây giờ hắn còn sót lại 50 chiếc nhẫn chữ vật đây. Hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, ba cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn đem này ba cái nhẫn chữ vật ném cho lập đông bụi các loại ba vị trưởng lão. Nói ra, này ba viên là chữ vật giới chỉ, các ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lập đông bụi các loại ba tên trưởng lão, bọn hắn đang đứng ở đối diệp thần phong phẫn nộ, cùng với nội tâm xoắn suýt bên trong, trong chớp mắt nhận được một viên diệp thần phong ném cho bọn họ chữ vật giới chỉ, bọn hắn lập tức tra xét bên trong chiếc nhẫn bộ không gian, tại phát hiện đây thật là chữ vật giới chỉ sau. Ba người bọn hắn nội tâm xoắn suýt lập tức biến mất rồi, mang trên mặt vẻ vui mừng. Phải biết Bạch Tuyết Sơn Trang chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, căn bản không có nắm giữ chữ vật giới chỉ tư cách. Tại tương lập đông bụi ba người biểu lộ thu vào đáy mắt sau đó Diệp Thần Phong lại nói, tất cả mọi người tại chỗ nghe cho ta, các ngươi chỉ cần có thể bước vào hợp biển cảnh, các ngươi là có thể từ ta nơi này lĩnh đến một chiếc nhẫn chữ Phật. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hoàng Sung Nghĩa cũng nói, lão đại của chúng ta nói không sai, các ngươi biết lão đại của chúng ta là thân phận gì sao? Hắn là một gã luyện khí sư, bất quá, hắn cũng không thuộc về luyện khí tông bên trong những này chữ vật giới chỉ đều là hắn luyện chế, tương lai lão đại của chúng ta vẫn có thể cho các người luyện chế các loại pháp khí cùng linh khí, các người có thể đi theo lão đại của chúng ta, đây là các người đời trước đã tu luyện phúc khí. Khi nghe đến Diệp Thần Phong là một gã luyện khí sư sau, không khí bây giờ đột nhiên sôi trào lên, luyện khí sư trên đất huyền giới nhưng là có thêm cực kỳ địa vị tôn quý, nếu để cho một tên luyện khí sư tới làm tông chủ của bọn họ, bọn hắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu, đặc biệt là vẫn có thể thu được thân phận tượng trưng chữ vật giới chỉ. Bất quá, yếu đến hợp biển cảnh nói nghe thì dễ a hát. Thất phẩm tông môn tài nguyên tu luyện hết sức có hạn, mỗi một gã đệ tử mỗi tháng chỉ có thể lĩnh đến 10 khối linh thạch trung phẩm cho rằng tu luyện, cho dù trưởng lão một tháng cũng chỉ có thể đủ lĩnh đến một khối linh thạch thượng phẩm. Diệp thần phong nhìn xem tam trưởng lão lập đông bụi, hỏi các người bạch tuyết sơn trang mỗi tháng cho đệ tử phát nhiều khối linh thạch thượng phẩm có thể là cầm diệp thần phong chữ vật giới chỉ, lập đông bụi bắt đầu từ từ tiếp thu diệp thần phong rồi, hắn hồi đáp mỗi một gã đệ tử mỗi tháng có thể lĩnh đến 10 khối linh thạch trung phẩm. Mới 10 khối linh thạch trung phẩm, diệp thần phong không khỏi hơi sướng sờ. Bây giờ hắn trong nhẫn chứa đồ nhưng là có hơn 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm, hắn đối với mình người từ trước đến giờ là sẽ không keo kiệt, đặc biệt là những người này mệnh đều nắm giữ ở trong tay hắn rồi, đem những người này bồi dưỡng thành cao thủ, cái này cũng là Diệp Thần Phong nhất định muốn làm. Dù sao bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói, linh thạch thượng phẩm là tối không bao nhiêu tiền, các tướng hết thảy linh thạch dùng sau khi xong, hắn chẳng qua lại bán đấu giá một ít chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 500.000 linh thạch thượng phẩm, này 500.000 linh thạch thượng phẩm đột nhiên xuất hiện tại Bạch Tuyết Sơn Trang trước mặt những người này, này hoàn toàn là đem bọn họ cho sợ tráng váng, bất quá, Diệp Thần Phong lời kế tiếp, là hoàn toàn khiến những người này điên cuồng. Nơi này có 500.000 linh thạch thượng phẩm, về sau mỗi một gã đệ tử mỗi ngày có thể lĩnh 4 khối linh thạch thượng phẩm, mà trưởng lão mỗi ngày có thể lĩnh 10 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong đã ở trong lòng bước đầu tính toán tính qua, cho dù mỗi một gã đệ tử mỗi ngày lĩnh 4 khối linh thạch thượng phẩm, 300 tên đệ tử một năm cũng mới chỉ cần tiêu hao 43 hơn vạn linh thạch thượng phẩm, lại tăng thêm trưởng lão lĩnh linh thạch, một năm tiêu hao 500 ngàn linh thạch thượng phẩm vậy là đủ rồi. Nguyên bản Bạch Tuyết Sơn Trang mỗi người đệ tử một tháng đều chỉ có thể đủ dẫn tới 10 khối linh thạch trung phẩm, mà một khối linh thạch thượng phẩm bằng với 100 khối linh thạch trung phẩm. Bây giờ mỗi người đệ tử mỗi ngày đều có thể lĩnh 4 khối linh thạch thượng phẩm, chẳng khác gì là 400 khối linh thạch trung phẩm rồi, Lúc này mới chỉ là một ngày số lượng, này làm cho hết thảy bạch tuyết sơn trang đệ tử điên cuồng lên. Mà đứng đông bụi các loại ba tên trưởng lão, bọn hắn cũng là lâm vào giải ra bên trong, đệ tử mỗi ngày bốn khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng lão mỗi ngày mười khối linh thạch thượng phẩm, coi như là đại tông môn bên trong cũng không chịu nổi tiêu hao như thế A-Hát. Đại tông môn bên trong thông thường phần lớn tài nguyên tập trung ở mấy một thiên tài trên người những đệ tử khác mỗi tháng dẫn tới linh thạch cũng là hết sức có hạn. Diệp tông chủ vạn tuế, diệp tông chủ vạn tuế. Cũng không biết là ai đi đầu hô một câu như vậy, toàn bộ trên quảng trường liền trong nháy mắt được âm thanh này cho bao phủ lại rồi. Về phần lập đông bụi các loại ba tên trưởng lão, bọn hắn cũng là triệt để tiếp nhận rồi diệp thần phong rồi. E là cho dù hiện tại diệp thần phong đá bọn hắn đi, bọn hắn cũng phải mặt dày mày dạn ở lại chỗ này rồi. Chữ Phật giới chỉ 500 000 linh thạch thượng phẩm. Những thứ đồ này đều có thể để Bạch Viết Sơn trang trưởng lão cùng đệ tử rơi vào điên cuồng, mà Hoàng Sung nghĩa các loại trong lòng người hung hăng lắc đầu, cười mắng những người này là nhà quê, nếu như khiến những người này biết lão đại của bọn hắn một ngày có thể luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ Phật, một ngày có thể kiếm lấy 2 triệu linh thạch thượng phẩm, bọn hắn chẳng phải là muốn trực tiếp được hù chết. Chương 1273, sửa chữa công pháp. Lại điên cuồng Do Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết giang ba người này, bọn hắn đến cho Bạch Tuyết Sơn Trang đệ tử cùng trưởng lão phân phát 500.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp thần phong nhưng là ôm thu nhỏ lại thân thể tiểu bạch đi tới liễu giang thiên căn phòng bên trong. Diệp thần phong tại liễu giang thiên trong phòng, tìm tới bạch tuyết sơn trang huyền cấp hạ phẩm công pháp huyền băng quyết, cùng với huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ băng tuyết kiếm quyết, một cửa này công pháp và chiến kỹ là bạch tuyết bên trong sơn trang cao đẳng nhất được rồi huyền băng quyết là bạch tuyết sơn trang tất cả mọi người có thể tu luyện, bất quá, chiến kỹ băng tuyết kiếm quyết chỉ có mỗi nhất nhâm trưởng môn có thể tu luyện. Diệp thần phong cũng không hề vội vã đi thăm dò xem, ghi chép huyền băng quyết cùng băng tuyết kiếm quyết thẻ ngọc, hắn nhưng đối với huyền cấp hạ phẩm huyền băng quyết một chút hứng thú cũng không có, phải biết hắn tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết đều là thần cấp thượng phẩm thứ bậc rồi. Diệp thần phong đem thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên cùng hoa chiếu chữ vật giới chỉ lấy ra, tối ngày hôm qua bởi vì tề nguyên nước tam hoàng tử triệu khải đột nhiên xuất hiện diệp thần phong cũng không có cẩn thận kiểm tra hai người kia chữ vật giới chỉ rồi chu minh thiên trong nhẫn chứa đồ ngoại trừ tối ngày hôm qua lấy ra ba thanh cấp bậc đạt đến thượng phẩm pháp khí trường kiếm bên ngoài còn có một chút linh thạch thượng phẩm một quyển huyền cấp trung phẩm công pháp hai bản hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ còn lại đều là một ít hỗn tạp vô dụng rồi mà hoa chiếu trong nhẫn chứa đồ rồi ngoại trừ có linh thạch thượng phẩm ở ngoài, còn có một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp, một quyền huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ cùng một bản địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, trong đó huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ cùng địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, rõ ràng là hoa chiếu trên trời rượu thành ngoài rừng cây, thi triển hàn băng long quyền cùng lưu quang một kiếm. Này lưu quang một kiếm chỉ là một bản không trọn vẹn công pháp, thế nhưng uy lực của nó đã đủ để so với địa cấp hạ phẩm chiến kỹ rồi, nếu như là hoàn chỉnh lưu quang một kiếm lời nói, nói không chắc cấp bậc yếu đến địa cấp thượng phẩm, hay hoặc giả là thiên cấp hạ phẩm rồi. Này lưu quang một kiếm cùng hàn băng long quyền, diệp thần phong đúng là có thể tu luyện một phen, về phần chu minh thiên trong nhẫn chứa đổ hai bản hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, cùng với bạch tuyết sơn trang huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ băng tuyết kiếm quyết, hắn là không có hứng thú tu luyện. Diệp thần phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng âm thầm nói ra, hai người các ngươi liền thần cấp thượng phẩm công pháp đều có khẳng định cũng có thần cấp thượng phẩm chiến kỹ a, như vậy ta liền không dùng tới tu luyện những này cấp bậc thấp chiến kỹ rồi. Tiểu gia hỏa, rất không xảo, chúng ta đã không biết chết rồi đã bao nhiêu năm. Lại mà năm đó khi còn sống, thực lực của chúng ta đã vô cùng cao, đối với chúng ta mà nói mỗi một chiêu đều là một môn chiến kỹ rồi, không dùng tới đi hết sức tu luyện chiến kỹ rồi. Cho nên, lâu dần, chúng ta từ từ cố ý đi đem trước đây học được chiến kỹ quên mất chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra tiểu tử người hiện tại vẫn là thành thành thật thật tu luyện những này cấp bậc thấp chiến kỹ đi các loại thực lực ngươi đến mẫu cấp độ sau người cũng có thể không cần tu luyện chiến kỹ rồi mà là sáng tạo chiến kỹ bóng đen người giang vận thiên cũng nói nghe được ngô phong dỗi rảnh cùng giang vận thiên lời nói sau diệp thần phong trong lòng không khỏi một trận thất vọng bất quá hắn lập tức thu hồi tâm tình đến, ánh mắt tập trung vào bạch tuyết sơn trang huyền băng quyết thượng, hắn lại nói các ngươi có hay không thiên cấp công pháp. Này huyền cấp hạ phẩm công pháp quá kém rồi, này bạch tuyết sơn trang về sau tốt xấu cũng là thế lực của ta rồi. Tu luyện một môn cấp bậc cao hơn một chút công pháp, bọn hắn tăng cao thực lực tốc độ cũng có thể nhanh hơn một ít. Bóng đen người Giang Vận Thiên không vui nói, chúng ta tu luyện đều là thần cấp thượng phẩm công pháp, nơi nào sẽ đi nhìn cái gì thiên cấp công pháp loại này đổ rác rưởi. Tiểu gia hỏa, tuy rằng chúng ta không có trời cấp công pháp, nhưng là chúng ta có thể giúp ngươi thay đổi một chút này huyền băng quyết, bảo đảm để huyền băng quyết đẳng cấp tăng lên một ít, cũng đầy đủ bạch tuyết sơn trang những người này tu luyện. bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cười nói. nghe được Ngô Phong dỗi rảnh nói phải sửa đổi công pháp, Diệp Thần Phong lập tức đem ghi chép huyền băng quyết thẻ ngọc nắm trong tay trong đầu thình lình xuất hiện huyền băng quyết khẩu quyết, đạo của đất trời, lấy ngũ hành thai ngén hàn băng lực lượng, vạn vật pháp tắc. Thuận thiên mà đi, rèn luyện phủ tạng. Chó má, quả thực là chó má. Đang nhìn đến hàn băng quyết khẩu quyết sau đó bóng đen người giang vận thiên là đại mắng lên, tiếp tục nói tu luyện đều là hành vi nghịch thiên. Cái gì gọi là thuận thiên mà đi, thuận thiên mà đi sẽ chỉ làm người trở nên bình thường, chẳng trách này huyền băng quyết chỉ có huyền cấp hạ phẩm thứ bậc rồi. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người bây giờ nghe cho kỹ, chúng ta bây giờ liền giúp ngươi sửa chữa huyền băng quyết, ngoại trừ câu thứ nhất khẩu quyết không có vấn đề ở ngoài, từ câu thứ hai bắt đầu đều phải sửa đổi, vạn vật pháp tắc, đi ngược lên trời, rèn luyện phủ tảng. Này bóng trắng nhân hòa bóng đen người đối với công pháp, bọn họ là hiểu rõ vô cùng thấu triệt, dễ như ăn cháo chỉ ra huyền băng quyết các loại thiếu hụt, đồng thời rất nhanh tu sửa lại ước chừng nửa giờ sau. Tại bạch bóng nhân hòa bóng đen người sửa chữa dưới, này huyền băng quyết là biến dạng, Diệp Thần Phong bước đầu nhìn một lần sửa chữa sau huyền băng quyết, này làm cho hắn cũng không khỏi sửng sốt mấy giây, này nguyên bản chỉ có huyền cấp hạ phẩm công pháp, tại bạch bóng nhân hòa bóng đen nhân tu đổi sau đó bây giờ đã tới thiên cấp hạ phẩm tầng thứ. Phải biết trên đất huyền giới coi như là những kia nhất lưu tông môn cùng đỉnh cấp tông môn, công pháp của bọn họ tu luyện cũng gần như chỉ có trên trời dưới bậc phẩm tầng thứ mà thôi, thiên cấp trung phẩm lấy trở lên công pháp đã mấy trăm năm không có tại địa huyền giới xuất hiện. Tại bạch bóng nhân hòa bóng đen nhân tu đổi xong huyền băng quyết sau đó diệp thần phong mặt khác đem lưu quang một kiếm cùng hàn băng long quyền pháp môn tu luyện lại khắc chế một phần, sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng, đi tới băng tuyết sơn trang trong đại điện. Rất nhanh, bao quát hà bình ba người, Bạch Tuyết Sơn Trang tất cả mọi người ở trong đại điện tập hợp, tam trưởng lão lập đông bụi, tứ trưởng lão tiền có vì cùng ngũ trưởng lão lâm bác Tây. Này ba cái lão đầu là cười ha hả nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn đã hoàn toàn tiếp thu Diệp Thần Phong người tông chủ này rồi, mà ở tràng 300 tên đệ tử, bọn hắn cũng là một mặt cung kính nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong rất hài lòng hiệu quả này. Hắn mở miệng nói ra, ta vừa vặn xem qua các người bạch tuyết sơn trang huyền cấp hạ phẩm công pháp huyền băng quyết rồi, ta từ đó nhìn ra rất nhiều chỗ thiếu sót, cho nên ta thuận tay giúp các ngươi sửa đổi một cái, về sau này sửa chữa về sau huyền băng quyết, chỉ có đến hợp biển cảnh đệ tử mới có thể tu luyện, chỗ dùng các ngươi muốn tu luyện này sửa chữa sau huyền băng quyết, các ngươi liền đều phải cố gắng rồi. Diệp thần phong lời này vừa nói ra, đầu tiên là lập đông bụi các loại ba tên trưởng lão, bọn họ là nghi hoặc nhìn Diệp thần phong, phía dưới 300 tên đệ tử là từng cái trên mặt mang vẻ cổ quái, liền ngay cả hà bình ba người bọn họ cũng tràn ngập nghi ngờ nhìn xem diệp thần phong sửa chữa công pháp liền ngay cả niết bàn cảnh cao thủ đều không thể sửa chữa công pháp bọn hắn cũng không cho là diệp thần phong cái này thông linh cảnh người có thể sửa chữa công pháp cho dù diệp thần phong thật sự sửa đổi dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ biết thanh công pháp sửa chữa bừa bộn diệp thần phong trực tiếp đem khắc lục hoàn toàn mới huyền băng quyết thẻ ngọc ném cho tam trưởng lão lập đông bụi nói ra tam trưởng lão đây là ta sửa chữa sau huyền băng quyết, người có thể nhìn xem. Tuy rằng lập đông bụi đã tiếp nhận Diệp Thần Phong người tông chủ này rồi, nhưng vẫn là cho rằng Diệp Thần Phong quá trò đùa, trong lòng hơi hơi lắc đầu, tính chất tượng trưng cha nhìn lên thẻ ngọc nội dung, mà khi hắn nhìn thấy trong thẻ ngọc nội dung bên trong, thần sắc của hắn từ từ do ngạc nhiên chuyển hóa thành khiếp sợ, cuối cùng như ngừng lại đờ đẫn biểu lộ bên trên. Bên cạnh tứ trưởng lão tiền có vì cùng ngũ trưởng lão lâm Bắc Tây, bọn hắn đang nhìn đến lập đông bụi biểu tình biến hóa sau, bọn hắn cho rằng là không phải Diệp Thần Phong sửa chữa công pháp thật sự là dám chó không kêu. Đợi được hai người bọn họ kiểm tra thẻ ngọc nội dung sau, hai người bọn họ biểu lộ cùng lập đông bụi giống nhau như đúc. Làm sao, ba vị trưởng lão, đối với ta sửa chữa công pháp, các người trả hài lòng không? Diệp Thần Phong cười hỏi. Này làm cho rơi vào đờ đẫn lập đông bụi ba người tỉnh táo lại, trên mặt bọn họ trong nháy mắt phóng ra cực hạn hưng phấn, trong con ngươi là trói lọi, thân thể kích động khẽ run, ba người bọn họ thật giống lập tức trẻ hơn 20 tuổi, lâm bác tây cầm thẻ ngọc thủ tại không ngừng run dày, mà đứng đông bụi âm thanh có phần khàn khàn nói ra, này, này, này sửa chữa sau huyền băng quyết, thứ bậc tuyệt đối đã tới thiên cấp hạ phẩm rồi, căn bản không phải thì ra là huyền băng quyết có thể so sánh được. Thiên cấp hạ phẩm, Diệp Thần Phong trực tiếp đem huyền cấp hạ phẩm công pháp, sửa chữa thành thiên cấp hạ phẩm công pháp. Này lập đông bụi ba người mặc dù chỉ là thất phẩm tông nội môn trưởng lão, nhưng bọn họ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Ở đây đệ tử nhìn thấy ba vị trưởng lão cực kỳ thất thố cử động sau, bọn hắn biết ba vị trưởng lão nói nhất định là sự thực, nghĩ như thế, toàn bộ bạch tuyết sơn trang đại điện trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Thiên cấp hạ phẩm công pháp cho dù một nhóm thế lực cùng đỉnh cấp thế lực bên trong có thiên cấp hạ phẩm công pháp, cái này cũng là chỉ có trưởng môn, trưởng lão cùng với đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện, mà Diệp Thần Phong cũng tại ngắn ngủn trong vòng một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp sửa chữa ra một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp. Này Diệp Thần Phong đến cùng còn hay không là người? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, bọn hắn khi thì cười khúc khích, khi thì phong điên, khi thì lại đấm ngực, khi thì lại dậm chân, từng cái lại triệt để lâm vào điên cuồng tâm tình bên trong. chương 1274, Diệp Môn, bầu không khí thay đổi. Thiên cấp hạ phẩm công pháp, đây chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp a -Hát. Không nghĩ tới đến lão phu sinh thời vẫn có thể tu luyện đến đó các loại công pháp. Tam trưởng lão lập đông bụi một đôi bàn tay gầy guộc là thật chặt tụ lại, trên mặt là lão lệ tung hoành mà tứ trưởng lão tiền có vì cùng ngũ trưởng lão lâm bắc tây hai người bọn họ cảm xúc không có so với lập đông bụi tốt hơn chỗ nào bọn hắn trong hốc mắt cũng là chảy xuống kích động nước mắt này ba cái lão đầu không hẹn mà cùng hướng về diệp thần phong khom người chào mang trên mặt cực kỳ cung kính vẻ mặt từ giờ khắc này ba vị này trưởng lão là từ trong đáy lòng tán đồng diệp thần phong rồi tán đồng diệp thần phong là tông chủ của bọn họ rồi tại lập đông bụi các loại ba vị trưởng lão xem ra Diệp Thần Phong tại ngăn ngắn trong vòng một tiếng, đem một môn huyền cấp hạ phẩm công pháp, sửa chữa thành thiên cấp hạ phẩm công pháp. Bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong quả thực là viễn cổ thời đại đại năng chuyển thế. Nguyên bản bọn hắn tự đối Bạch Tuyết Sơn Trang không có quá nhiều cảm tình. Dù sao nguyên bản tông chủ liễu Giang Thiên, đối xử đệ tử cùng trưởng lão hết sức cắt xén, thành phần lớn tài nguyên tu luyện đều dùng ở chính hắn cùng con trai của hắn trên người rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết ràng ba người này, bọn hắn trước đó sớm liền đã bị mình lão đại khiếp sợ chết lặng, nguyên bản bọn hắn cho là mình sẽ không lại chấn kinh rồi. Nhưng lúc này, bọn họ là lần nữa sợ ngây người con mắt, khiếp sợ của bọn hắn cần phải so với ở đây tất cả mọi người mãnh liệt, bởi vì bọn họ càng thêm hiểu rõ Diệp Thần Phong. Phải biết lão đại của bọn hắn Diệp Thần Phong, không chỉ có trong vòng một tháng thực lực trực tiếp đột phá chọn một cái đại tầng thứ, chả đã thu phục được tạo hóa cảnh nhị trọng thiên cửu u băng sư, càng là lĩnh ngộ thiên tài đều rất khó lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, thậm chí là tại trong vòng một ngày luyện chế được 100 chiếc nhẫn chữ vật, dùng này lập tức kiếm lấy 2 triệu linh thạch thưởng phẩm, bây giờ, rồi lại tại ngắn ngủn trong vòng một tiếng. Đem một môn huyền cấp hạ phẩm công pháp, trực tiếp sửa chữa thành thiên cấp hạ phẩm công pháp. Đây đã là không thể dùng yêu nghiệt cùng kỳ tích những từ ngữ này để hình dung, này làm cho Hà Bình ba người bọn họ căn bản vô pháp hình dung tâm tình của giờ khắc này rồi. Phải biết Diệp Thần Phong ngắn ngủi này khoảng một tháng sự tình, trong đó bất luận một cái nào thả ở những người khác trên người, cũng có thể xưng là thiên tài. Mà khi những chuyện này toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, bây giờ tại Hà Bình đám người xem ra, nếu như nói lão đại của bọn hắn là thiên tài, những kia nhất lưu tông môn cùng đỉnh cấp trong tông môn thiên tài, tại lão đại của bọn hắn trước mặt chỉ có thể xem như là tư chất bình thường người mà thôi diệp thần phong lại đem từ chu minh thiên cùng hoa chiếu chữ vật cực hạn bên trong cướp đoạt công pháp và chiến kỹ đều lấy ra trong đó hai môn công pháp theo thứ tự là huyền cấp hạ phẩm cùng huyền cấp trung phẩm tầng thứ mà tứ môn chiến kỹ bên trong hai môn chiến kỹ là hoàng cấp thượng phẩm mặt khác hai môn chiến kỹ là huyền cấp thượng phẩm cùng địa cấp hạ phẩm đương nhiên trong đó huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ hàn băng long quyền cùng với địa cấp hạ phẩm chiến kỹ Lưu Quang một kiếm, chỉ là Diệp Thần Phong khắc lục bản, nguyên bản còn tại Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đồ. Nơi này có một môn huyền cấp trung phẩm công pháp, một môn huyền cấp hạ phẩm công pháp. Hai môn hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, một môn huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ cùng một môn địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, những này đều để vào Bạch Tuyết Sơn Trang trong tàng kinh khắc đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà Diệp Thần Phong lời nói này lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, bây giờ tại Bạch Tuyết trong Sơn Trang, không chỉ có thiên cấp hạ phẩm công pháp, thậm chí ngay cả huyền cấp công pháp cũng trong nháy mắt có thêm hai môn. Thậm chí ngay cả địa cấp hạ phẩm chiến kỹ đều xuất hiện. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, vừa nãy ta đã nói rồi, chỉ muốn các ngươi đến hợp biển cảnh thực lực, các ngươi là có thể tu luyện thiên cấp hạ phẩm công pháp, mà huyền cấp công pháp và huyền cấp chiến kỹ bất kỳ đệ tử đều có thể tu luyện. Về phần một cửa này địa cấp chiến kỹ chỉ có đã tới thần niệm cảnh người mới có thể tu luyện, chỗ dùng các ngươi cho ta mau chóng tăng cao thực lực đi. Diệp Thần Phong làm như vậy cũng là vì kích phát ở đây tất cả mọi người ý chí chiến đấu, vì có thể tu luyện thiên cấp hạ phẩm công pháp, vì có thể tu luyện địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, những đệ tử này cùng trưởng lão e sợ đều sẽ tựa như phát điên tu luyện. Về sau mở ra tàng kinh các chìa khóa do ba vị trưởng lão cùng với Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa hãng dít rằng các người sáu người này phân biệt trưởng khống ta hai ngày nữa hẳn là sẽ phải rời khỏi bạch tuyết sơn trang một mình ra ngoài lịch luyện đương nhiên một năm sau ta sẽ đúng giờ trở về ta cho tu luyện của các người tài nguyên cũng vừa hay các người dùng một năm rồi trong một năm này ta hy vọng các người điệu thấp làm người điệu thấp làm việc bởi vì các người vẫn không có kiêu căng tư cách ta hy vọng các người tài của ta dẫn dắt đi tại tương lai có thể trở thành địa huyền giới đỉnh cấp tông môn Diệp thần phong này phen lời nói phải là âm vang mạnh mẽ, nói đúng nhiệt huyết sôi trào, cái này ở đây tâm tình của tất cả mọi người đều đều chuyển động. Hoàng sung nghĩa mở miệng nói ra, lão đại, bây giờ chúng ta này tông môn kêu nữa bạch tuyết sơn trang có phần không thật thích hợp chứ. Không bằng lão đại ngươi tới một lần nữa lấy một cái tên đi. Hạng giết giàng nhanh nói tiếp, lão đại, không bằng tự kêu là diệp môn đi. Lấy lão đại ngươi dòng họ đến đặt tên. Hà Bình cũng liền vội vàng nói: Lão đại, Diệp môn danh tự này không sai a à hát, So với Bạch Tuyết Sơn Trang êm tai hơn nhiều. Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời trong lòng cũng không nghĩ ra cái gì tốt môn phái danh tự đến. Này Diệp môn ngược lại là nghe tới cũng rất dễ nghe, cho nên hắn gật gật đầu nói ra từ hôm nay trở đi Bạch Tuyết Sơn Trang không tồn tại, mà các người đều là Diệp cửa trưởng lão cùng đệ tử. Diệp Thần Phong rồi hướng lập đông bụi các loại ba vị trưởng lão nói ra tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, về sau các ngươi chính là diệp cửa đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão rồi, tại ta suốt đi lịch luyện khoảng thời gian này, ba người các ngươi cùng hà bình ba người bọn hắn đồng thời phụ trách diệp môn, các ngươi có ý kiến gì không? Lập đông bụi các loại ba vị trưởng lão vội vã lắc đầu, biểu thị bọn hắn không có bất kỳ ý kiến, mặc dù nói hà bình ba người chỉ có thông linh cảnh thực lực, nhưng là bọn hắn đã triệt để tán đồng diệp thần phong, thậm chí là sùng kính Diệp Thần Phong rồi, đối với Diệp Thần Phong mệnh lệnh, bọn hắn là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi. Diệp Môn Huy Vũ, Diệp Tông chủ Vạn Tuế. Diệp Môn Huy Vũ, Diệp Tông chủ Vạn Tuế. Tại Bạch Tuyết Sơn trang đổi tên là Diệp phía sau cửa, trong đại điện 300 tên đệ tử, bọn hắn thật giống lại lần nữa có lòng trung thành, loại này lòng trung thành so với lúc trước bọn hắn thân là Bạch Tuyết Sơn trang đệ tử, phải mãnh liệt hơn vài chục lần thậm chí là mấy trăm lần, từng cái trong cổ họng kêu là đỏ mặt tía tai. Này nguyên bản âm u đầy tử khí bầu không khí trong nháy mắt cải biến lại đây, Diệp Thần Phong biết chỉ cần Diệp cửa đệ tử một mực duy trì này nguồn sung lực, bằng vào trong tay hắn tài nguyên, cùng với công pháp và chiến kỹ, Diệp môn sớm muộn cũng sẽ trên đất huyền giới bộc lộ tài năng. Mà Diệp cửa những trưởng lão này cùng đệ tử, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy vô hạn hy vọng, tu luyện của bọn hắn tài nguyên so với lúc trước trở mình vô số lần, công pháp tu luyện cùng chiến kỹ cũng so với lúc trước tăng lên rất nhiều lần, này để cho bọn họ từ nội tâm cảm giác đi theo Diệp Thần Phong, tại tương lai bọn hắn hay là thật sự có thể trở thành địa huyền giới cường giả, chứng kiến Diệp Môn từng bước từng bước trên đất huyền giới quật khởi. Tại Diệp cửa trưởng lão cùng đệ tử lui ra đại điện sau đó trong đại điện ngoại trừ Diệp thần phong bên ngoài, chỉ còn dư lại Hà Bình, Hoàng xung Nghĩa cùng hãng giết giàng ba người này. Hoàng Sung Nghĩa không thôi nói ra, lão đại, ngươi thật sự yếu một người ra ngoài rèn luyện sao? Ta có thể hay không đủ đi theo ngươi? Đúng vậy, lão đại, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài rèn luyện. Hãng giết Giang cũng vội vàng nói. Diệp thần phong lắc lắc đầu, nói ra các ngươi liền an tâm ở tại Diệp môn tu luyện đi. Mặc dù nói Diệp môn những người khác mệnh đều nắm giữ ở trong tay ta rồi, nhưng ta tín nhiệm nhất cũng là các ngươi ba người, các ngươi nhất định phải giúp ta thanh Diệp Môn cho quản lý được rồi. Ta hy vọng một năm sau trở về, Diệp Môn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ba người các ngươi có thể từ giờ trở đi liền tu luyện môn kia thiên cấp hạ phẩm công pháp, nơi này có 30.000 khối linh thạch thượng phẩm, các ngươi cũng cầm dùng, bình thường có đệ tử xuất sắc cũng có thể khen thưởng bọn hắn một ít linh thạch thượng phẩm. Được rồi, không phải cho ta lầm bà lầm bầm, ta cho các ngươi, các ngươi liền cho thủ hạ ta, ta nhưng là lão đại của các ngươi." Diệp Thần Phong không có cho Hà Bình ba người cơ hội cự tuyệt, mặc dù bình thường người tu luyện một lần chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nhưng khi gặp phải càng cao hơn chờ công pháp sau, bọn họ là có thể từ bỏ thì ra là công pháp, lại tu luyện từ đầu cao các loại công pháp. Nhận lấy lão đại mình Diệp Thần Phong cho linh thạch thượng phẩm sau, Hà Bình ba người từng cái là nắm chặt nắm đấm không hẹn mà cùng nói ra, lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Có thể nói, hà bình các loại ba người vận mệnh là vì Diệp Thần Phong mà thay đổi rồi, khi bọn họ tương lai trở thành địa huyền giới cao cấp nhất cao thủ lúc, bọn hắn nhìn lại chuyện cũ, bọn hắn cảm kích nhất chính là mình lão đại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng là để cho bọn họ đời này có thể phấn đấu quên mình đi chết duy nhất một người, bất quá, những thứ này đều là nói sao rồi chương 1275, đột phá, siêu cường lĩnh ngộ. Sau 10 ngày, địa huyền giới nơi nào đó bên trong dãy núi. Một tên thân mặc trường sa màu trắng thanh niên, hắn đứng ở một khối cao chừng 2 mét trên tảng đá lớn, bàn tay phải bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm màu xám, cái này trường kiếm màu xám trên thân kiếm không ngừng liều lĩnh lạnh lẽo hàn khí. Tên thanh niên này trên mặt không biểu tình, cả người trên người tản mát ra thật khí thế cực kỳ sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bình thường ánh mắt của hắn vô cùng ác liệt, tại trên bả vai của hắn nằm sấp một con lười biếng con mèo nhỏ. Tại đây cao 2 mét cự dưới đá, có một con toàn thân màu lửa đỏ rết khổng lồ, này con rết thân dài 5 mét, hai bên mọc đầy rậm rạp chẳng chịt bàn chân nhỏ, nó cái kia mở ra đóng lại miệng cực kỳ dọa người. Này thân dài 5 mét rết khổng lồ, chính là yêu thú cấp thấp bên trong cao đẳng tồn tại, danh tự làm hỏa con rết, một con thành niên hỏa con rết, thực lực có thể đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà thanh niên này trước mặt con này hỏa con rết vẫn không có thành niên, chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Con này hỏa con rết tại cự thạch hạ bồi hồi một lát sau, nó rốt cục mất kiên trì, chuẩn bị bò lên trên cái kia tảng đá lớn, tại đây hỏa con rết trong mắt, này ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên chính là một đạo thập phần ngon miệng mỹ vị. Tại hỏa con rết cái kia lít nha lít nhít phi thường buồn nôn bàn chân nhỏ, bắt đầu bò lên trên đá lớn thời điểm, đứng ở trên khối đá khổng lồ thanh niên, trên người hắn chợt bộc phát ra nhất cổ thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế, tay phải hắn bên trong trường kiếm màu xám thân kiếm nhẹ nhẹ rung động chuyển động. Trường kiếm màu xám thượng hàn khí tăng mạnh, còn có tiếng rồng ngâm loáng thoáng từ trường kiếm bên trong truyền ra, nhìn xem lập tức muốn bỏ đến trên tảng đá lớn tới hỏa con rết, thanh niên con mắt trở nên càng phát lạnh như băng, nắm chặt trường kiếm màu xám tay phải, đột nhiên hướng về hỏa con rết vung lên. Một cái do kiếm ý ngưng tụ mà thành màu trắng cự long, từ trong thân kiếm thoát ly đi ra, hướng về lửa kia con rết hung mãnh và đánh tới. ầm um, một tiếng, hỏa con rết thân thể trực tiếp được đánh bay xa 10 mét, trên người nó ra thịt từng khối từng khối vỡ nứt ra, máu tươi từ nứt toát trong vết thương không ngừng chảy ra. Nó cái kia trong mắt màu đỏ bên trong bắn ra cực hạn hung quang, nhưng khi nhìn cái kia ung dung nhảy xuống đá lớn thanh niên, lửa này con rết bản năng sinh ra một loại kinh hãi. Tên này ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên chính là Diệp Thần Phong rồi, tại Diệp Môn vừa vận thành lập ngày thứ hai, hắn liền một mình rời khỏi Diệp Môn, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Hà Bình cùng với đại trưởng lão lập đông bụi đám người đi xử lý. Rời đi Diệp cửa này trong vòng 10 ngày, Diệp Thần Phong đều là tại đây nơi bên trong dãy núi vượt qua, khởi điểm hắn một mực tại tu luyện huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ hàn băng long quyền, cùng với địa cấp hạ phẩm chiến kỹ lưu quang một kiếm. Diệp thần phong tu luyện khởi chiến kỹ đến, có thể nói là tiến triển cực nhanh, ngăn ngắn 10 ngày liền đem hàn băng long quyền cùng lưu quang một kiếm cơ bản học xong, đặc biệt là này hàn băng long quyền. Diệp thần phong đã là nắm giữ lô hỏa thuần thanh, diệp thần phong bực này năng lực lĩnh ngộ, để bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cùng bóng đen người giang vận thiên cũng là mặc cảm không bằng. Này Diệp Thần Phong tu luyện khởi chiến kỹ đến, quả thực cùng uống nước sôi như thế đơn giản. Vừa vặn đứng ở trên tảng đá lớn Diệp Thần Phong, đột nhiên lại tiến vào một loại nào đó lĩnh ngộ trạng thái, hắn đem Hàn Băng Long quyền dung nhập vào Hàn Băng trong kiếm ý. Vừa vặn một chiêu kia chính là đem Hàn Băng kiếm ý cùng Hàn Băng Long quyền dung hợp về sau hiệu quả. Phải biết yêu thú thân thể so với nhân loại phải cường hãn hơn thượng rất nhiều lần hơn nữa Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng kia hỏa con rết nhưng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, Diệp Thần Phong một chiêu sẽ đem hỏa con rết cho làm được bị thương thế nghiêm trọng, có thể thấy được một chiêu này power lớn đến mức nào rồi. Sáp nhập vào hàn băng long quyền kiếm ý, so với đơn độc hàn băng kiếm ý phải mạnh hơn chừng gấp 2. Diệp thần phong nhìn xem chỗ kia ở tức giận hỏa con rết, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, nói ra chiêu này power cũng không tệ lắm, về sau chiêu này tựu kêu là long tường cửu thiên đi. Bị trọng thương hỏa con rết nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng nó tới gần, tại trong con người của nó tránh qua một vệt vẻ do dự sau. Nó xoay người hướng về sơn mạch nơi sâu xa bỏ chạy rồi, yêu thú này cũng đều là có trí khôn, tuy rằng nó hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong nuốt, thế nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Nhìn xem cái kia điên cuồng đào tẩu hỏa con rết, đem từng cây từng cây tráng kiện đại thụ đều đụng ngã. Diệp thần phong không có đi truy đuổi ý tứ, trong cơ thể trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, bàn tay phải bên trong trường kiếm màu xám hào quang trói lọi, bỗng nhiên, thoát ly diệp thần phong bàn tay phải, ở trong không khí xẹt qua một đạo kiếm ngân, nhanh chóng hướng về hỏa con rết bay đi. Lưu quang một kiếm, này trường kiếm màu xám rất nhanh sẽ đuổi kịp hỏa con rết, hướng về hỏa con rết đầu đâm đi xuống, có thể là hỏa con rét cảm nhận được nguy hiểm, nó muốn trở mình xoay người né tránh, đáng tiếc tốc độ của nó không có trường kiếm màu xám tốc độ nhanh. Phốc chi, một tiếng, trường kiếm màu xám trực tiếp chui vào hỏa con rét trong não, đem hỏa con rét đầu cho đâm một cái đối xuyên, hỏa con rét to lớn thân thể trên mặt đất vùng vẫy mấy giây sau đó thân thể cứng đờ, trong nháy mắt không có sinh cơ. Xa xa Diệp Thần Phong bước chậm đi tới hỏa con rét trước thi thể, đem trường kiếm màu xám trực tiếp rút ra, nhất thời nhất cổ màu trắng óc hình dáng vật thể dâng lên, trong miệng tự nói, này lưu quang một kiếm còn không phải quá thông thạo, địa cấp hạ phẩm chiến kỹ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người nghe được Diệp Thần Phong lầm bầm lầu bầu, hai người bọn họ là hoàn toàn không có gì để nói rồi, ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, có thể đem hàn băng long quyền luyện lô hỏa thuần thanh, thậm chí là đem hàn băng long quyền dung nhập vào hàn băng trong kiếm ý, còn đem địa cấp hạ phẩm chiến kỹ luyện cơ bản có thể triển khai ra, coi như là bóng trắng nhân hòa bóng đen người lúc còn trẻ cũng không làm được. Xoẹt, một tiếng. Diệp thần phong trong tay phải trường kiếm màu xám dùng sức vung lên, kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, hỏa con rết lập tức đã bị mở ngực bể bụng rồi. Diệp thần phong tại hỏa con rết trong cơ thể lấy ra một viên màu đỏ hình tròn vật thể, này chính là hỏa con rết nội đan, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Diệp thần phong trực tiếp đem hồ con rết nội đan cho nhét vào trong miệng, tại đem nội đan nuốt vào trong bụng sau đó nhất thời nhất cổ lửa nóng năng lượng trải rộng diệp thần phong thân thể mỗi một góc. Nói như vậy yêu thú nội đan là dùng làm chế thuốc, người tu luyện trực tiếp dùng lời nói, rất có thể không thể chịu đựng yêu thú bá đạo năng lượng. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong vẫn không có học được chế thuốc chi thuật, lần sau hắn tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết đều là thần cấp thượng phẩm công pháp. Cái này hai môn công pháp có thể rất hoàn hảo kềm chế yêu thú nội đan bá đạo năng lượng, dùng này đến để Diệp Thần Phong hấp thu, những thứ này đều là bóng trắng nhân hỏa bóng đen người nói cho Diệp Thần Phong. Bất quá, thần huyết quyết cùng ma thiên quyết cái này hai môn công pháp chỉ có thể chỉ một vận chuyển, Diệp Thần Phong chả không cách nào làm được để hai môn công pháp đồng thời vận chuyển đây. Cho nên, lại đem hỏa con rết nội đan nuốt vào trong bụng sau, Diệp Thần Phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông, thuộc về thần huyết huyết cái kia linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, có thần huyết huyết trợ giúp sau đó Diệp Thần Phong là nhanh chóng hấp thu nội đan năng lượng. Tại sắp đem nội đan năng lượng hấp thu cho tới khi nào xong, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh khí bắt đầu trở nên khởi động sóng dậy, này làm cho hắn là thần sắc ngẩn ra, hắn biết đây là dấu hiệu muốn đột phá, tại 10 ngày này bên trong thêm vào vừa vặn dùng yêu thú nội đan, hắn đã phục dụng 3 viên rồi, mặt khác hai viên nội đan là thông linh cảnh tam trọng thiên yêu thú. Diệp thần phong đương nhiên không thể từ bỏ cái này thời cơ đột phá rồi, hắn bây giờ nhất định muốn không ngừng tăng cao thực lực, không ngừng tăng cao thực lực, tranh thủ có thể sớm ngày đem lâm hân di từ âm minh tông bên trong cứu ra, đồng thời đem âm minh tông bà lão Tống Xuân Nghi giết đi, chả phải mau sớm trên đất huyền giới tìm tới nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh. Diệp thần phong trong miệng hàm răng thật chặt cắn, thêm nhanh thêm mấy phần thần huyết quyết vận chuyển, bùm bùm, từ diệp thần phong khớp xương bên trong truyền ra một trận xương tiếng ma sát, sát theo đó, nhất cổ thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, từ diệp thần phong trên người vang vọng ra. Diệp thần phong bàn tay trực tiếp nắm thành quyền đầu, mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, trong miệng tự nhủ cuối cùng là lại đột phá. Cuối cùng là lại đột phá, nhưng này còn xa xa chưa đủ, ta phải còn muốn tăng nhanh tăng cao thực lực tốc độ, tranh thủ tại một đến hai trong năm trước tiên cứu Gia Lâm Hân Di. Diệp Thần phong cái này căn bản là đang cùng thời gian thi chạy, phải biết hắn đến tới đất huyền giới mới ngăn ngắn một tháng ra mặt thời gian, nhưng hắn cũng đã từ thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tăng lên tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ rồi, e sợ bực này tốc độ tăng lên trên đất huyền giới tuyệt đối là chưa từng có ai. Chương 1276 phân biệt số mệnh kinh người. Thực lực đang đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ sau đó Diệp Thần Phong tại một cây đại thụ để ngồi xuống xuống, đem trên bả vai tiểu bạch ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tiểu bạch đầu, bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa lẽ nào ngươi dự định lao thẳng đến này cửu u băng sư mang theo bên người. Chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một hồi Diệp Thần Phong, hắn nghi ngờ âm thầm nói ra, làm sao? chẳng lẽ không có thể đem tiểu bạch ở lại bên cạnh ta? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh, nói ra, đem cửu u băng sư lưu ở bên cạnh ngươi, cũng chỉ có thể trở ngại của ngươi phát triển, có cửu u băng sư bảo vệ, ngươi chả sẽ gặp phải chân chính nguy hiểm sao? Lần sau, con này cửu u băng sư vẫn không có hoàn toàn trưởng thành, cửu u băng sư yêu cầu hấp thu cực hàn chi lực. Chỉ có đã tới luân hồi cảnh sau đó cửu U băng Sư mới có thể không dựa vào cực hàn chi lực tăng cao thực lực, cho nên, đem này Cửu U Băng Sư giữ ở bên người, không chỉ có là hại ngươi, cũng tương tự hại nó. Ý của ta là ngươi trước tiên có thể để Cửu U Băng Sư chính mình đi tìm chỗ tu luyện, giữa các ngươi bởi vì cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa có một chút liên hệ, cho nên loại này Cửu U Băng Sư đột phá đến luân hồi cảnh sau, mặc kệ ngươi tại địa huyền giới nơi nào, nó đều có thể dựa vào một cái tia liên hệ tìm tới ngươi. Tại tương lai chỉ có chân chính trưởng thành cửu u băng sư mới có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn có muốn hay không để cửu u băng sư tiếp tục lưu ở bên cạnh ngươi chính ngươi quyết định đi bóng trắng người ngô phong dối rảnh tiếng nói vừa vặn hạ xuống bóng đen người giang vận thiên lại nói tiểu tử trong nhà kính đóa hoa quá dễ dàng yêu chiết tại cửu u băng sư bảo vệ cho ngươi chẳng khác nào là một đóa nhà ấm trong hoa ngươi còn muốn tại trong vòng một hai năm hoàn thành ngươi nghĩ chuyện cần làm sao Diệp Thần Phong đang nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau, hắn lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, trước hắn tại thế tục giới cùng cổ võ giới mặc dù có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành. Đây là hắn đã trải qua một lần lại một lần sống còn, hắn biết bóng trắng nhân hòa bóng đen người ta nói phi thường có đạo lý, tại trong đầu suy tư một lát sau, trên mặt hắn biểu lộ trở nên kiên định lên. Diệp Thần Phong đem trong lồng ngực tiểu bạch bế lên, sờ sờ tiểu bạch hai con mềm mại lỗ tai nhỏ nói ra tiểu bạch ta biết ngươi yêu cầu một cái nơi cực hàn lấy tư cách tu luyện tràng chỗ ngươi bây giờ cùng ta cũng chỉ có thể làm trễ nãi thực lực của ngươi tăng lên cho nên ta quyết định chúng ta hay là trước tạm thời phân biệt đi chính ngươi đi tìm một nơi cực hàn trước tiên tu luyện tiểu bạch tuy rằng còn chưa thể miệng nói tiếng người thế nhưng nó có thể nghe hiểu diệp thần phong lời nói con của nó trung lập ngựa tràn đầy thương tâm vẻ đầu nhỏ hung hăng cọ diệp thần phong thủ trường Diệp Thần Phong có thể cảm giác được tiểu Bạch thương tâm, hắn lại nói: "Tiểu Bạch, ta cũng không phải không cần ngươi nữa, chỉ là ngươi hiện tại còn chưa thể đi theo ta. Chờ ngươi tại nơi cực hàn tu luyện đến luân hồi cảnh, ngươi là có thể tới tìm ta, đến lúc đó ta liền một mực đem ngươi mang theo bên người, thế nào?" Tại Diệp Thần Phong lần này giải thích sau đó tiểu Bạch trong con ngươi thương tâm mới giảm ít một chút, bất quá, trong con ngươi vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Diệp Thần Phong ôn nhu vuốt tiểu Bạch sau lưng, nói ra, tiểu bạch, lẽ nào ngươi không muốn về sau có thể đủ giúp được ta sao? Nếu như ngươi nghĩ giúp lời của ta, như vậy ngươi phải cố gắng đi đến đột phá đến luân hồi cảnh đi. Diệp thần phong đem ôm tiểu bạch bỏ vào trên mặt đất, tiểu bạch nhìn chăm chú diệp thần phong hai phút, nó đầu nhỏ cọ sát diệp thần phong chân nhỏ sau đó nó đi về phía trước một bước, trở về đầu nhìn một chút, thẳng đến đi rồi mười bước sau đó tiểu bạch trong cổ họng gầm rú một tiếng. Sau đó, tốc độ của nó trong trước mắt để được đưa lên, bóng người nhanh chóng biến mất ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Diệp Thần Phong nhìn qua Tiểu Bạch biến mất phương hướng, trong lòng của hắn đối Tiểu Bạch cũng là phi thường không thôi, dù sao cùng Tiểu Bạch đã ở chung được một đoạn thời gian. Đối Tiểu Bạch không hề có một chút cảm tình là không thể nào. Tại quá rồi mấy phút đồng hồ sau đó Diệp Thần Phong mới từ từ thu thập lại tâm tình đến, hỏi kế tiếp có phải hay không các người hẳn là yếu truyền thụ cho ta chế thuốc cùng thuật luyện khí. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh, nói ra tiểu gia hỏa, không cần gấp gáp như vậy, trước đem người từ thần khí các lấy được màu trắng mảnh ngọc, cùng với khối này huyền thiết lấy ra. Nếu không phải bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nhắc tới hai thứ đồ này, Diệp thần phong còn thật sự yếu quên mất, hắn từ chữ vật giới chỉ trong một góc hẻo lánh đem mảnh ngọc cùng cái kia cái gọi là huyền thiết lấy ra, Lúc trước bóng trắng người nhưng là nói này nhìn qua dì xét loang lổ huyền thiết tối thiểu tại 10.000 linh thạch thượng phẩm bên trên, mà diệp thần phong thấy thế nào này huyền thiết cũng hết sức phổ thông. Tiểu gia hỏa, đem huyền thiết mặt ngoài dì xét trước tiên cạo sạch sẽ. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra. Diệp thần phong đem này huyền thiết dì xét nạo sạch một góc, này huyền thiết nguyên bản màu sắc lập tức hiện lên hiện tại diệp thần phong trong tầm mắt, này huyền thiết màu sắc là màu tím mà ở dì xét cạo một ít sau đó dĩ nhiên từ nơi này huyền thiết bên trên truyền đến nhất cổ nặng nề cảm giác một ngạt. Lại là tím vẫn huyền thiết, diệp thần phong trong đầu vang lên bóng trắng nhân hòa bóng đen người không hẹn mà cùng một chút bối rối. Này tím vẫn huyền thiết là vật gì? Nghe được hai người ngạc nhiên sau đó diệp thần phong đại thể có thể khẳng định này tím vẫn huyền thiết lai lịch không bình thường rồi. Tiểu tử, vận khí của ngươi nhưng không phải bình thường thì tốt hơn. Nguyên bản chúng ta chỉ nhận vì đây là một khối Tử Lam Huyền Thiết, không nghĩ tới dĩ nhiên là tím vẫn huyền thiết, phổ thông huyền thiết giá cả chỉ là bình thường, mà Tử Lam huyền thiết cực kỳ ít ỏi, có thể nói là giá cả đắt giá. Về phần này tím vẫn huyền thiết cơ hồ là một loại tuyệt tích khoáng vật, này tím vẫn huyền thiết chính là chế tạo tiên khí tài liệu một trong, chờ ngươi về sau thu thập đầy tài liệu sau đó ngươi đúng là có thể vì chính mình chế tạo một cái tiên khí rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên cảm thán nói tiên khí, Diệp Thần Phong không nghĩ tới này tử vân vẫn thạch có giá trị như vậy, hỏi hắn ta phải tới lúc nào mới có thể chế tạo tiên khí. Tối thiểu yếu đến trí tôn luyện khí sư đi, hơn nữa cho dù đã đến trí tôn luyện khí sư, chế tạo ra tiên khí tỷ lệ thành công cũng không phải phi thường cao, năm đó ta cũng chỉ chế tạo ra một cái bán thành phẩm tiên khí. Bóng đen người Giang Vận Thiên trực tiếp hồi đáp. Này làm cho Diệp Thần Phong là mồ hôi lạnh không ngớt, hiện tại đối với hắn mà nói muốn rèn đúc một cái tiên khí là một kiện phi thường xa xôi sự tình thế là hắn tạm thời đem cái ý niệm này buông xuống thanh tím vẫn huyền thiết một lần nữa thu hồi trong chữ vật giới chỉ đem khối này mảnh ngọc nắm trong tay thử đem linh khí đưa vào trong tấm ngọc phiến nhưng khối ngọc phiến này phảng phất là một cái động không đáy mặc cho diệp thần phong đưa vào nhiều ít linh khí nhưng ngọc phiến này thủy chung là không phản ứng chút nào ngọc phiến này là lai lịch gì làm sao một chút phản ứng cũng không có diệp thần phong ở trong lòng nghi vấn đạo bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra đem máu tươi của ngươi nhỏ ở ngọc phiến này thượng lại thử nghe vậy diệp thần phong trực tiếp đem ngón tay của chính mình bị rạch sách rồi đem mang theo điểm một chút hào quang màu vàng tiên huyết nhỏ ở trên mảnh ngọc ngọc phiến này trong nháy mắt đem diệp thần phong tiên huyết cho hấp thu sau đó bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại nói ngươi lại thử đưa vào linh khí Lúc này, làm Diệp Thần Phong hướng về trong miếng ngọc đưa vào linh khí thời điểm, mảnh ngọc trực tiếp sáp nhập vào Diệp Thần Phong trong bàn tay, này làm cho Diệp Thần Phong đột nhiên cả kinh, chính lúc trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ thời điểm, trong đầu của hắn nhảy ra một môn chiến kỹ phương pháp tu luyện. Linh khí vũ dực, người tu luyện có thể lấy linh khí ngưng tụ thành vũ dực, ở trên bầu trời bay lượn cùng chiến đấu, này chính là một môn phi hành chiến kỹ. Phi hành chiến kỹ, Diệp Thần Phong bước đầu nhìn một lần liên quan với linh khí vũ dực giới thiệu, mà bóng trắng nhân hòa bóng đen người khi biết trong miếng ngọc chính là phi hành chiến kỹ sau, hai người bọn họ lại là lần không bình tĩnh rồi, bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, dĩ nhiên là phi hành chiến kỹ. Tiểu tử, không thể không nói người số mệnh phi thường kinh người. Phải biết người tu luyện chỉ có đã tới tạo hóa cảnh mới có thể ở trên bầu trời phi hành chiến đấu, mà người tu luyện linh khí này vũ rực sau, dựa vào ngươi bây giờ thông linh cảnh tu vi, ngươi là có thể ở trên bầu trời phi hành. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, người số mệnh thật là làm cho ta ước ao a à hát. Này phi hành chiến kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, năm đó chúng ta cũng căn bản không có cơ duyên đạt được phi hành chiến kỹ. Có thể nói nếu như ngươi đem linh khí này vũ dực tu luyện thành công sau đó ngươi đem là tạo hóa cảnh dưới, duy nhất có thể ở trên bầu trời chiến đấu phi hành. Đương nhiên là có chút pháp khí các loại, cũng là có năng lực phi hành, bất quá, những này phi hành pháp bảo nhiều nhất chỉ là có thể cho ngươi ở trên bầu trời phi hành mà thôi, muốn ở trên bầu trời dựa vào phi hành pháp bảo chiến đấu, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, ngươi chỉ cần đem linh khí này vũ dực tu luyện thành công, như vậy ngươi liền lại thêm một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Chương 1277, bay lượn, chân chính tu luyện Diệp Thần Phong khi hiểu được linh khí vũ dực hiếm thấy cùng công năng sau đó hắn lập tức đối linh khí này vũ dực thấy hứng thú, dù sao người tu luyện thực lực chỉ có đã tới tạo hóa cảnh mới có thể bay trên trời, mà linh khí này vũ dực lại là phá vỡ quy tắc này. Linh khí này vũ dực thuộc về cấp bậc gì chiến kỹ? Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi. Bóng trắng người hồi đáp, linh khí vũ dực thuộc về đặc thù loại hình chiến kỹ, cũng không hề minh xác đẳng cấp phân chia, bất quá, đối với tạo hóa cảnh trở xuống người tu luyện tới nói, linh khí này vũ dực so với thiên cấp chiến kỹ đều phải thực dụng, vừa có thể ở trên bầu trời chiến đấu, ngàn cân treo sợi tóc lại có thể cho người đúng lúc thoát hiểm. Tiểu tử, người trước tại đây nơi bên trong dãy núi tu luyện một chút linh khí này vũ dực, chờ ngươi cơ bản tìm tòi đã đến linh khí vũ dực khiếu môn sau đó chúng ta lại dẫn người đi một địa phương, bảo đảm đối với người tăng cao thực lực phi thường có tác dụng bóng đen người Giang Vận Thiên trong giọng nói mang theo một tia cân nhắc. Bất quá, Diệp Thần Phong giờ khắc này lực chú ý đều tại linh khí vũ rực lên, hắn cũng không có nghe được Giang Vận Thiên trong giọng nói cái kia có cái gì không đúng, yên lặng tại trong đầu xem lên linh khí vũ rực phương pháp tu luyện rồi. Tại đem phương pháp tu luyện thông hiểu đạo lý sau đó Diệp Thần Phong điều tiết một cái hô hấp, bắt đầu căn cứ phương pháp tu luyện vận chuyển lên trong cơ thể linh khí, vừa mới bắt đầu diệp thần phong không có cảm giác được có chỗ đặc thù hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí tại không ngừng mà hướng về trên lưng hội tụ thế nhưng tại hai phút sau đó hướng về hắn phía sau lưng hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều phảng phất toàn thân hắn hết thảy linh khí đều đột nhiên hướng về phía sau lưng của hắn thượng phóng đi này làm cho diệp thần phong cảm giác sau lưng của mình thượng một trận quặn đau thật giống xương cùng huyết nhục đều phải bị thái nhỏ cái loại này đau đớn kịch liệt cảm giác xé tan, xé tan, xé tan. Một trận hung mãnh sóng linh khí, từ Diệp Thần Phong trên lưng vang vọng ra, Diệp Thần Phong trên lưng quần áo trong nháy mắt biến thành vải nhỏ đầu, toàn bộ tán rơi trên mặt đất. Diệp Thần Phong trên lưng ra thịt hết sức trắng nõn cùng bóng loáng. Chỉ thấy hắn trên lưng thịt toàn bộ đều vặn vẹo lên, thật giống tại dưới da rẻ của hắn có đồ vật gì đang ngọ nguậy bình thường này làm cho Diệp Thần Phong trong miệng là cắn chặt hàm răng, cực hạn cảm giác đau đớn không ngừng kích thích não bộ của hắn thần kinh, khiến hắn có loại đau yếu cả người co giật cảm giác. Theo thời gian trôi đi, linh khí xung kích Diệp Thần Phong phía sau lưng xu thế càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ liền ngay cả Diệp Thần Phong muốn chấm dứt vận chuyển linh khí vũ dực pháp môn, hắn cũng căn bản không làm được. Trong cơ thể hắn linh khí hoàn toàn mất đi hắn tầm kiểm soát của mình. ầm um, ầm um, hai tiếng. Diệp thần phong trên lưng hai bên trái phải, phân biệt tuôn ra một đại đoàn huyết vụ, nhất thời hai cái hang lớn hiện lên hiện tại phía sau lưng của hắn thượng. Ấm áp tiên huyết không ngừng từ vết thương này giữa dòng chảy mà ra, liền ngay cả hắn trên lưng xương cũng bị vỡ vụn rất nhiều. Phù phù, một tiếng, diệp thần phong bàn tay chống đất, quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, trên mặt là cực kỳ thống khổ giữ tợn biểu lộ, hắn chỉ cảm giác sau lưng dường như được xe lửa nghiền ép lên bình thường hiện tại hắn đối ở sau lưng của mình là không cảm giác chút nào rồi. Phảng phất phía sau lưng của hắn căn bản không tồn tại như thế. Tiểu gia hỏa, chịu đựng, tiếp tục vận chuyển linh khí vũ dực pháp môn tu luyện, trên đường nếu như mạnh mẽ đình chỉ, như vậy ngươi sau này tu luyện thành linh khí vũ dực tỷ lệ đem càng thêm thấp. Bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm vang vọng ở diệp thần phong trong đầu. A hát, quỳ một chân trên đất Diệp Thần Phong, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó. Hắn lần nữa tăng nhanh linh khí vũ dực phương thức vận chuyển, tia tơ linh khí từ Diệp Thần Phong phía sau lưng hai cái lỗ trong miệng tràn ra ngoài, tiếp lấy, động khẩu trong tràn ra linh khí là càng ngày càng nhiều, cái kia hai cái lỗ khẩu dĩ nhiên đang chậm rãi khép lại. Sau 10 phút, Diệp Thần Phong trên lưng hai cái lỗ khẩu toàn bộ khép lại, được nát bấy xương cũng tất cả đều liên tiếp lại rồi, Bất quá, tại Diệp Thần Phong phía sau lưng hai bên trái phải, phân biệt để lại một cái vòng xoáy màu xanh lam đồ án. Này vòng xoáy màu xanh lam đồ án thật giống tại không ngừng mà xoay tròn, hai luồng ngưng tụ linh khí đột nhiên từ vòng xoáy này đồ án bên trong dâng lên, tại Diệp Thần Phong sau lưng thượng tạo thành hai con màu xanh ra trời cánh, chiếc cánh này thuần túy là Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí ngưng tụ mà thành. Quỳ một chân xuống đất Diệp Thần Phong bên trong thân thể của hắn cảm giác đau dần dần biến mất rồi. Trên lưng cũng khôi phục chi giác, khi hắn quay đầu lại sau khi thấy trên lưng hai con do linh khí ngưng tụ mà thành màu xanh lam cánh lúc, trong lòng của hắn cũng hơi chút chấn kinh rồi một phen, hắn biết đây chính là cái kia cái gọi là linh khí vũ rực rồi. Diệp thần phong từ trên mặt đất đứng lên, căn cứ sử dụng linh khí vũ rực phương pháp, hắn ở trong người từ từ đã vận hành lên linh khí dòng sông đến, theo linh khí dòng sông vận chuyển, tại hai con màu xanh ra trời cánh chu vi tạo thành to lớn khí lưu những này to lớn khí lưu đem diệp thần phong thân thể chậm rãi nâng lên nơi giữa trời diệp thần phong thân thể của hắn lắc trái lắc phải trong trước mắt hắn trên lưng hai con màu xanh lam cánh thu hồi trong cơ thể hắn tại phía sau lưng của hắn thượng lại biến thành hai cái vòng xoáy màu xanh lam đồ án ầm uhm, một tiếng tại linh khí vũ dực biến mất sau đó diệp thần phong căn bản không có chuẩn bị tâm lý thật tốt thân thể của hắn trực tiếp nặng nề té lăn quay trên mặt đất, hắn bây giờ vẫn là không cách nào chân chính khống chế xong linh khí này vũ rực. Ngã xuống đất thượng diệp thần phong, trong cổ họng hắn là đau hít vào một ngụm khí lạnh, trong cơ thể linh khí dòng sông hơi động, hai con do linh khí ngưng tụ mà thành màu xanh lam cánh liền lại xuất hiện. Tiểu gia hỏa, từ từ đi, linh khí này vũ rực phi thường thử thách người tu luyện linh khí năng lực quản lý. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra. Diệp thần phong hơi hơi là gật gật đầu, thân thể lần thứ hai vụng về chậm rãi lăng không mà lên. Sau ba ngày, một tên trên lưng có hai con do linh khí ngưng tụ mà thành cánh thanh niên, hắn ở trên bầu trời tự do bay lượt, nhìn xem dưới đáy bên trong dãy núi tình hình, trong cơ thể hắn linh khí dòng sông hơi độc, linh khí vũ rực màu sắc trở nên càng thêm lam một chút, đồng dạng tốc độ của hắn cũng để được đưa lên, tên thanh niên này chính là Diệp thần phong rồi. Trải qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ sau đó Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản linh khí vũ dực phi hành, muốn muốn tăng lên ở trên bầu trời tốc độ phi hành, chỉ cần tăng nhanh trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển là được rồi. Lần sau linh khí vũ dực màu sắc càng đậm, điều này cũng làm cho đại diện cho có thể bày ra tốc độ càng nhanh. Diệp Thần Phong nhìn thấy chính mình dưới đáy có hai con to lớn hỏa con rết đang bỏ đi, cái này hai chỉ hỏa con rết thực lực đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Diệp thần phong đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong, thân thể hướng xuống đất cái trước lao xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiếp cận cái kia hai con hỏa con rết, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xám liền xuất hiện tự trong tay phải của hắn, trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi độc, chỉnh thanh trường kiếm màu xám thượng lập tức được uy nghiêm đáng sợ hàn khí cho bao phủ lại rồi, trường kiếm màu xám hướng về trong đó một con hỏa con rết vung tới rồi. Long tường cửu thiên một cái màu trắng cự long từ trường kiếm màu xám bên trong vọt ra, trực tiếp đụng vào một con hỏa con rết trên người, đem con kia hỏa con rết thân thể trong nháy mắt đụng phải chia năm xẻ bảy rồi. Tướng này hàn băng kiếm ý cùng hàn băng long quyền dung hợp chiêu thức, tại ba ngày trước, chả không cách nào đem một con thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ hỏa con rết nháy mắt giết, xem ra diệp thần phong một chiêu này long tường cửu thiên lại tiến bộ một ít một con khác hỏa con dết đang nhìn đến chính mình đồng bạn bị nháy mắt giết chết sau đó nó liều lĩnh chạy về phía trước rồi, hơn nữa chuyên môn đến chọn đại thụ ẩn giấu thân thể của mình. Diệp thần phong bàn tay phải trường kiếm màu xám trong nháy mắt hào quang trói lọi, chỉnh thanh trường kiếm xíu. Một tiếng bắn ra, ầm, âm, âm, trường kiếm màu xám xuyên thủng một gốc lại một khỏa đại thụ, cuối cùng phốc tư. Một tiếng, chỉnh thanh trường kiếm màu xám trực tiếp từ nơi này chỉ hỏa con rết cái mông bên trong xuyên đi vào, đem hỏa con rết nội tạng đều cắn nát rồi, con này hỏa con rết là trực tiếp cúc hoa được bạo mà chết. Diệp thần phong nắm giữ lưu quang một kiếm cũng là càng ngày càng thành thục. Diệp thần phong nhẹ nhõm đem hỏa con rết hai viên nội đan lấy ra, trong gân mạch linh khí dòng sông khẽ động, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực trong nháy mắt lại rút về trong cơ thể hắn. Bây giờ hắn long tường cửu thiên, lưu quang một kiếm cùng linh khí này vũ dực đều tu luyện không sai biệt lắm hắn cũng là thời điểm rời đi chỗ này sơn mạch rồi tiểu tử tiếp đó chúng ta đi một chuyến bắc vực hoang mạc ta lúc còn trẻ tại bắc vực hoang mạc để lại hai loại đồ vật vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ tu luyện chờ ngươi lấy ra cái kia hai loại đồ vật sau đó đối với ngươi mà nói tu luyện mới xem như là thật sự bắt đầu bóng đen người giang vận thiên cười ha hả nói cũng không biết trong lòng của hắn đang có ý đồ gì dù sao bóng trắng nhân hòa bóng đen người đối với Diệp Thần Phong cực hạn thiên phú, từ từ bắt đầu có miễn dịch năng lực, nói cách khác, bọn hắn đối với Diệp Thần Phong cực hạn thiên phú đã là nhìn chết lặng, phải biết dưới cái nhìn của bọn họ linh khí này vũ dực yếu bọn hắn đến tu luyện, sợ rằng cũng phải 8 ngày tầm đó thời gian mới có thể nắm giữ cơ bản. Chấm chấm chấm, chương 1278, quá lửa bố mày. Sau 10 ngày, Bắc vực hoang mạc ở vào địa huyền giới xa nhất ở phương Bắc. Này Bắc vực hoang mạc là một cái cực kỳ cần cỗi địa phương, quanh năm suốt tháng đều là kéo dài nhiệt độ cao, đương nhiên tại Bắc vực hoang mạc một ít khu vực cũng là cư trụ một ít bộ lạc, những bộ lạc này bên trong tuy rằng cũng là lấy tu luyện làm chủ, nhưng là vì tư nguyên có hạn, cùng với công pháp và chiến kỹ thiếu hụt, tại những bộ lạc này bên trong hợp biển cảnh người tu luyện hầu như chính là tuyệt thế cao thủ rồi trên lưng triển khai màu xanh lam linh khí vũ rực diệp thần phong, hắn trải qua 10 ngày phi hành chạy đi sau đó hắn cuối cùng là đã tới bắc vực hoang mạc. Tại 10 ngày này trong, bởi vì hắn dựa vào linh khí vũ rực ở trên bầu trời phi hành, này ngược lại là để hắn không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Diệp thần phong từ bóng trắng nhân hòa bóng đen trong dân cư biết được, tại bọn hắn thời đại kia thời điểm, cái gì địa huyền giới, cổ võ giới cùng thế tục giới toàn bộ đều là một thế giới, sau đó bởi vì tu luyện linh khí càng ngày càng mỏng manh, sau đó toàn bộ đại thế giới mới bị ngay lúc đó đại năng phân cách thành mấy cái tiểu thế giới. Mặc dù bây giờ đã không phải là bóng đen người Giang Vận Thiên niên đại của bọn họ rồi, tại bọn hắn niên đại đó cũng không có này Bắc vực hoang mạc, thế nhưng Giang Vận Thiên vẫn là tính toán ra hắn lúc còn trẻ tại khối khu vực này rèn luyện qua, đồng thời ở nơi này đột phá đến tạo hóa cảnh. Căn cứ Giang Vận Thiên từng nói, hắn năm đó ở lại chỗ này hai loại đồ vật chỉ cần là tu luyện ma thiên quyết người là có thể cảm ứng được bởi vì ở đằng kia hai loại đồ vật thượng để lại rất nhiều ma thiên quyết khí tức diệp thần phong mặc dù mới tu luyện ma thiên quyết không bao lâu thế nhưng cảm ứng một hai loại đồ vật vẫn là không nói chơi bằng không này minh mông bắc vực hoang mạc phải tìm được hai loại đồ vật quả thực là so với mỏ kim đáy biển chả khó khăn giữa bầu trời nóng bỏng ánh mặt trời thiêu nướng toàn bộ bắc vực hoang mạc khi tiến vào bắc vực hoang mạc sau. Ở trên bầu trời phi hành Diệp Thần Phong, cho dù trong cơ thể hắn liên tục vận chuyển linh khí, nhưng hắn trên trán vẫn là che kín rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, trong cổ họng là khô khốc cực kỳ, liền ngay cả mũi cùng trong miệng hô đi ra ngoài khí cũng là nóng bỏng. Diệp Thần Phong từ từ thấp xuống phi hành độ cao, thẳng đến cuối cùng hai chân đứng ở trong hoang mạc, từ dưới mặt đất thẩm thấu đi lên sóng nhiệt, này làm cho Diệp Thần Phong là phi thường khó chịu, đi ở này bắc vực trong hoang mạc, phảng phất là đi ở một cái đờ cô đơn bên trong như thế. Tại bắc vực hoang mạc nhiệt độ quá thảo đản rồi, nơi này chả thật không phải là người ở địa phương. Diệp thần phong vừa đi, một bên lau một cái trên trán như thác nước mồ hôi. Phải biết coi như là những kia sinh hoạt tại bắc vực hoang mạc bộ lạc, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này tinh khiết sa mạc địa phương lấy tư cách nơi ở. Dù sao này bắc vực hoang mạc vô cùng rộng lớn, trong đó cũng là có một ít xanh hóa, mà những kia xanh hóa chính là mỗi cái bộ lạc tranh đoạt nơi ở rồi. Tiểu tử, người cho ta vận chuyển trong cơ thể ma thiên quyết cẩn thận cảm ứng. Không phải cho ta lười biếng rồi, người có còn muốn hay không sớm một chút tăng cao thực lực. Chỉ cần tìm được năm đó ta lưu lại cái kia hai loại đồ vật, cái kia hai loại đồ vật đầy đủ làm bạn ngươi đem thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh rồi. Bóng đen người giang vận thiên cười thúc giục. Diệp Thần Phong luôn cảm giác này Giang Vận Thiên có chút không có ý tốt, bất quá, hắn cũng cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi bộ tại bác vực trong hoang mà cảm ứng ma thiên quyết khí tức. Từ ban ngày cảm ứng được buổi tối, Diệp Thần Phong mồ hôi sớm đã đem quần áo cho ướt đẫm. Nhưng là hắn liền một cái giám đều không có cảm ứng được, thẳng đến ngày kế buổi trưa, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, hắn cảm giác được phía trước mỗ trùng khí thức cùng trong cơ thể hắn ma thiên quyết tạo thành cộng hưởng, này làm cho sắc mặt hắn không khỏi vui vẻ, hắn biết loại khí thức này phải là đến từ chính năm đó bóng đen người giang vận thiên lưu lại cái kia hai loại đồ vật. Diệp thần phong sau lưng màu xanh ra trời linh khí vũ rực đột nhiên triển khai, hai ba lần bước chân liền ngừng lưu tại truyền ra khí thức dày đặc nhất địa phương. Diệp thần phong trong lòng âm thầm hỏi, người cái kia hai loại đồ vật được chôn ở phía dưới này bóng đen người giang vận thiên không vui nói ta cũng đã không biết chết rồi đã bao nhiêu năm cái kia hai loại đồ vật hay là ta lúc còn trẻ lưu lại tại đã trải qua thương hải tan miền sau đó được này hoang mạc che giấu cũng không phải là không thể được diệp thần phong biết bây giờ cũng chỉ có đến này hoang mạc dưới đáy đi tìm tòi hư thực rồi hắn đem trong cơ thể thông linh cảnh ngũ trọng thiên thật khí thế để được đưa lên phóng ra ngoài linh khí tại diệp thần phong chu vi hình thành một tầng màng bảo hộ sau đó Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên hướng về hoang mạc bên dưới sông đi đồng thời. Chung quanh là cát bụi 4P, Diệp Thần Phong linh khí chung quanh không ngừng đem hạt cát hướng về hai bên gạt ra, mà thân thể của hắn đều không ngừng hướng về hoang mạc bên dưới đi tới. Ước chừng 30 phút qua đi. Diệp Thần Phong chọn vẹn hướng về hoang mạc dưới đáy đi tới 30 phút, nhưng là chu vi ngoại trừ hạt cát ở ngoài liền vẫn là hạt cát, bất quá mà thiên quyết khí tức còn tại nơi càng sâu. Diệp Thần Phong thừa thế sông lên, đem trong cơ thể linh khí dòng sông vận chuyển càng thêm mãnh liệt. Lại qua sau 20 phút, chu vi xuất hiện các loại hòn đá rồi, hơn nữa hòn đá xuất hiện càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong cảm giác được cùng ma tiên quyết đồng nguyên khí tức càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn bên cạnh hạt cát, thật giống tại đây hạt cát bên trong có một hang núi. Này nồng nặc khí tức chính là từ bên trong hang núi này truyền ra, hiện tại Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định, được này bắc vực hoang mạc trôn ở dưới đáy chính là một tòa núi lớn. Diệp Thần Phong không chút do dự nào đem hạt cát toàn bộ gạt ra rồi, hắn thuận lợi đi tới chỗ này bên trong hang núi, Diệp Thần Phong có thể mơ mơ hồ hồ xem ra sơn động bên trong trước kia diện mạo, bây giờ trong hang núi bản cùng cái ghế sớm đã bị thời gian cho hủ hóa rồi, chỉ có thể loáng thoáng xem ra sơn động bên trong năm đó bài biện. Bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ tới ta còn có cơ hội về tới đây. Bóng đen người Giang Vận Thiên cảm thán vang vọng tại Diệp Thần Phong trong đầu. Tiếp lấy, Giang Vận Thiên lại nói tiểu tử, người đến chỗ này sơn động bên trái trong trong một góc hẻo lánh đi, nơi đó hẳn là được chôn hai cái hộp. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đi tới bên trái bên trong góc, hai ba lần liền đào ra một cái hình hộp chữ nhật hộp, cùng với một cái hình lập phương hộp, Diệp Thần Phong đầu mở ra trước cái kia hình hộp chữ nhật hộp, hiện ra tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt chính là một thanh kiếm, một cái cực kỳ đặc biệt kiếm. Thanh kiếm này toàn thân đen nhánh, kiếm dài cùng phổ thông kiếm không có khác gì, thế nhưng thân kiếm độ rộng so với phổ thông kiếm yếu trọn vẹn yếu rộng thượng khoảng 5 lần, còn có thân kiếm độ dày cũng cực kỳ khoa trương, một nhìn qua liền cực kỳ cồng kênh. Diệp thần phong nhìn chung quanh cũng không có nhìn ra thanh kiếm này chỗ độc đáo, mà khi diệp thần phong yếu lấy ra thanh kiếm này thời điểm, hắn lần thứ nhất căn bản không có cầm lên này làm cho hắn cảm thấy một tia quái lạ lập tức đem trong cơ thể thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ linh khí tăng lên tới đỉnh phong lần này là đột nhiên đem cái này cổ quái kiếm cầm lên ầm um, ầm um, hai tiếng nhưng là tại diệp thần phong cầm lấy cái này đen nhánh kiếm lúc từ thanh kiếm này thượng truyền đến nhất cổ cực hạn trọng lực diệp thần phong dưới chân mặt đất nhất thời đá vụn 4P, cả người hắn từ hông bộ bắt đầu trực tiếp chui vào trong lòng đất thanh kiếm này nặng đáng sợ, này làm cho Diệp Thần Phong trực tiếp thanh thanh kiếm này vứt xuống một bên, trong cơ thể tập trung linh khí, đột nhiên từ dưới mặt đất bật đi ra, trong miệng nói ra, đây là cái gì chó má kiếm. Cầm thanh kiếm này còn thế nào cùng những người khác đối chiến? Tiểu tử, người trước không nên gấp gáp, chờ ngươi mở ra một chiếc hộp khác lại nói. Bóng đen người giang vận thiên nghiêm trang nói. Diệp thần phong dừng hai giây đồng hồ sau đó hắn vẫn là nghe xong bóng đen nhân, đem một cái khác hình lập phương hộp cũng mở ra, tại đây hình lập phương hộp là một kiện màu đen bí danh, cái này bí danh giống như là dùng một loại nào đó kim loại chế tạo, bất quá, diệp thần phong nhìn thấy cái này bí danh rất mỏng, cũng sẽ không phải có quá lớn trọng lượng. Tiểu tử, đem máu tươi của ngươi nhỏ ở mặt trên, vật như vậy phi thường hữu ích ở tu luyện của ngươi. Bóng đen người giang vận thiên lại nói nghe được phi thường hữu ích ở tu luyện, Diệp Thần Phong cũng tin tưởng bóng đen người sẽ không hại hắn, hắn lập tức đem đầu ngón tay của chính mình bị rạch rách rồi, đem tiên huyết nhỏ ở này nhìn như là bí danh đồ vật thường. Tiên huyết nhỏ ở áo lót này thượng sau đó màu đen bí danh trong nháy mắt đem tiên huyết cho hấp thu, một trận ô quang từ áo lót này thượng mơ hồ phát ra, tiếp lấy, áo lót này từ trong hộp chính mình bay ra, trước sau chia ra làm hai nửa, trong nháy mắt dán vào ở diệp thần phong trên người. Tại Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt bị không giải thích được mặc vào cái này bí danh sau, trên người hắn đột nhiên phảng phất được đè ép một ngọn núi lớn, két. Két, két, mặt đất lần thứ hai toàn bộ nứt ra rồi, ầm. Ầm, hai tiếng, lúc này, Diệp Thần Phong từ ngược đi xuống toàn bộ lâm vào trong lòng đất. Hơn nữa Diệp Thần Phong căn bản không có cách nào cởi trên người loại này tựa bí danh đồ vật, áo lót này quả thực so với vừa vặn thanh kiếm kia còn trầm trọng hơn. Có áo lót này áp bức sau đó Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời còn thật sự không cách nào từ dưới mặt đất đi ra, hắn nói ra, chuyện gì thế này? Vật này yếu làm sao cởi? Chỉ có chờ thực lực ngươi đã tới tạo hóa cảnh, ngươi mới có thể cởi này Hắc Huyền Giáp, cho nên tại ngươi đến tạo hóa cảnh trước đó, ngươi coi như là ngủ cũng nhất định muốn ăn mặc này Hắc Huyền Giáp, ngươi đối với cái này dạng tu luyện chả có hài lòng hay không? Bóng đen người Giang Vận Thiên đắc y nói. Nghe thế lời nói Diệp Thần Phong, hắn là đầy đầu mồ hôi lạnh, trong miệng khổ sở nói lầm bầm, người đây không phải lừa bố mày đây này ma. chương 1279, Khổ Tu Địa huyền giới Bắc vực hoang mạc dưới đáy Mặc trên người cái kia cái gọi là hắc huyền giáp, ngực trở xuống toàn bộ hãm xuống mặt đất trong Diệp Thần Phong, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông đột nhiên vận chuyển, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực từ sau lưng của hắn bày ra, cấp tốc vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, hầu như có thể nói là đã dùng hết lực lượng của toàn thân rồi, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực chung quanh là quanh quẩn khí lưu cường đại. Này mới khiến cho Diệp Thần phong thân thể từng điểm từng điểm từ dưới mặt đất rút lên đến, bởi này hắc huyền giáp quá nặng nề rồi, Diệp Thần phong căn bản vô pháp dựa vào linh khí vũ rực phi hành, tại thân thể triệt để từ trong lòng đất sau khi đi ra, màu xanh ra trời linh khí vũ rực lại co trở lại diệp thần phong bên trong thân thể. ầm um, ầm um, hai tiếng. Tại diệp thần phong hai chân chạm vào mặt đất thời điểm, hắn hai cái chân nhỏ nhất thời lại chui vào trong lòng đất, mắt thấy thân thể của hắn còn có chìm xuống mặt đất bên trong xu thế. Diệp thần phong lập tức nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể linh khí, lúc này mới miễn cưỡng để thân thể của hắn không lại trầm xuống. Diệp thần phong yếu duy trì hiện tại cái này cái linh khí vận chuyển độ chính xác, hắn quả thực là phải hao phí sức của chín châu hai hổ, trên trán là không ngừng có mồ hôi lưu lại, trong miệng vi vi thở hổn hển nói ra cho dù vật quỷ này đối việc tu luyện của ta có tác dụng, các người cũng có thể phải hội ta một tiếng chứ. Tiểu tử, người đừng đang ở trong phúc không biết phúc, năm đó ta tại siêu phàm cảnh thời điểm liền bắt đầu ăn mặc hắc huyền giáp rồi, này hắc huyền giáp không chỉ rất nặng cực kỳ, hơn nữa nó vẫn có thể kềm chế bên trong cơ thể ngươi một phần linh khí, đương nhiên này hắc huyền giáp trọng lực cùng ức chế sức mạnh không phải vĩnh viễn không đổi. Người mỗi đột phá một lần thực lực, này hắc huyền giáp trọng lực cùng ức chế lực cũng sẽ tăng mạnh, này hắc huyền giáp là của ta một vị trưởng bối cho ta đánh tạo, các loại thực lực của ngươi đã tới tạo hóa cảnh, người liền có khả năng đem hắc huyền giáp chính mình cởi ra rồi. Đến lúc đó người thì sẽ biết này hắc huyền giáp cỡ nào có tác dụng rồi. Bóng đen người giang vận thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, này hắc huyền giáp thuần túy chỉ là tu luyện sử dụng, không thể giúp ngươi cản ngoại giới thương tổn, người khác đối lực công kích của ngươi sẽ trực tiếp xuyên thấu qua này hắc huyền giáp thương tổn được thân thể của ngươi. Còn có, bên cạnh thanh này ô kiếm lớn màu đen, tên của nó gọi hắc huyền kiếm, này hắc huyền kiếm chính là cùng hắc huyền giáp đồng bộ, đồng dạng hội theo thực lực ngươi tăng lên, không ngừng gia tăng nó tự thân trọng lượng, này hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm đều thuộc về là thượng phẩm linh khí rồi hơn nữa là thượng phẩm linh khí bên trong hàng đầu tồn tại. Về sau, ngươi liền muốn ăn mặc hắc huyền giáp, cầm hắc huyền kiếm tu luyện, thẳng đến thực lực của ngươi đến tạo hóa cảnh. Hai cái chân nhỏ chui vào mặt đất bên trong diệp thần phong, hắn chỉ là ăn mặc hắc huyền giáp, này đã đủ khiến hắn chịu được. Cuống chi này hắc huyền giáp không tới tạo hóa cảnh, chính mình chả không cách nào cởi ra, nếu như còn muốn cầm bên cạnh thanh này hắc huyền kiếm lời nói, có thể tưởng tượng được trên người của hắn trọng lực lại muốn càng tốt đẹp nhiều lần. Bây giờ Diệp Thần phong thực lực tuy rằng chả duy chỉ duy trì tại Thông Linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được thực lực của mình được này Hắc Huyền giáp chế trụ một phần, hắn trên gương mặt mồ hôi như là không cần tiền điên cuồng chảy xuống phun đầy. Tiểu Gia Hỏa, nghe hắn a, à, nếu như ngươi có thể ăn mặc Hắc Huyền giáp, cầm Hắc Huyền kiếm tăng lên tới tạo hóa cảnh, đối ngươi như vậy tới nói tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn lẽ nào ngươi không muốn mau chóng đem âm minh tông bên trong tiểu nữ oa kia cứu ra bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm cũng đang diệp thần phong trong đầu vang lên nghe được ngô phong dỗi rảnh lời nói sau diệp thần phong là hít sâu một hơi điều tiết một cái trong cơ thể linh khí nói ra không phải là ăn mặc này áo giáp rách cầm cái kia kiếm mẻ tu luyện ma này có cái gì khó ngược lại Diệp Thần Phong lại hỏi, hai người các ngươi đến cùng lúc nào truyền thụ cho ta chế thuốc cùng thuật luyện khí? Không phải nói người tu luyện cũng là cần phải dựa vào đan dược đấy sao? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi vẫn rất nóng ruột, bất quá. Muốn muốn học luyện chế đan dược, trước tiên yếu tu luyện một môn hỏa hệ công pháp, lấy hỏa hệ công pháp bên trong dựng dục ra tới hỏa diễm đến luyện đan, bất quá, Ngươi đã tu luyện Thần Huyết quyết cùng Ma Tiên Quyết rồi. Lại đồng thời tu luyện một môn Hỏa hệ công pháp lời nói, đoán chừng bên trong cơ thể ngươi gân mạch hội triệt để hỏng mất. Đúng, tiểu tử, muốn trở thành luyện khí sư cũng là yêu cầu Hỏa hệ công pháp phụ trợ, năm đó chúng ta mặc dù có thể trở thành luyện khí sư cùng luyện dược sư, bởi vì chúng ta chả tu luyện một môn phụ trợ Hỏa hệ công pháp, chúng ta tu luyện Hỏa hệ công pháp vừa vận cùng trong cơ thể công pháp không nổi lên xung đột. Hơn nữa chúng ta chỉ là yêu cầu Hỏa Hệ công pháp đến luyện khí cùng luyện đan, chỉ là đem Hỏa Hệ công pháp tu luyện có thể ở trong người sản sinh hỏa diễm mà thôi. Cho dù như thế, chúng ta tu luyện Hỏa Hệ công pháp sau, vẫn là trở ngại thực lực chúng ta tăng lên tốc độ, nói như vậy người tu luyện chỉ có thể một lần tu luyện một môn công pháp, may là chúng ta tu luyện Hỏa Hệ công pháp cấp bậc đều chỉ có địa cấp tầng thứ, bằng không e sợ đối với chúng ta tác dụng phụ đem càng gia tăng hơn mà ngươi đã đồng thời tu luyện hai môn thần cấp thượng phẩm công pháp, nếu như ngươi tu luyện nữa một môn hỏa hệ công pháp lời nói, tự coi như ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp cấp bậc không cao, ta nghĩ cũng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả. Bóng đen người Giang Vận Thiên lần thứ nhất phi thường nghiêm túc nói. Đang nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau đó Diệp Thần Phong sắc mặt một trận khó coi, nói ra các người đây là tại trêu chọc ta đây này chứ nói như vậy ta không cách nào trở thành luyện dược sư cùng luyện khí sư. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, bình tĩnh đừng nóng, người vẫn là có thể trở thành luyện dược sư cùng luyện khí sư. Trên đất huyền giới có một loại yêu thú cấp thấp hỏa viêm thú, loại này yêu thú cấp thấp là ở chung, phổ thông hỏa viêm thú chỉ có siêu phàm cảnh thực lực, coi như là lợi hại một chút hỏa viêm thú cũng chỉ có thông linh cảnh thực lực. Người chỉ cần giết chết 100 đầu hỏa viêm thú, Đem 100 viên Hỏa Viêm Thú Nội Đan ngưng tụ, như vậy liền có thể hình thành một loại đặc thù hỏa diễm, đem ngọn lửa này hòa vào bên trong cơ thể ngươi sau, là có thể được ngươi sử dụng. Bất quá, lửa này viêm trong thú đan ngưng tụ mà thành hỏa diễm, chỉ có thể tại trong cơ thể ngươi tồn tại chừng 2 tháng thời gian, cho nên, ngươi mỗi 2 tháng đều phải muốn lấy được 100 viên Hỏa Viêm Thú Nội Đan. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm lần thứ hai khôi phục hí hành hạ, hắn cũng nói, tiểu tử lửa này viêm trong thú đan ngưng tụ hỏa diễm cũng miễn cưỡng có thể luyện khí luyện đan rồi, có hai chúng ta chỉ điểm, người trở thành trí tôn luyện khí sư cùng trí tôn luyện dược sư khả năng là phi thường lớn. Chuyện đến nước này, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ đi săn giết hỏa viêm thú rồi, đối với hắn mà nói luyện đan cùng luyện khí là tuyệt đối không thể buông tha, đặc biệt là luyện đan, điều này có thể tăng nhanh thực lực của hắn tăng lên. Diệp thần phong không ngừng khống chế trong cơ thể linh khí dòng sông vận chuyển, hai cái chân nhỏ từ dưới mặt đất rút ra, thận trọng dẫm tại trên mặt đất, két, 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 nhưng cho dù như thế, mặt đất hay là từng tấc từng tấc nước toác, trên mặt đất để lại lần lượt phi thường sâu vết chân. Tiểu gia hỏa, người tại phi vãng này bắc vực hoang mạc trên đường, chúng ta không phải trải qua một chỗ phi thường to lớn sơn mạch đấy sao? Lúc đó chúng ta từ dãy núi kia bên trong cảm ứng được hỏa thuộc tính năng lượng, hỏa viêm thú lại yêu cầu hỏa thuộc tính năng lượng tăng cao thực lực. Ta xem chỗ kia bên trong dãy núi 89 phần 10 có hỏa viêm thú, người liền trước đi chỗ đó bên trong dãy núi xem một chút đi. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh đề nghị. Diệp thần phong đáp một tiếng sau đó hắn liền hướng bên cạnh thanh này hắc huyền kiếm đi đến, cực lực khống chế trong cơ thể linh khí lưu động, bàn tay phải từ từ hướng về chui kiếm nắm đi rồi cái này hắc huyền kiếm thật sự là quá bình thường, đen nhánh giống như là thuần túy dùng màu đen khối thép chế tạo thành, người bên ngoài nơi nào nhìn ra được đây là một thanh thượng phẩm linh khí. Diệp thần phong tay phải đang nắm chắc hắc huyền kiếm chuôi kiếm sau đó hắn dùng lực nhấc lên, chỉnh thanh trầm trọng vô cùng hắc huyền kiếm nhất thời nắm trong tay, cho dù hắn đã thể nghiệm qua hắc huyền kiếm trầm trọng, cho dù hắn nhấc lên hắc huyền kiếm quá trình đã là thận trọng rồi, nhưng là tại hắc huyền kiếm cầm lấy nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí một cái không khống chế lại, có hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm trọng lực áp bức. Sang giác, sang giác, sang giác, sang giác, sang giác. Ầm. Um. Mặt đất trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, trên mặt đất đột nhiên đập ra một cái hố sâu, nằm ở trong hố sâu Diệp Thần Phong, hắn là khuôn mặt cười khổ, hắn biết về sau tu luyện của mình không dễ dàng, ăn mặc hắc huyền giáp, cầm hắc huyền kiếm có thể nói Diệp Thần Phong tu luyện về sau cực kỳ khó khăn, từ giờ khắc này, mỗi phút mỗi giây đối với Diệp Thần Phong tới nói đều là khổ tu. chấm chấm chấm, chương 1280, hỏa nham ngoài dãy núi lôi kéo. Minh Mông vô bờ Bắc vực trong hoang mạc nhiệt khí chó trang. Một tên ăn mặc trường sam màu trắng, trên lưng mang theo một cái kiếm lớn màu đen thanh niên, hắn cực kỳ cật lực đi ở trong hoang mạc, hắn mỗi bước ra một bước bắp chân của hắn liền sẽ trực tiếp rơi vào hạt cát bên trong, có thể dùng đi lại tập tính cái từ ngữ này để hình dung hắn giờ phút này rồi. Tên thanh niên này chính là Diệp Thần Phong rồi, hắn chọn vẹn bỏ ra 6 tiếng, mới từ Bắc vực hoang mạc dưới lòng đất đi ra, phải biết hắn lúc trước tiến vào Bắc vực hoang mạc dưới lòng đất chỉ tốn 50, có thể tưởng tượng được, này Hắc Huyền giáp cùng Hắc Huyền kiếm mang cho hắn gánh nặng có nặng cỡ nào rồi. Lúc này Diệp Thần Phong trên người đã thay đổi một bộ y phục, đem hắc huyền giáp giấu chùm lên trong quần áo, hắn nhất định muốn tại mọi thời khắc đều duy trì linh khí tại cùng một cái tần suất chung chuyển vận, bằng không hắn còn thật sự không dễ khống chế hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm. Phải biết Diệp Thần Phong mới vừa từ dưới mặt đất đi ra thời điểm, hắn một cái không khống chế xong trong cơ thể linh khí, cả người hắn thân thể trực tiếp toàn bộ lâm vào hạt cát bên trong, vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong mỗi bước ra một bước cả người hắn một nửa đều phải đi vào hạt cát bên trong, cho tới bây giờ mỗi bước ra một bước, chỉ có chân nhỏ mới sẽ xa vào đến hạt cát bên trong, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói đã là một cái phi thường tiến bộ cực lớn rồi. Nguyên bản từ bắc vực hoang mạc đến bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh chỗ nói chỗ kia sơn mạch, tại không có hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm dưới tình huống, diệp thần phong lợi dụng linh khí vũ dực, ước chừng chỉ cần một ngày lộ trình, mà bây giờ Diệp Thần Phong tối thiểu yếu đi bộ 20 ngày mới có thể đã tới. Hành tẩu tại trong hoang mạc Diệp Thần Phong, dưới chân hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, lông mày vi vi cao lại, ánh mắt tập trung vào phía trước 10 mét địa phương xa, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một con trên người mang theo thất thải hoa văn thần lằn, này thần lằn thể dài ba thước, trên người tản ra thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, một đôi mắt là cực kỳ không hữu hảo nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tiểu gia hỏa, này chính là là một loại yêu thú cấp thấp, tên là bảy màu thần lằn. Yêu thích sinh hoạt ở trong sa mạc, tính cách hết sức hung tàn, trong miệng của nó mang theo một loại nọc độc, nếu như người da thịt dính vào loại độc chất này dịch. Như vậy liền hội lập tức phát sinh thối giữa, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh vì Diệp Thần Phong giải thích. Nhưng mà, ngô phong dỗi rảnh tiếng nói tại Diệp Thần Phong trong đầu vừa vặn hạ xuống, con kia bảy màu thần lằn liền hướng Diệp Thần Phong vào tới, tốc độ kia dĩ nhiên nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt. Hai cái chân nhỏ rơi vào hạt cát bên trong Diệp Thần Phong, hắn một bên khống chế trong cơ thể linh khí, một bên cực kỳ vụng về lui về phía sau năm sáu bước, con kia bảy màu thần lằn đang nhìn đến Diệp Thần Phong chậm rãi như vậy hành động sau, trong con người của nó toát ra một vệt khinh thường, miệng vi vi một tấm. Nhất cổ chất lỏng màu trắng nhất thời hướng về Diệp Thần Phong bay vụt mà đến rồi. Diệp Thần Phong thân thể nhanh chóng lóe lên, nhưng là cái cỗ này chất lỏng màu trắng vẫn là từng lau chùi Diệp Thần Phong vai, trong nháy mắt đem trên bả vai hắn quần áo cho hổ thực, lộ ra hắn cái kia ra thịt trắng nõn, này làm cho Diệp Thần Phong là kinh hãi không thôi. Bảy Màu Thần Lần đang nhìn đến trong miệng mình chất lỏng không có chân chính đánh trúng Diệp Thần Phong. Nó miệng lần thứ hai mở ra, lúc này hai luồng chất lỏng màu trắng từ Bảy Màu Thần Lần miệng bên trong phi bắn ra rồi này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng lão uất ức không ngớt, phải biết này bảy màu thần lần mới thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực, đổi lại Diệp Thần Phong không có mặc hắc huyền giáp cùng cõng lấy hắc huyền kiếm thời điểm, này bảy màu thần lần đã sớm là bị hắn cho miểu sát. Hai luồng chất lỏng màu trắng hai bên trái phải, để Diệp Thần Phong căn bản là muốn tránh cũng không được, huống chi trên người hắn chả ăn mặc hắc huyền giáp đây. Thân thể nhất thời hướng về hạt cát bên trong lăn một vòng. Bởi không khống chế xong trong cơ thể linh khí, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp tại hạt cát bên trong đập ra một cái hố đến. Con kia bảy màu thần lằn đang nhìn đến Diệp Thần Phong rơi vào hố, sau đó nó từng bước từng bước đi tới hố một bên, chính lúc con mắt của nó nhìn về phía vũng hố trong động thời điểm, chỉ thấy hố bên trong Diệp Thần Phong lại đứng lên, đem sau lưng hắc huyền kiếm nắm trong tay. Đang nhìn đến bảy màu thần lằn sau, trong miệng hắn mắng, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khi rồi, đi con mẹ mày. Diệp thần phong trực tiếp đem hắc huyền kiếm hướng về bảy màu thần lằn cho vỗ tới rồi, trong không khí nhất thời vang lên vù vù tiếng ma sát, sát theo đó. Âm, uhm, một tiếng, bởi bảy màu thần lằn phản ứng chậm một giây đồng hồ, hắc huyền kiếm thân kiếm khổng lồ trực tiếp vỗ vào bảy màu thần lằn trên thân thể. Này bảy màu thần lằn nhất thời bay ngược ra ngoài, trên thân thể ra thịt là từng tấc từng tấc nứt toác, trên mặt đất giật giật hai lần sau đó này bảy màu thần lằn liền hoàn toàn không còn động tính. Từ hố bên trong đi ra Diệp Thần Phong, trong cổ họng hắn là thở hổn hển hai câu chửi thề, vừa vặn hắn còn thật sự suýt chút nữa cắm ở này bảy màu thần lằn trong tay rồi, bóng đen người giang vận thiên thanh âm vang lên, tiểu tử, chỉ cần chờ ngươi thích ứng hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm sau, hai thứ đồ này thì sẽ không đối với ngươi sản sinh bất luận ảnh hưởng gì rồi. Tại đây bắc vực trong hoang mạc bảy màu thần lần cũng không ít, ngươi có thể một bên rời đi bắc vực hoang mạc, một bên dùng này bảy màu thần lằn đến tu luyện. Diệp thần phong trong lòng tại đáp một tiếng sau đó hắn lau một cái mồ hôi trên trán, đem hắc huyền kiếm thả lại sau lưng của mình thường. Hai thời gian 10 ngày một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Diệp thần phong sớm tại 5 ngày trước liền đi ra bắc vực hoang mạc, tại đây trong 20 ngày, Diệp thần phong hầu như mỗi ngày đều sẽ gặp phải vài con thất sắc thần lằn. Tại đây chúc thất sắc thần lần công kích, Diệp Thần Phong mỗi lần đều là sử xuất toàn lực tránh né, cuối cùng lại đem thất sắc thần lần cho đánh giết, như vậy từ từ từng ngày từng ngày, Diệp Thần Phong bắt đầu từ từ thích ứng Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền kiếm rồi. Rời đi Bắc vực hoang mạc, đi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn xuất hiện ở trong người linh khí là một cách tự nhiên duy trì tại cùng một cái tần suất chúng rồi, giờ khắc này, hắn mỗi bước ra một bước, chỉ biết trên mặt đất lưu lại một dấu chân rất nhạt rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong tại vùng vẩy trên lưng hắc huyền kiếm lúc, động tác của hắn vẫn là có vẻ hơi vụng về, e sợ yếu trải qua một thời gian nữa, hắn mới có thể đem hắc huyền kiếm tỏ ra như phổ thông kiếm như thế ung dung. Trải qua 20 ngày chạy đi sau đó Diệp Thần Phong rốt cục rất xa nhìn thấy một dãy núi, và sơn mạch này chính là lúc trước Diệp Thần Phong đi hướng bắc vực hoang mạc trải qua. Làm Diệp Thần Phong đi tới chỗ này sơn mạch lối vào nơi lúc, chỉ thấy ở lối ra vào có hai nhóm người, bọn hắn phân biệt đứng ở hai bên hai bên, trong đó bên trái một nhóm có bốn người, bên phải một nhóm có ba người, nhìn bọn họ lẫn nhau chừng hai mắt dáng dấp là có thể phán đoán này hai nhóm người không phải một đường. Tại Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó này hai nhóm ánh mắt của người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp thần phong này 20 ngày hầu như không có đổi qua y phục, y phục trên người hắn là rách dưới, bất quá Hắn không có che giấu chính mình thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Lối vào bên trái bốn người, cầm đầu là một người trung niên đại hán cùng một tên 23 tuổi khoảng chừng nữ nhân trẻ tuổi, hai người khác chính là chừng 25 tuổi thanh niên. Tại trong bốn người này, tên này trung niên đại hán tên là Triệu Hồng Lực, một thân thực lực đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, tên kia 23 tuổi khoảng chừng nữ nhân, người mặc trên người một cái trang phục màu đỏ đem vóc người của nàng phát họa cực kỳ hoàn mỹ. Nữ nhân này tướng mạo cũng vô cùng tinh xảo, từ trên người nàng mơ hồ có một loại quý tộc khí tức, tên của nàng gọi là Tưởng Vân Đình, thực lực tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, về phần hai gã khác thanh niên thực lực đều tại thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Trung niên đại hán triệu hồng lực, hắn đối diệp thần phong hữu hảo nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn vào lửa này nham sơn mạch, có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời như vậy chúng ta cũng có thể có cái chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Hồng Lực, người bớt ở chỗ này thúi lắm, để vị huynh đệ này đi theo ngươi, không phải khiến hắn đi chịu chết sao. Lần này mục đích của chúng ta đều là hỏa viêm thú ở hỏa viêm động, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Sinh trưởng tại hỏa viêm động sen hồng tam sinh thảo chúng ta chắc chắn phải có được. Bên phải ba người, trong đó cầm đầu một tên khoảng 30 tuổi thanh niên, trong miệng hắn là liên tục cười lạnh, tên của hắn gọi là Lý Trung, thực lực đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mà Lý Trung sau lưng hai trung niên nam nhân, thực lực của bọn họ cũng đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Huynh đệ, nếu như ngươi cũng muốn tiến vào lửa này nham sơn mạch, ngươi có thể đi theo chúng ta đồng thời, lửa này nham bên trong dãy núi nguy hiểm cũng không ít a hát. Tên là Lý Trung Thanh Niên, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, ngữ khí sen lẫn một chút giọng ra lệnh. Diệp Thần Phong nhìn xem những người này đối với hắn lôi kéo, nghe thấy hai nhóm người mục đích dĩ nhiên cũng là cùng Hỏa Viêm thú có liên quan, bây giờ hắn vẫn không có hoàn toàn thích ứng Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền kiếm, cùng trong này một nhóm người đồng thời tiến vào Hỏa Nham Sơn mạch, điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 64.